Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 151. Lôi Tiểu Thiên nói. Hô! Lục Lâm Thiên thở dài, lập tức nói với hai người. Nhận chủ thánh vật, các ngươi chuẩn bị ra sao? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, Lục Linh nói. 3 ngày sau chúng ta tham gia thập đại đệ tử thi đấu, đến lúc đó thập đại đệ tử nói không chừng sẽ thay người lần nữa, nhưng ta và Lôi Sư Huynh đều là đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện. Thần Lôi Điện cũng chỉ có ta và Lôi Sư Huynh là 2 đệ tử thân truyền mà thôi, cho nên chúng ta có danh ngạch đi vào thánh cảnh mà không cần tranh đoạt với ai. Những điện khác có nhiều đệ tử, mỗi 1 điện có 10 đệ tử thân truyền, mỗi điện cũng chỉ có 10 danh ngạch đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật. Thần Lôi Điện chỉ có 2 đệ tử thân truyền là các ngươi sao? Lục Lâm Thiên nhìn sang dãy núi phía sau, sau lưng có kiến trúc cung điện to lớn của liên minh, nhưng nơi có thừa người lại là Tuyên Cổ Điện Thần Lôi Điện. Lôi Tiểu Thiên nhìn cung điện khổng lồ mà Lục Lâm Thiên đang nhìn, cũng chỉ có thể cười khổ, nói. Tuyên Cổ Điện hiện tại tổng cộng có Tử Lôi Điện, Thần Lôi Điện, Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện, còn có Thánh Lôi Điện 9 đại điện, Tử Lôi Điện đứng đầu 9 điện, Thánh Lôi Điện vẫn không có người, nghe nói ai có thể đủ dung hợp thánh vật sẽ trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện. Hôm nay những điện chủ kia dường như chưa từng lộ diện qua. Lục Lâm Thiên nghe xong cảm thán, Tuyên Cổ Điện quả nhiên là cường giả như mây, hôm nay trên đại hội thân vương cũng chỉ có 1 ít trưởng lão có mặt, điện chủ các điện trong Tuyên Cổ Điện đều không xuất hiện. Đó là đương nhiên, tất cả đại điện chủ đều là cường giả tuyệt thế đấy. Lục Linh nói, trong 9 điện của Tuyên Cổ Điện lấy Tử Lôi Điện cầm đầu, Thánh Lôi Điện tiếp theo, hiện tại 8 điện chủ dùng điện chủ Tử Lôi Điện cầm đầu, điện chủ Tử Lôi Điện cũng được người ngoài gọi là điện chủ Tuyên Cổ Điện. 7 điện chủ khác có địa vị không kém nhau bao nhiêu trong Tuyên Cổ Điện, dưới điện chủ còn có trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, còn có đệ tử thân truyền. Trong Tử Lôi Điện có nhiều đệ tử thân truyền, nhưng mà điện chủ chưa từng lộ diện qua. Phong Lôi Điện, Kim Lôi Điện, Mộc Lôi Điện, Băng Lôi Điện, Viêm Lôi Điện, Thổ Lôi Điện cũng có không ít đệ tử, duy chỉ có đệ tử thân truyền của thần Lôi Điện chỉ có ta và Lôi Sư Huynh. Từ lời của Lục Linh nói, Lục Lâm Thiên cũng có hiểu biết về Tuyên Cổ Điện sâu hơn. Trong Tuyên Cổ Điện đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả phần đông, không hổ là quái vật khổng lồ chiếm giữ 3000 đại thế giới. Tuy mình bây giờ đang ở trong Tuyên Cổ Điện, nhưng hắn hiểu Tuyên Cổ Điện chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, lông mày cau lại, có chút nghi hoặc hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Thần Lôi Điện chỉ có 2 người các ngươi, tại sao thế? Bởi vì sư phụ chúng ta là điện chủ Thần Lôi Điện, lão nhân gia căn bản không thu đồ đệ. Lôi Tiểu Thiên giận dữ nói. Cho nên hiện tại tất cả đại điện cũng chỉ có Thần Lôi Điện thế lực yếu nhất. Vì sao không muốn thu đồ đệ? Lục Lâm Thiên vẫn không rõ. Lục Soái, trong Tuyên Cổ Điện có cạnh tranh gay gắt, tất cả đại điện trừ Thánh Lôi Điện không có người ra, đệ tử các đại điện khác tự nhiên không tránh được tranh giành so sánh, sư phụ lão nhân gia cũng không thích nhất tranh giành, cho nên dứt khoát không muốn thu nhiều đệ tử, những năm gần đây mới thu ta và Lôi Sư Huynh. Lục Linh bất đắc dĩ cười khổ. Lôi Tiểu Thiên tiếp lời nói. Không chỉ là như thế, sư phụ lão nhân gia ông ta nhận lấy 2 đệ tử thân truyền chúng ta, tùy tiện lưu lại công pháp và công phu liền trực tiếp cho ta về Lôi gia, lại bảo Lục Linh sư đệ đi thương khung chiến trường, căn bản không chịu trách nhiệm. Vị sư phụ này thật đặc biệt đấy. Lục Lâm Thiên nghe vậy mỉm cười, xem ra điện chủ thần Lôi Điện cũng không phải người thường, trong nội tâm cũng khó tránh sinh ra hiếu kỳ. 3 người nói chuyện phiếm một lúc. Lúc này mới rời đi, Lục Lâm Thiên mấy ngày nay vẫn ở trong thần Lôi Điện. 3 ngày sau đại hội thân vương, còn lại chỉ là thi đấu khiêu chiến của các đệ tử, tất cả đệ tử quy củ chiến đấu với bọn họ. Sau 3 ngày, lúc này biết được bài danh thập đại đệ tử, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên 2 người đều căng thẳng, thi triển công phu. Trong lòng Lục Lâm Thiên âm thầm suy nghĩ, hiện tại 10 đại đệ tử ký không có bất kỳ một kẻ yếu, mỗi một người đều là thế hệ cường hãn. Bất luận người nào cũng không dưới Lôi Tiểu Thiên. Nhưng mà Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh 2 người cũng sẽ không phải kẻ yếu, Lục Linh là vô thượng niết bàn, tại Tuyên Cổ Điện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập đại đệ tử khiêu chiến thi đấu cho nên Lục Lâm Thiên thật sự khó có thể đoán ra kết quả, có không ít đệ tử khác lần thứ 2 khiêu chiến, thực lực rất trọng yếu, nhưng mà thi đấu bài danh, trong đó có 1 phần là dựa vào vận khí. Đương nhiên, thập đại đệ tử khiêu chiến, Lục Lâm Thiên cũng suy đoán thay Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, cho nên kết quả phải cẩn thận,
Đối với Lục Lâm Thiên hiện tại trọng yếu nhất chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh, thánh khí đứng đầu, khi dung hợp thánh vật sẽ làm thực lực tăng lên, đây mới là điểm Lục Lâm Thiên chú ý nhất. Nhưng người thi đấu hiện tại đều là thế hệ tuyệt đỉnh, thế hệ thế lực cường hãn, tuy tình thế Lục Lâm Thiên bắt buộc phải chiếm được, nhưng mà nói nắm chắc thì Lục Lâm Thiên thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Thực lực năm đại thân vương vô cùng cường hãn, thậm chí có tứ nguyên tiểu siêu phàm và ngũ nguyên trung siêu phàm, tăng thêm hiện tại có Lãnh Luân Lôi Điện và Đông Phương Tử Quỳ cũng không phải kẻ yếu, năm đại tử kim huyền lôi sử cũng không phải kẻ yếu, còn có đệ tử thân truyền các điện, đội hình như vậy, Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau khi suy tư, Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, hắn quay về nơi của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm sau, mặt trời lên cao, kim quang sáng chói, cuối cùng ngày mới đã tới. Trên quảng trường Tử Lôi Điện, đại hội thân vương đang tiếp tục, trên quảng trường bắt đầu náo nhiệt, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cũng gia nhập vào trong đó. Trên bàn tiệc trưởng lão không còn chỗ ngồi, nhưng mà tám đại thân vương có một không xuất hiện, năm đại tử kim huyền lôi sử cũng chỉ có hai người xuất hiện xem cuộc chiến. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng tới quá trình tranh đoạt kịch liệt. Một ngày tranh đấu loại đi rất nhiều người, ngày hôm sau càng náo nhiệt hơn trước, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cũng thành công tấn cấp 60 đệ tử. Ngày thứ ba tranh đoạt mới là quan trọng nhất, trên quảng trường Tử Lôi Điện, tử kim huyền lôi sử và tám đại thân vương cùng xuất hiện, tranh đấu cũng rất náo nhiệt, cũng chỉ có Lục Lâm Thiên là không quá quan tâm tới cuộc chiến. Chung quanh Tử Lôi Điện có bố trí đại trận của Tuyên Cổ Điện, bằng không tranh đấu kịch liệt như vậy đã sớm phá hủy toàn bộ Tử Lôi Điện. Đại chiến tiếp tục, nhân tộc, minh linh, thậm chí còn có thú tộc và linh vật trời sinh xuất hiện, làm cho Lục Lâm Thiên động dung, không hổ là Tuyên Cổ Điện bao trùm 3.000 đại thế giới. Các loại áo nghĩa và năng lượng va chạm với nhau, các linh khí công kích mạnh mẽ, làm cho Lục Lâm Thiên cũng mở rộng nhãn giới, thậm chí hắn còn nhìn thấy thông linh bảo khí xuất hiện. Hoàng hôn, sau tranh đấu kịch liệt mọi thứ bình thường trở lại, bài danh thập đại đệ tử mới cũng có, theo thứ tự là Triệu Ngôn Yên, Minh Vô Ngôn, Côn Thành Không, Tô Chí Viễn, Lang Dược, La Sâm, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Trần Hào, Đảo Linh 10 người. Vốn trong thập đại đệ tử Cũ Thải Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Đái Nghị hôm qua bị chuẩn thân vương đánh bị thương, ảnh hưởng cũng không ít, cho nên đã bị xóa tên khỏi thập đại đệ tử. Vốn trong hàng đệ tử hôm qua giao thủ kịch liệt nhất là hai người La Sâm và Lang Dược, cuối cùng tiếp tục ở lại trong hàng ngũ thập đại đệ tử cũng chỉ có bọn họ, nhưng mà hai người vốn xếp hạng thứ nhất và thứ ba, nhưng bài danh mất đi không ít. Ngược lại Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người vận khí không tệ, thủ đoạn ra hết, một vết thương chồng chất, tiêu hao hầu như không còn, rốt cuộc thắng hiểm tiến vào thập đại đệ tử. Bài danh thập đại đệ tử đủ để chứng minh thực lực của 10 người này, nhưng mà cũng không phải nói thập đại đệ tử là người mạnh nhất trong nội điện, ví dụ như Đái Nghị, Linh Tịnh Chí, bọn họ tuyệt đối có thực lực tiến vào thập đại đệ tử, nhưng trong đó nhân tố vận khí chiếm phần lớn mà thôi. Trên đại hội thân vương còn có khiêu chiến Khâu Khiêu Chiến thân vương, cuối cùng không có người nào lên đài. Cũng như ngày thường, tất cả tự chấm dứt, không có người nào dám can đảm đi khiêu chiến thân vương. Khiêu chiến thân vương khác khiêu chiến thập đại đệ tử, người khiêu chiến không thể vận dụng bất luận linh khí gì, mà thân vương có thể vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm bất cứ thân vương nào đều là thế hệ kinh khủng, căn bản khó mà chiến thắng được, tự nhiên không có ai đi lên làm trò cười. Vào đêm, trở lại Thần Lôi Điện, 4 ngày sau đó hắn sẽ đi vào thánh cảnh dung hợp thánh vật. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người thương tích chồng chất và tiêu hao không còn, hai người đã tiến vào trong thiên trụ giới tu luyện. Từ lời của Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, Lục Lâm Thiên cũng biết trong nội điện cũng là thời gian linh khí, đệ tử bình thường đều tu luyện bên trong. Thời gian linh khí có chỗ tốt cực lớn với các tu luyện giả, nhưng mà cấp độ càng cao thì càng nhỏ. Đến tu vị rất cao, tu vị tăng lên cần phải lĩnh ngộ trong thời gian dài dằng dặc, đã không cách nào trợ giúp nữa. Khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh tiến vào thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cũng cân nhắc chuyện của Thần Lôi Điện một lúc, lập tức rời khỏi Thần Lôi Điện, thừa dịp ban đêm, dưới sự dẫn dắt của thiếu niên Tuyên Cổ Điện đi thẳng tới Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện khổng lồ còn lớn hơn suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, cung điện khổng lồ như cụ thú nằm trên sơn mạch, nhìn từ xa có cảm giác mình rất nhỏ bé. Suy suy, trước Thánh Lôi Điện, Lục Lâm Thiên đi theo thiếu niên kia. Nhìn Thánh Lôi Điện làm bản thân cảm thấy nhỏ bé, ánh mắt âm thầm chấn động. Cấm chế thật mạnh. Cảm giác được Thánh Lôi Điện tỏa ra khí tức kinh người,
Lục Lâm Thiên nhìn trộm, cả Thánh Lôi Điện đều có cấm chế mạnh mẽ. Loại cấm chế này cho dù là hóa hồng cảnh cũng khó vượt qua nửa bước, một khi tự tiện xông vào sẽ kinh động cả Tuyên Cổ Điện, thậm chí bị cấm chế oanh kích thần hình câu diệt. Thân Vương Đại Nhân, đây là Thánh Lôi Điện, bên trong có công pháp và lĩnh ngộ của các cường giả Tuyên Cổ Điện, cũng có các thủ đoạn và tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, trừ thánh vật cất giấu trong thánh cảnh ra, tất cả đều nằm trong Thánh Lôi Điện. Thiếu niên nói với Lục Lâm Thiên. Cảm ơn, đan dược này ngươi cầm đi, sẽ có chỗ tốt không nhỏ với tu vị của ngươi. Lục Lâm Thiên xuất ra mấy viên đan dược trung phẩm đưa cho thiếu niên. Đa tạ Thân Vương Đại Nhân. Thiếu niên vui vẻ cảm tạ, với tu vị đại đạo cảnh trung giai của hắn, đạt được mấy viên đan dược trung phẩm, cho dù với gia thế bất phàm của hắn cũng cực kỳ khả quan. Đối với thiếu niên này mà nói, trọng yếu nhất là thân vương này rất khách khí, có thể nhắc lên quan hệ với chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, đối với gia tộc sau lưng hắn cũng là chuyện đáng cao hứng. Lui ra đi, ta đi dạo bên trong. Lục Lâm Thiên nói với thiếu niên, thân là thân vương, hắn đã có thể tùy ý tiến vào Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện vô chủ, bởi vì cho tới nay Thánh Lôi Điện là cấm địa với toàn bộ Tuyên Cổ Điện, người bình thường không thể đi vào. Cũng là một trong những nơi trọng yếu nhất Tuyên Cổ Điện. Thánh Lôi Điện bình thường cũng chỉ có đệ tử thân truyền vào lúc đặc biệt mới có thể đi vào, thân phận đệ tử thân truyền khác nhau, đủ khả năng tiến vào các nơi khác nhau. Mà Lục Lâm Thiên hiện tại là thân vương, cầm thân vương lệnh trong tay, nghe nói có thể đi dạo trong Thánh Lôi Điện không gặp trở ngại, bởi vậy đây cũng là nguyên nhân Lục Lâm Thiên đến Thánh Lôi Điện. Mời thân vương đại nhân, ta không cách nào đi vào bên trong. Nhưng mà thân vương đại nhân có thân vương lệnh, tự nhiên có thể tùy ý tiến vào bất kỳ địa phương nào, dù sao thân vương đại nhân 4 ngày sau sẽ đi vào thánh cảnh dung nhập thánh vật, thân vương đại nhân có việc gì cứ tùy thời phân phó ta làm. Thiếu niên kích động trả lời Lục Lâm Thiên, thật vất vả có cơ hội như vậy, hắn không muốn bỏ qua. Tùy ngươi. Lục Lâm Thiên cười nhạt, lập tức cầm thân vương lệnh, trên thân vương lệnh có hào quang tỏa ra, cấm chế bên ngoài Thánh Lôi Điện mở ra. Hắn tiến vào trong cấm chế, thân ảnh đi vào đại môn Thánh Lôi Điện. Thánh Lôi Điện tổng cộng có tầng 7, đệ tử phá giới cảnh chỉ có thể đi vào tầng 1, ngộ chân cảnh đi vào tầng 2, hóa hồng cảnh đi vào tầng 7, trong đó còn có không ít mật thất, thân phận đặc thù mới có thể đi vào. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Thánh Lôi Điện, hắn sải bước đi vào bên trong. Lần này vận khí bộc phát rồi, chỉ cần nhắc lên quan hệ với người lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, địa vị trong tộc ngày sau sẽ khác biệt. Đây là cơ hội, nhất định không thể bỏ qua. Bên ngoài cấm chế thánh điện, thiếu niên hưng phấn nói nhỏ. Ban đêm thâm thúy, bóng tối bao trùm, không gió, không sóng, bầu trời yên tĩnh. Trong đêm tối có mấy thân ảnh đứng trên ngọn núi, nhìn qua bầu trời bao la kia, bầu trời giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh già nua đứng đầu, không gian chung quanh thân hình hắn chấn động, thân ảnh như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không thể nhìn rõ ràng. Hắn nói với những thân ảnh khác. Nhiều năm như vậy, tử lôi huyền đỉnh của bát tôn lưu lạc ra ngoài đã xuất hiện, lúc này tử lôi huyền đỉnh sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ là một trận long tranh hổ đấu, muốn dung hợp linh khí bá đạo như tử lôi huyền đỉnh, đây không phải việc người thường có thể làm được. Hơi dừng lại, thân ảnh già nua tiếp tục nói. Lúc trước không người có thể thu phục tử lôi huyền đỉnh, lão gia hỏa kia mới chia tử lôi huyền đỉnh ra làm 9, phong ấn linh hồn tử lôi huyền đỉnh. Muốn dùng thời gian dài mài bớt bá khí của nó, tăng thêm khống chế tử lôi huyền đỉnh trên người kẻ khác, đến lúc đó bao nhiêu cũng có khí tức thân cận với tử lôi huyền đỉnh, khi đó cơ hội sẽ có cơ hội lớn hơn. Nhưng bao nhiêu năm qua, tử lôi huyền đỉnh bá đạo tự nhiên cũng có phần phai mờ yếu bớt, nhưng muốn dung hợp linh khí bá đạo như tử lôi huyền đỉnh, cho dù tám thân vương khống chế một tử lôi huyền đỉnh cũng khó mà khống chế tử lôi huyền đỉnh sau khi thức tỉnh. Đứng đầu thập đại bán thánh khí. Tử lôi huyền đỉnh nhiều năm qua có vô số người thiên phú tuyệt đỉnh không thể dung hợp, ngược lại không ít người vẫn lạc, không ít trọng thương trốn đi, còn có nguyên nhân gì đó đã tẩu hỏa nhập ma, muốn dung hợp nói dễ vậy sao, nhưng chúng ta phải có chuẩn bị, đến lúc đó người chúng ta không thể dung hợp tử lôi huyền đỉnh, cũng có thể dùng thủ đoạn cuối cùng mang tử lôi huyền đỉnh cách ly với Tuyên Cổ Điện, nhất định không thể để Tuyên Cổ Điện có được vật bá đạo kia. Nếu không, một khi có người dung hợp khống chế tử lôi huyền đỉnh, sớm muộn gì cũng tạo thành uy hiếp với chúng ta, nếu có thể bị người của chúng ta dung hợp, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thân ảnh khác nhỏ nói. Lúc này chúng ta đã chuẩn bị tốt nhất, nhưng cái giá quá lớn, vạn nhất sinh ra sơ suất sẽ tổn thất thảm trọng,
cái giá này quá lớn, đối với chúng ta mà nói là đả kích trọng đại, mặt khác Tuyên Cổ Điện dường như đã chú ý chúng ta, muốn xét xử chúng ta đấy. Một thân ảnh to lớn khác nói chuyện. Chuyện này phải làm nhanh, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện các thế lực lớn dục dịch, đều toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, ngay cả Thiên Địa Các cũng có không ít thiên tài, chúng ta còn chưa có ý định tốt, Tuyên Cổ Điện chú ý chúng ta cũng không chỉ gần đây, nhưng mà chỉ bằng vào Tuyên Cổ Điện, muốn triệt để khai chiến với chúng ta sẽ có cố kỵ, nếu không phải cố kỵ những lão gia hỏa Thiên Địa Các, Thương Khung Minh, Thiên La Minh kia chen chân vào, chúng ta sợ gì Tuyên Cổ Điện. Lúc này cơ hội thất bại không lớn, trong thánh cảnh Tuyên Cổ Điện, những lão gia hỏa Tuyên Cổ Điện không cách nào tiến vào, thậm chí không cách nào quan sát, mà chúng ta hoàn toàn có chuẩn bị, cho nên Tử Lôi Huyền Đỉnh tình thế bắt buộc, thế hệ trẻ của Thiên La Minh và Thương Khung Minh cũng có thể âm thầm giải quyết một ít, đến lúc đó đầu mâu sẽ chỉ về phía Tuyên Cổ Điện, một công ba việc, khặc khặc. Trong Tuyên Cổ Điện, bóng đêm bao phủ dãy núi, trong rừng rậm có dấu vết pha tạp. Vèo. Một đạo thân ảnh yên lặng xuất hiện trước Thần Lôi Điện, bộ dáng hơn 60, thân hình gầy thon dài, quần áo vải thô, toàn thân sạch sẽ, đồng tử đen như mực bắn ra hào quang làm người ta đau đớn. Ồ, danh con không ở trong hang ổ của mình, chạy tới đây làm gì? Ánh mắt lão giả nhìn qua cung điện Thần Lôi Điện to lớn, thần thái giả nua nghi hoặc, bên người hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này thân hình cao ngất, thần thái kiên nghị. Khí tức vững vàng mang theo lăng lệ, bộ dáng chừng 25, dung mạo tuấn tú, hắn đứng đó lại tỏa ra khí chàng thu hút ánh mắt người khác. Nếu Lục Lâm Thiên đứng ở đây, hắn nhìn thấy thanh niên này chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Thanh niên nhìn qua kiến trúc to lớn trước mặt, ánh mắt chấn động dò xét một hồi, sau đó nói với lão giả bên cạnh. Sư phụ, đây là Thần Lôi Điện ngươi nói sao, vì sao không có người trông coi? Đệ tử Thần Lôi Điện chúng ta không nhiều. Quý ở tinh nhuệ, nhiều người dùng được cái rắm gì chứ? Lão giả nhìn thanh niên, nói. Cũng không biết hai sư huynh bất tranh khí của ngươi ở nơi nào. Sư phụ, vừa rồi không phải có hộ pháp nói Lôi sư huynh và Lục Linh sư huynh đã trở thành thập đại đệ tử rồi, chẳng lẽ còn chưa tranh giành đủ sao? Thanh niên le lưỡi, âm thầm nghĩ yêu cầu của lão đầu tử quá cao. Thập đại đệ tử chỉ là bình thường, thập đại đệ tử không có nghĩa là 10 người mạnh nhất. Chỉ có thể xem như miễn cưỡng mà thôi, ngươi về sau cố gắng một chút, đừng làm ta thất vọng, hai người bọn họ chỉ miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nếu ngươi không cố gắng, ta đến lúc đó sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn. Lão giả nói với thanh niên, là ngươi mặt dày mày dạn thu ta làm đồ đệ, cũng không phải ta cầu ngươi. Thanh niên nhìn lão giả, lập tức cúi đầu thấp giọng nói thầm. Ngươi nói thầm cái gì đó? Dường như lão giả nghe được thanh niên nói chuyện. Sư phụ, ta nói mình nhất định cố gắng, nhất định sẽ không để sư phụ mất mặt. Thanh niên lập tức ngẩng đầu, gương mặt cương nghị tươi cười vui vẻ. Lão giả lườm thanh niên, lúc này mới thỏa mãn nói. Thiên phú của ngươi còn tốt hơn hai tên danh con kia, nhưng mà tu luyện cần bản thân ngươi cố gắng mới được, ngươi không nên biếng nhác, bằng không về sau thực lực thường thường, vậy đừng đi ra ngoài làm ta mất mặt. Vâng, ta biết rồi sư phụ. Tuyệt đối không để lão nhân ra mất mặt đâu. Thanh niên gật gật đầu, thần sắc cương nghị bảo đảm, lâu như vậy hắn chưa từng lười biếng, cường giả vĩnh viễn không chừng mực, con đường cường giả là lựa chọn của hắn. Vậy mới được. Nghe vậy, lão giả dường như cực kỳ thỏa mãn. Thiên Lôi tử, lại thu đệ tử. Một giọng nói từ xa vọng tới, thời điểm giọng nói vang lên, một lão giả tóc ngắn mặc trường bào trắng xuất hiện. Khó được Thiên Lôi tử lại thu đệ tử. Ta đúng là muốn xem đệ tử ngươi thu là thế nào. Lúc này lại có giọng nói dịu dàng vang lên, nương theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trên bầu trời, một mỹ phụ mặc cung trang xuất hiện, bộ dáng chừng 40, trong thần thái xinh đẹp còn mang theo khí chất đoan trang. Thiên Lôi tử lại thu đệ tử sao, ta cũng muốn xem một chút. Khí tức băng hàn xuất hiện, bên cạnh mỹ phụ cung trang xuất hiện đại hán to lớn, hai mắt thanh tịnh như nước, quanh người không có khí tức chấn động. Nhưng khi đại hán xuất hiện, nhiệt độ trong không gian giảm xuống. Ai thu đệ tử, cho ta xem thiên phú thế nào. Một lão già gầy đột nhiên xuất hiện bên cạnh mỹ phụ, trên người sinh cơ bừng bừng, tóc bạc mặt hồng hào, khí độ cực kỳ tiêu sái, có tư thế tiên phong đạo cốt. Ha ha, Thiên Lôi tử lại thu đệ tử, các ngươi hưng phấn làm cái gì, cũng không phải các ngươi thu đệ tử.
Có tiếng cười từ phía sau vọng tới, một đại hán khôi ngô đứng giữa không trung, trường bào khinh động, khí tức lăng lệ mang theo âm hàn. Thiên Lôi Tử thu đệ tử, chúng ta phải chúc mừng mới được, lão gia hỏa này đã lâu như vậy mới thu đệ tử thứ ba, thiếu chút nữa thần lôi điện không có người kế tục, chẳng lẽ các ngươi trơ mắt nhìn thần lôi điện không người kế tục hay sao? Lại có giọng nói vang lên, một lão giả mặc áo dài màu vàng xuất hiện. Khi lão giả áo dài vàng xuất hiện, ánh mắt mấy người trên không trung nghiêm túc, mỹ phụ mặc cung trang nói với lão giả áo bảo vàng. Kim Tuyên, khó được ngươi và Thiên Lôi Tử lần này đều trở về, thật sự làm chúng ta cảm thấy ngạc nhiên đấy. Cửu đỉnh hội tụ đại biểu cho cái gì các ngươi cũng biết, đại sự như thế có ai không quay về. Đôi mắt lão giả áo bảo vàng thâm thúy như sao trời, ánh mắt sáng như ánh trăng, trên gương mặt già nua mang theo khí chất hào hùng, dung mạo góc cạnh rõ ràng mang theo phong phạm vương giả. Chắc hẳn lúc còn trẻ hắn cũng là thế hệ tuấn lãng bất phàm. Trên người lão giả bắn ra khí chất lăng lệ, không người nào dám tới gần hắn. Lão giả áo vàng bị mỹ phụ cung trang gọi là Kim Tuyên đáp xuống, ánh mắt của hắn nhìn qua thanh niên bên cạnh Thiên Lôi Tử, thần thái biến hóa. Ồ! Ánh mắt Kim Tuyên rung rung, hắn không nhịn được kêu lên một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, thân ảnh đáp xuống bên cạnh thanh niên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm và bắt đầu đánh giá thanh niên từ cao xuống thấp. Siêu siêu. Nhìn thấy bộ dáng của lão giả áo vàng, mỹ phụ cung trang và lão giả tóc ngắn áo bào thô, lão giả gầy sinh cơ bừng bừng và đại hán khí tức âm hàn đều đi tới bên cạnh thanh niên này. Sáu người vây quanh thanh niên đánh giá một phen, sáu người không ngừng dò xét thanh niên. Thanh niên thấy sáu người vây quanh, sắc mặt chẳng biết tại sao bắt đầu biến thành tái nhợt. Nhưng hắn vẫn đứng vững, bất động như bàn thạch. Tiểu tử, bọn họ là điện chủ Kim Lôi Điện Kim Tuyên Hồng Tôn, điện chủ Phong Lôi Điện Lang Long, điện chủ Mộc Lôi Điện Hồng Khung Hồng Tôn, điện chủ Băng Lôi Điện Nghi Hàng Hồng Tôn, điện chủ Viêm Lôi Điện Diễm Hoàng Hồng Tôn, điện chủ Thổ Lôi Điện Hoang Thổ Hồng Tôn. Thiên Lôi Tử nhìn lão giả áo bào vàng, đại hán khí tức âm hàn, lão giả tóc bạc mặt hồng gầy sinh cơ bừng bừng, đại hán khí tức băng hàn, mỹ phụ cung trang. Lão giả tóc ngắn áo vải thô sáu người, lập tức giới thiệu với thanh niên. Thanh niên bị sáu người vây quanh, sắc mặt tái nhợt, hắn đứng như bàn thạch, nghe vậy cũng hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Bái kiến chư vị tiền bối. Tốt, tốt, tốt. Vẻ mặt Kim Tuyên vui vẻ nói ba chữ tốt, ánh mắt nhìn qua Thiên Lôi Tử, nói. Thiên Lôi Tử, chắc giá, 10 viên đan dược hồng phẩm, 20 kiện áo nghĩa linh khí. Ngươi tặng đệ tử này cho ta, ta vừa vặn thiếu môn hạ như hắn, tùy ngươi chọn mấy món, thế nào? Khi Kim Tuyên dứt lời, Thiên Lôi Tử xuất hiện trước mặt thanh niên, hắn càng ngày càng thỏa mãn với đệ tử mới thu, trên mặt còn vui vẻ, có người tranh đoạt càng trở nên chân quý, hắn lườm Kim Tuyên, nói. Kim Tuyên, lão tử không thiếu 20 kiện áo nghĩa linh khí và 10 viên đan dược hồng phẩm, trong hàng đệ tử của ngươi nếu có thiên phú tốt, ngươi cam lòng đổi với chúng ta sao? Ngươi nghĩ ta bị ngốc đúng không? Kim Tuyên nhìn Thiên Lôi Tử, lại dò xét thanh niên một hồi, cuối cùng cắn răng nói với Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử, chắc giá, một kiện thông linh bảo khí, tặng đệ tử này cho ta chứ? Chung quanh Diễm Hoàng Hồng Tôn, Lang Long Hồng Tôn, Nghi Hàng Hồng Tôn, Hoang Thổ Hồng Tôn, Hồng Khung Hồng Tôn sáu người nghe vậy cũng nhìn Kim Tuyên. Lập tức sáu người nhìn Thiên Lôi Tử, thanh niên này bất phàm, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra một hai. Nhưng mà một kiện thông linh bảo khí trực tiếp đổi một đệ tử, đây là xuất huyết rất nhiều, cho dù cấp độ như bọn họ, thông linh bảo khí cũng là chí bảo. Thiên Lôi Tử nghe Kim Tuyên nói thế, ánh mắt cũng cực kỳ động dung, nhưng lập tức cười nhạt một tiếng, lườm lườm Kim Tuyên, nói. Đừng nói một kiện thông linh bảo khí, 10 kiện thông linh bảo khí lão tử cũng không đổi, vạn kim khó đổi yêu thích, ta thích đệ tử này, đừng có đánh chủ ý lên hắn đi. Vừa dứt lời. Thiên Lôi Tử nhìn thanh niên nói. Tiểu tử, đi tìm nơi đặt chân đi, trong thần lôi điện rất lớn, chính ngươi tùy tiện tìm, ta thương lượng công việc với bọn họ. Vâng, đệ tử cáo lui. Thanh niên cao lớn rời đi, hắn thả người bay qua cung điện to lớn kia. Ai, hạt giống tốt, tâm tính kiên định, ổn trọng không thiếu lăng lệ, không minh không thiếu tinh minh, người mang hỗn độn chi khí, nhiều loại áo nghĩa một thân, căn cơ ổn như bàn thạch, Thiên Lôi Tử a hát. Ngươi thu đệ tử nào khác ta mặc kệ, ngươi không nên hủy hạt giống tốt như thế chứ. Nhìn thanh niên rời đi, ánh mắt Kim Tuyên Hồng Tôn không bỏ, thần sắc cảm thấy bất công, vì sao hắn không gặp được hạt giống tốt như thế chứ.
thân ảnh Thiên Lôi Tử rời bước tới trước mặt Kim Tuyên Hồng Tôn, đôi mắt đen như mực âm trầm, nói. Kim Tuyên, người đừng có đánh chủ ý lên hắn, đệ tử nào ta mặc kệ, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai danh con kia hiện tại đều là thập đại đệ tử, Lục Linh cũng đã là vô thượng niết bàn, tiền đồ vô lượng, các ngươi lại ghen ghét, là các ngươi không dạy được đồ đệ mà thôi. Bớt đắc ý đi, có bản lĩnh lúc này để hai đệ tử ngươi dung hợp thánh vật đi. Kim Tuyên trừng Thiên Lôi Tử. Dù sao đệ tử ngươi không cách nào dung hợp thánh vật. Thiên Lôi Tử không chút khách khí phản bác Kim Tuyên một câu. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười cười, không mất trang nhã và cao quý, nói với mọi người. Nói chuyện đứng đắn đi, chuyện của Lục Lâm Thiên mọi người đều biết rồi chứ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người nghiêm túc khẽ gật đầu, trở lại nội điện, cũng nghe nói qua việc của Lục Lâm Thiên. Đôi mắt Diễm Hoàng Hồng Tôn nóng bỏng nhìn qua Kim Tuyên, hỏi. Đồn đãi Lục Lâm Thiên vận dụng kim thuộc tính áo nghĩa. Kim thuộc tính áo nghĩa là cực kỳ hiếm thấy trong các áo nghĩa, có phải Lục Lâm Thiên có quan hệ với ngươi hay không? Kim Tuyên, ta cũng hoài nghi có quan hệ với ngươi, tiểu tử Lục Lâm Thiên kia vừa tiến vào đã đánh chết Lôi Lang, nghe nói người sáng suốt đều nhìn ra là tiểu tử kia cố ý làm ra, dù gì Lôi Lang cũng là người lang linh nhất tộc của ta. Lang Long, lang linh nhất tộc của ngươi nhiều chi nhánh như thế, Lôi Lang dù là người lang linh nhất tộc nhưng có bỏ tám con phố cũng không dính gì với ngươi. Các ngươi không có chút quan hệ nào cả. Lang Long Hồng Tôn vừa dứt lời, Kim Tuyên liền trực tiếp chen ngang lời Lang Long Hồng Tôn. Lập tức Kim Tuyên Hồng Tôn nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Ta cũng nghe nói Lục Lâm Thiên vận dụng kim thuộc tính, thậm chí trong thời gian ngắn lúc trước có mấy lão bằng hữu nói chuyện, bọn họ cũng đề cập tới việc Lục Lâm Thiên người mang kim thuộc tính áo nghĩa, hỏi thăm có phải có quan hệ với ta không, nhưng mà Lục Lâm Thiên thật sự không có quan hệ gì với ta. Kim thuộc tính tuy là áo nghĩa kỳ lạ khó gặp, nhưng trong 3.000 đại thế giới, người lĩnh ngộ ra kim thuộc tính không chỉ có một mình ta, khó tránh khỏi có một ít người lĩnh ngộ kim thuộc tính, nhưng mà thật vất vả gặp gỡ một gia hỏa lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa. Ta cũng rất muốn gặp đấy, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý niết bàn, thiên phú này chưa từng gặp qua, cũng chỉ có thời đại viễn cổ, những đại năng và viễn cổ tiền bối mới có thiên phú này. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5. Thiên phú đủ mạnh, hiện tại còn là thân vương của Tuyên Cổ Điện chúng ta, không biết có cơ hội nhận chủ thánh vật hay không. Hồng Khung Hồng Tôn nói nhỏ, nhận chủ thánh vật khó khăn cỡ nào, lúc trước nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh đều không công mà lui, thậm chí tổn thất thảm trọng, trả cái giá quá lớn. Nghi Hàng Hồng Tôn thở dài. Nghe vậy, sắc mặt mọi người than thở, chuyện thánh vật tử lôi huyền đỉnh bọn họ nghe nói qua. Hoang Thổ Hồng Tôn lúc này phá vỡ trầm mặc. Đã nhiều năm như vậy, hy vọng an bài có thể sinh ra tác dụng, lúc trước tiền bối chia tử lôi huyền đỉnh ra làm 9, phong ấn linh hồn tử lôi huyền đỉnh, dùng thời gian dài làm suy yếu khí tức bá đạo của nó, đồng thời hy vọng 8 người dung hợp tử lôi huyền đỉnh cũng có được khí tức thân cận với tử lôi huyền đỉnh, đến lúc đó dung hợp tử lôi huyền đỉnh sẽ có cơ hội lớn hơn. Kim Tuyên nghe vậy, đi mấy bước, áo bào chấn động, trong mắt mang theo lo lắng, nói với mọi người. Những năm gần đây, khí tức bá đạo của tử lôi huyền đỉnh có yếu đi, nhưng mà tử lôi huyền đỉnh bá đạo cỡ nào, cho dù 8 thân vương khống chế một tử lôi huyền đỉnh trước đó, có khí tức thân cận với tử lôi huyền đỉnh, nhưng mà ta lo lắng, dù sao thực lực không cao, muốn khống chế tử lôi huyền đỉnh sau khi thức tỉnh là chuyện quá khó khăn. Cũng phải, ta không rõ, vì sao lúc trước phải bố trí cấm chế trong thánh cảnh, vượt qua đại siêu phàm không thể đi vào trong đó, tự nhiên không thể nhận chủ tử lôi huyền đỉnh. Bằng không cường giả thực lực mạnh đi vào, cơ hội sẽ càng lớn. Hồng Khung Hồng Tôn nói. Ta cũng nghĩ không thông, vì sao trong thánh cảnh lại có cấm chế như vậy? Hoang Thổ Hồng Tôn nói nhỏ. Các ngươi cũng đừng nghĩ lung tung, cấm chế tồn tại là có đạo lý của nó, chúng ta bây giờ không rõ, về sau sẽ rõ. Thời điểm Hoang Thổ Hồng Tôn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh thấu xương vang lên. Xuy. Lập tức trên không trung có một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, gió núi thổi qua làm tóc dài đen bóng tung bay, mái tóc dài phủ xuống da thịt màu tím, khi thì đảo qua bờ môi, năng lượng thiên địa sớm bị ảnh hưởng, gương mặt cương nghị và thân hình to lớn làm nổi bật sự bất phàm. Nhìn thấy thân ảnh trung niên xuất hiện, Thiên Lôi Tử, Hoang Thổ Hồng Tôn, Diễm Hoàng Hồng Tôn đều cung kính hành lễ. Bái kiến Long Đầu. Đều đến cả sao, rất lâu mọi người không có tụ tập đông đủ đấy. Đại hán nhìn mọi người,
đôi mắt màu tím có thể nhìn xuyên thấu hồn phách của người đối diện. Long đầu, ta bế quan rất lâu, nhưng cửu đỉnh tề tụ, đại sự bực này ta làm sao không quay trở lại chứ? Diễm Hoàng Hồng Tôn mỉm cười nói với Đại Hán, giọng nói mang theo kính sợ. Mọi người gần đây cũng đừng có bế quan nữa. Đại Hán nói với mọi người. Lang Long nghe vậy, nhíu mày, nói. Long đầu, chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Mọi người cũng nhìn Đại Hán to lớn này. Đại Hán to lớn sinh ra khí chàng vô hình, áo choàng màu tím sau lưng phất phơ, khí thế bá tuyệt thiên hạ bộc phát, nói. Chuyện kia đã tới gần rồi, những người chúng ta nhìn chằm chằm vào đã có hành động, còn nhớ rõ sau khi chúng ta định ra quy củ không, người có chức vị trưởng lão không được tiến vào trong thánh cảnh. Nghe vậy, đôi mắt Diễm Hoàng Hồng Tôn rung động, nói với Đại Hán cao lớn. Lúc trước chúng ta định ra quy củ này, là bởi vì chúng ta âm thầm nhìn chằm chằm vào đám người đánh chủ ý tuyên cổ điện của chúng ta có thể phái người đánh với bọn chúng, vì phòng ngừa vạn nhất, dùng thủ đoạn cùng nội tình của chúng, trong chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ có người của chúng lẻn vào. TRUNFULLVN, nếu bọn chúng những năm qua tân tân khổ khổ có người bò lên chức trưởng lão, đến lúc đó tất cả sẽ khó khống chế, cho nên chúng ta định ra quy củ, trưởng lão không được đi vào thánh cảnh. Nếu trong tuyên cổ điện có chuyện trọng yếu, chúng ta sẽ sớm di chuyển tuyên cổ điện, như thế, cho dù có tổn thất bất ngờ, tất cả đều nằm trong khả năng thừa nhận của chúng ta. Đại Hán to lớn gật đầu, nói. Ta đã có một ít tin tức, lúc này người của đám người kia đã lẻn vào việc này, muốn nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh. Cha, nghiêm tra mới được, thánh vật tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Nghe vậy, sắc mặt Kim Tuyên trầm xuống, sát khí bộc phát dữ dội. Thân ảnh to lớn lắc đầu, đôi mắt màu tím chớp động, nói. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cũng không cách nào tra từng người một, chúng ta cũng không cách nào biết rõ chúng phái vào bao nhiêu người, một khi trắng trợn điều tra, chỉ sợ dao động quân tâm, cũng đánh rắn động cỏ. Sắc mặt Thiên Lôi Tử ngưng trọng, trầm tư một hồi, lập tức ngẩng đầu nói với mọi người. Chúng ta nên làm gì bây giờ, trong thánh cảnh có cấm chế, chúng ta không vào được. Nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể nhúng tay vào. Ta đã nghĩ ra biện pháp, tìm người mà chúng ta có thể tín nhiệm quan sát tình hình, nhất định không thể để đám người kia đạt được thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh. Thân ảnh to lớn kia nói ra. Long đầu, chúng ta hiện tại không cách nào xác định ai là người đáng tin cậy cả, tất cả đều có khả năng, huống chi cho dù chúng ta thi triển chút thủ đoạn tìm ra người đáng tin cậy, nhưng mà cũng không biết đến lúc đó có đủ thực lực khống chế tất cả hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy, nhìn qua thân ảnh to lớn, nói. Chẳng lẽ Long Đầu đã có người lựa chọn rồi sao? Đôi mắt màu tím của thân ảnh to lớn chấn động, nói. Các ngươi đều nghe nói về Lục Lâm Thiên cả rồi, các ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lục Lâm Thiên. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chấn động. Nghi Hàng Hồng Tôn song khẽ ngẩng đầu, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời trong màn đêm, khí tức băng hàn ẩn hiện trong không gian. Lục Lâm Thiên, chân lý Niết Bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, trưởng khống giả một tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này chân lý Niết Bàn đỉnh phong, có thể dùng một chiêu đánh chết Lôi Lang, thực lực có thể chống lại Nhị Nguyên Trung Xúc Hồng, có thể chống lại Tam Nguyên Đại Xúc Hồng cũng không chừng, luận thiên phú tuyệt đối không phản đối, hắn là người trẻ tuổi đỉnh phong trong 3.000 đại thế giới. Nhưng mà nếu giao việc này cho hắn, sợ rằng không dễ khống chế toàn cục, những người kia nếu phái người đến, sợ rằng sẽ có chuẩn bị vẹn toàn. Dù sao thực lực của Lục Lâm Thiên có hơi thấp. Nghi Hồng nói một hơi, nói xong nhiều người gật đầu. Ngàn năm trước, Thiên La Minh xuất động mấy cường giả, ngay cả một tộc nhân Thiên Ma cũng xuất động, kết quả không một quay trở về, đồn đãi linh hồn ngọc giản của bọn họ đã sớm nghiền nát, cho nên lúc này đây giao cho Lục Lâm Thiên cũng không phải không có cơ hội. Chân lý Niết Bàn, áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, đương nhiên là có điểm bất phàm. Thân ảnh hùng vĩ nói ra. Mọi người nghe Đại Hán nói thế, hơi suy nghĩ, Diễm Hoàng Hồng Tôn nói. Long đầu, Lục Lâm Thiên có thể tin cậy tuyệt đối sao? Đây là người tuyệt đối tin cậy mà ta có thể nghĩ tới, lại là người có khả năng khống chế toàn cục. Đại Hán hùng vĩ gật đầu, lập tức nói. Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có lựa chọn sao? Long đầu có nắm chắc là được, chuyện này chúng ta không có lựa chọn. Lang Long Hồng Tôn vừa nói xong. Nhíu mày, lại nói tiếp. Nhưng mà dường như Lục Lâm Thiên có không ít thù hận với chủng tộc Minh Linh đấy, đây chính là điểm phiền phức,
có chút chuyện hắn không hiểu, cũng không cách nào giải thích thêm, đến lúc đó tiến vào thánh cảnh, người Minh Linh nhất tộc sẽ không khách khí với Lục Lâm Thiên. Mà cường giả trong Minh Linh nhất tộc có kẻ mang chủ tâm châm ngòi ly gián, ta sợ rằng những người kia trong thánh cảnh không cần lộ diện thì chúng ta cũng sẽ tranh đấu nội bộ. Hô! Đại Hán Hùng Vĩ hít sâu một hơi, nói. Lúc này ta sẽ an bài, nhưng ta nhận được tin tức, trong chủng tộc Minh Linh đúng là có người thừa cơ đối phó hắn. Xem ra, Lục Lâm Thiên lúc này có không ít phiền toái, không biết có thể chống lại hay không. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười nói. Diễm Hoàng, ta vừa mới từ thế giới Thượng Thanh bên kia trở về, ta nghe nói Lục Lâm Thiên có không ít thù hận với Phượng Hoàng nhất tộc của ngươi, nếu Lục Lâm Thiên nhìn thấy ngươi, sợ rằng không cho các ngươi sắc mặt tốt. Diễm Hoàng Hồng Tôn chưa nói xong, Thiên Lôi Tử giống như cười mà không cười nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Diễm Hoàng Hồng Tôn nghe vậy, nói. Việc này ta gần đây cũng nghe nói qua, cũng truyền ra khắp Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc ta có một chi nhánh ở thế giới Thượng Thanh. Nghe nói có mấy người trẻ tuổi bất phàm cũng bị Lục Lâm Thiên đánh chết, nhưng việc này một ít lão gia hỏa còn chưa tỏ thái độ, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào, đến lúc đó ta tự mình quan sát mới được. Diễm Hoàng, chuyện Phượng Hoàng nhất tộc ngươi trước không cần lo lắng, chuyện đó đã qua rồi, nếu những người kia có gió thổi cỏ lay gì đó, ngươi bảo Phượng Hoàng nhất tộc nên lưu ý một chút, cũng phải chú ý những năm qua trong Phượng Hoàng nhất tộc có người bị chúng âm thầm lôi kéo hay không, nội tình bọn chúng quá mạnh mẽ. Bao nhiêu năm qua không đâu không vào, thời gian càng ngày càng gần, mỗi lần chúng đều không hết hy vọng, đã đợi lâu như vậy, lúc này bọn chúng càng ngày càng sinh động. Đại Hán to lớn nói với Diễm Hoàng. Ta hiểu rồi. Diễm Hoàng gật đầu đáp. Ta càng ngày càng hiếu kỳ Lục Lâm Thiên, không biết hiện tại hắn đang ở nơi nào. Kim Tuyên hiếu kỳ nói. Hùng Vĩ Đại Hán nói nhỏ. Hắn bây giờ đang ở Thánh Lôi Điện. Đoán chừng hắn có hiếu kỳ về Tuyên Cổ Điện, chúng ta đầu tiên không cần quấy rầy hắn, cứ để hắn quan sát đi. Oanh! Khi Đại Hán to lớn nói xong, đột nhiên thiên địa chấn động không nhỏ. Xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên sắc mặt từng thân ảnh biến hóa, vào lúc này trên màn đêm đột nhiên trăng sáng sao tỏ, ngàn vạn ánh sao xuất hiện, vô số ngôi sao hiện ra. Oanh! 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 Trong bầu trời đêm đột nhiên chấn động vài cái, trăng sáng xoay tròn. Ngôi sao chói mắt. Oanh! Mặt đất chấn động, vào lúc này đại địa không bình thường, bắt đầu có tiếng nổ vang sinh ra, trong nháy mắt ngắn ngủi, thiên địa vật chuyển sao rời, thiên địa triều tịch, núi sông chấn động dữ dội. Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Không gian trong Tuyên Cổ Điện, rất nhiều thân ảnh lướt đi từ các nơi, từng ánh mắt nhìn không gian vật đổi sao rời, thiên địa dị biến, bọn họ rung động và kinh hãi. Xoẹt! Vào lúc này trên trời xanh đột nhiên xuất hiện lỗ hổng, hào quang chói mắt như mặt trời chói chang xuất hiện. Tia sáng chói mắt này còn kèm theo thiên uy, bầu trời lập tức xuất hiện thiên uy khủng khiếp bao phủ đại địa. Thiên uy này vô thanh vô tức, không có điện thiểm lôi minh, không có gió nổi mây phun, không có mây đen cuồn cuộn. Chỉ có núi sông rung chuyển, tia sáng chói mắt này giống như thánh quang phổ chiếu thiên địa, tự dưng làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Còn có thiên uy khó hiểu. Dưới thiên uy khủng khiếp, những người thực lực thấp đã bắt đầu cảm thấy linh hồn rung động, nguyên lực khó vận chuyển. Vào lúc này trong thế giới vô tư, trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên địa núi sông rung chuyển, vô số sinh linh phủ phục. Thế giới thần thú, đại địa run rẩy, vật đổi sao rời, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Thế giới thái hoàng, thiên uy và hào quang bộc phát, linh hồn chúng sinh chấn động không nhỏ. Thế giới thượng thanh, thiên địa dị biến. Đêm cũng như ngày, ngôi sao hàng lâm, trong thiên giới mật địa, hoàng phủ minh long, phong hành thiên chủ, băng thiên đứng lên, ánh trăng sáng ngời hàng lâm, ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong thế giới linh vũ xa xôi, thánh quang phóng lớn, thiên uy khiếp người. Trong 3000 đại thế giới mênh mông, giờ phút này từng thân ảnh già nua xuất hiện. Giờ phút này thế giới sinh ra hào quang sáng ngời, đại địa run rẩy, triều tịch khủng bố. Trăng sáng xoay tròn, ngôi sao hàng lâm, thiên địa rung chuyển, hàng tỷ sinh linh khiếp sợ. Xuy, sâu trong ánh sao thâm thúy, từng vết rách xuất hiện, hào quang chói mắt trên trời cao hàng lâm, chúng rơi thẳng xuống, thiên uy khiếp người. Giờ phút này, dưới thiên uy khủng bố đó, hàng tỷ sinh linh phải phủ phục xuống đất, chỉ có nam tử áo bào xám tóc đen vẫn đang đứng đó, hắn tương liên cùng thiên địa. Giờ phút này vô số ánh mắt đều nhìn thấy.
giật mình kinh hãi. Ông! Ngay vào lúc này bên cạnh nam tử áo bào xám tóc đen có tiếng sấm nổ vang vọng. Tiếng sấm như kiếm quang màu vàng đánh xuống, năng lượng quanh người sôi trào, không gian chấn động như nước sôi, hư ảnh kiếm quang mờ ảo xoay quanh đỉnh đầu thanh niên áo xám. Xuy xuy! Vào lúc này hai mắt thanh niên áo xám nhắm chặt lại mở ra, thân ảnh cao to đứng đó, ngũ quan rõ ràng, gương mặt kiên nghị như đao khắc, hai mắt thâm thúy, ngôi sao tỏa ra hào quang không chút tạp chất nào. Thanh niên áo bào xám mở mắt, nhìn ngôi sao tỏa ra hào quang đầy trời, hắn cười nhạt, lập tức nói với kiếm quang màu vàng bên cạnh. Trấn thiên, theo giúp ta đạp trời xanh, đi lên trời như thế nào? Ông! Thanh kiếm màu vàng rung động, dường như đang trả lời thanh niên áo xám kia, thân kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời. Thanh niên áo xám cười nhạt, áo bào xám run lên, lập tức bước vào sâu trong hư không. Phanh! Từ khi thanh niên tóc xám này bước đi, sâu trong trời xanh có âm thanh lôi điện nổ vang, cũng không có sấm sét cuồn cuộn hay mây đen áp đỉnh. Thanh niên áo xám thế đi không giảm, hắn đi từng bước lên bầu trời, giống như dưới chân hắn có bậc thang, mỗi một bước đều làm không gian chấn động, vô số hào quang khuếch tán theo bước đi của hắn. Thanh niên áo bào xám bay lên trời với thế đi không giảm, từng bước đi chậm chạp lên bầu trời, giống như dưới chân hắn có bậc thang vô hình. Mỗi một bước đều làm không gian sinh ra vô số gợn sóng không ngừng khuếch tán khắp thiên địa. Phanh, 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 phanh. Tiếng sấm vang vọng thiên địa, chấn động màng tai hàng tỷ sinh linh, sấm sét này chấn nhiếp tâm thần. Trong thiên hạ vào lúc này chỉ còn thanh niên áo xám đi lên bầu trời, hắn đi dưới thiên uy cuồn cuộn giống như thần tích. Bành! Thời điểm hắn bước ra bước thứ 99. Sâu trong trời xanh có tiếng sấm sét vang vọng trời cao, dường như có thể hủy thiên diệt địa, ngôi sao đầy trời run lên, sâu trong trời xanh có một đạo năng lượng quán trú vào trong đó, tất cả đều rơi vào người thanh niên áo bào xám. Vào lúc này thân ảnh thanh niên áo bào xám giống như cái động không đáy, năng lượng thiên địa tùy ý rót vào người, cũng không qua bao lâu đã đạt tới đỉnh phong. Thanh niên áo xám đứng trong thiên địa, nói nhỏ. Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng chẳng đài. Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Tất cả chỉ là hư ảo, chỉ có vạn pháp quy tâm, dùng hậu đức tái vật, cho là chính, ta dùng quy chân lại phá hóa hồng, phá. Phanh! Khi thanh niên áo xám nói ra chữ phá cuối cùng, trong cơ thể sinh ra âm thanh trầm đỡ upsilon, c, khí tức trong người tăng vọt, không gián đoạn. Thiên địa dị biến, tổng cộng 99 âm lôi cùng vang, thiên uy cuồn cuộn, lại không có khí tức hủy diệt, chẳng lẽ? Trong thiên giới mật địa thế giới thượng thanh, lúc này thánh quang tiêu tán đi, giờ phút này thiên địa sáng rõ, phong hành phách thiên nói nhỏ, ánh mắt của hắn khó tin, suốt một thời gian dài cũng không nói ra lời, mắt nhìn Hoàng Phủ Minh Long và băng thiên chấn động không nhỏ. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long chấn động kịch liệt, nói nhỏ. Đại nhân, không mất tấm lòng son, không nghĩ tới còn có thể kiến thức niết bàn cỡ này, đồn đãi cũng không phải là hư giả, trong thiên địa này rốt cuộc có người làm được. Có người chỉ cần có tấm lòng son sẽ làm được như thế. Băng thiên rung động, nói. Chân lý Niết Bàn xuất hiện, không nghĩ tới thời điểm này còn có Niết Bàn như thế hiện thân, xem ra hắn đã thành công, thiên địa phong vân khởi, yêu nghiệt xuất hiện thành đàn, chẳng lẽ vào lúc này mọi thứ đều náo nhiệt hay sao? Không biết người Niết Bàn này là người Thiên La Minh hay là Thương Khung Minh? Phong hành phách tôn nói nhỏ. Sắc trời sáng rõ, trong đại điện tuyên cổ điện, ánh mắt mọi người ngây ngốc nhìn qua bầu trời, thật lâu không cách nào phục hồi tinh thần lại, gần đây trong 3.000 đại thế không ngừng xuất hiện động tĩnh lớn. Trước thần lôi điện, trên ngọn núi cao ngất, Kim Tuyên Hồng Tôn, Thiên Lôi Tử, Lang Long Hồng Tôn, Hồng Khung Hồng Tôn, Nghi Hàng Hồng Tôn, Diễm Hoàng Hồng Tôn, Hoang Thổ Hồng Tôn đều nhìn nhau, rung động khó mà khôi phục tinh thần, lập tức nhìn qua thân ảnh hùng vĩ kia, nói. Long đầu nói, chẳng lẽ đúng như lời đồn. Thân ảnh hùng vĩ nhìn lên bầu trời, nghe xong ánh mắt vô cùng chấn động, nói một câu rất khó hiểu. Tòng nhân hi hi, như hưởng thái lao, như xuân đăng thai. Kỳ chọc bạc hề, kỳ vị triệu, độn độn hề, như anh nhi chi vị hài, lỗi lỗi hề, nhược vô sở quy. Chúng nhân giai hữu dư, nhi kỳ độc nhược di. Tục nhân chiêu chiêu, kỳ độc hôn hôn. Tục nhân sát sát, kỳ độc muộn muộn. Đạm hề kỳ nhược hải, liêu hề nhược vô chỉ. Chúng nhân giai hữu dĩ. Kỳ độc ngoan thả bỉ, kỳ độc dị vô nhân, nhi quý thực thiên. Dừng một chút, thân ảnh to lớn nhìn qua Kim Tuyên,
Thiên Long Hồng Tôn, Diễm Hoàng, nói. Các ngươi đoán đúng rồi, vừa rồi chính là quy chân Niết Bàn, chân lý Niết Bàn xuất hiện, hiện tại quy chân Niết Bàn cũng xuất hiện, người có tấm lòng son sẽ trở thành quy chân Niết Bàn. Đồn đãi quy chân Niết Bàn không dưới chân lý Niết Bàn nghịch thiên mà đi, phải trải qua đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, quy chân Niết Bàn là thuận thiên mà đi, kiếp số tự giải, nhưng mà quy chân Niết Bàn cần một khỏa tấm lòng son, tu luyện giả chúng ta khó lòng giữ được tấm lòng son này, không nghĩ tới thật sự có người thành công. Kim Tuyên rung động, thân là tu luyện giả, trong thế giới mạnh được yếu thua, ai có thể bảo trì một tấm lòng son. Không biết quy chân Niết Bàn này là người Thiên La Minh hay là Thương Khung Minh, chỉ mong không phải người của thế lực kia là được. Thân ảnh to lớn nói ra. Thời gian từ từ qua đi, trong Thánh Lôi Điện tầng thứ 7, trong cấm chế sinh ra chấn động khác thường. Xoẹt! Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh vượt qua không gian, lôi vân màu tím không ngừng tụ tập, năng lượng trong không gian không ngừng sao động, lôi vân màu tím không ngừng sinh ra chấn động khiếp người. Điện mang hội tụ thành lôi đình. Oanh! Lôi đình màu tím quấn quanh, thân hình Lục Lâm Thiên đứng đó, quần áo trên người bị lôi điện đánh nát vụn, thân hình như đồng nhân. Ầm ầm! Trong lôi điện màu tím kia, trên trăm đạo lôi đình màu tím uy lực khủng bố bạo phát, lôi điện đáng sợ tràn ngập hư không, dường như có thể phá hủy tất cả, tiếng sấm nổ vang ầm ầm, sau đó không ngừng bổ vào thân hình Lục Lâm Thiên. Rất nhiều lôi điện đánh vào người Lục Lâm Thiên. Lôi điện màu tím tỏa ra các hướng hóa thành vô số điện xà máu tím thật nhỏ, chúng không ngừng rót vào lỗ chân lông của hắn. Ầm ầm, bị rất nhiều lôi điện màu tím oanh kích, chúng không ngừng chui vào thân hình Lục Lâm Thiên. Hiện tại thân ảnh Lục Lâm Thiên đứng cao ngất, giống như chữ lôi khí thật lớn, từng đạo lôi đỉnh quán chú vào người. Bất diệt La Hán tượng. Lúc này thân hình Lục Lâm Thiên giống như ngọn núi lửa bị áp chế không cách nào bạo phát, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Lập tức ngưng kết thủ ấn, lôi điện tử kim trên người tỏa ra, chúng giống như pháo hoa không ngừng càn quét các hướng. Ầm ầm. Vào lúc này thân hình Lục Lâm Thiên tràn ngập lôi đình màu tím, trực tiếp bành trướng trong hư không. Chỉ trong nháy mắt thân ảnh khổng lồ của Lục Lâm Thiên vượt qua không gian, trên thân hình khổng lồ xuất hiện cái động màu tím, khí tức hủy diệt và lôi điện từ trong tràn ra. Thân hình khổng lồ có phần khác với bất diệt kim cương tượng của Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh hai người. Khí tức lăng lệ hủy diệt hoàn toàn không cùng cấp độ, chỉ khí tức hủy diệt cũng đủ làm linh hồn người ta rung động. Mà bộ dáng của hắn không phải kim cương trợn mắt, mà là La Hán hủy diệt khôn cùng, mắt quắc nhìn trừng trừng, người nào nhìn cũng tim đập chân run. Xoẹt! Thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên đứng đó, năm ngón tay mở ra, lôi điện tử kim xuyên thủng không gian, một quyền đánh xuống, lôi cầu cực lớn nện thẳng xuống đất, những nơi quyền này đi qua không gian khó mà khôi phục lại. Trong lực lượng lôi điện hủy diệt, lập tức có âm thanh trầm thấp vang lên. Bành! Không gian bị một quyền này đánh nổ, mảnh vỡ không gian màu tím quét qua các hướng, điện quang màu tím bùng nổ, không gian to lớn bị lôi điện xé nát thành nhiều mảnh vỡ. Sau một lát tất cả mới khôi phục bình thường, khí tức lôi điện hủy diệt bùng nổ các hướng. Xuy! Lục Lâm Thiên rất hài lòng với bộ dáng hiện tại, lập tức thu liễm La Hán khổng lồ. Hắn mặc bộ y phục sạch sẽ, trên mặt cười tà dị. Trong Thánh Lôi Điện, Lục Lâm Thiên cầm thân vương lệnh có thể đi bất cứ nơi nào, hai ngày trước hắn đã đi khắp Thánh Lôi Điện, cũng xem toàn bộ chân tàng. Với ánh mắt Lục Lâm Thiên hiện tại, không phải thứ gì trong Thánh Lôi Điện cũng nhìn, các công pháp áo nghĩa, chuyện che giấu trong 3000 đại thế giới, còn có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ, cách điều chế đan dược, cách luyện linh khí. Trong đó làm cho Lục Lâm Thiên rung động là, không ngờ hắn phát hiện trong Tuyên Cổ Điện có tư liệu lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, nó là một bản thiếu, nhưng lại làm cho Lục Lâm Thiên động dung. Chuyện này đủ chứng tỏ trong 3000 đại thế giới có người lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, từ tư liệu ghi lại, người lưu lại cách lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa tuyệt đối là cường giả. Nếu như là lúc trước The Upsilon.ng phải người lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, Lục Lâm Thiên sẽ ngạc nhiên và rung động không ít. Nhưng vào thời điểm này Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều ngạc nhiên nữa. Trong 3000 đại thế giới mênh mông, người có thiên phú tuyệt đỉnh nhiều không kể xiết, áo nghĩa kỳ lạ cũng nhiều, Lục Lâm Thiên tự biết mình có thể lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa, tự nhiên cũng có người lĩnh ngộ ra. Nhưng đối với tu luyện giả lĩnh ngộ kim thuộc tính áo nghĩa, đặc biệt là cường giả, Lục Lâm Thiên cảm thấy hiếu kỳ, có cơ hội hắn sẽ gặp, có lẽ sẽ có chỗ tốt thật lớn với bản thân.
Trong cất chứa của Thánh Lôi Điện cực kỳ phong phú, nhưng thứ có thể hấp dẫn ánh mắt của Lục Lâm Thiên lại không nhiều. Trong Tuyên Cổ Điện còn truyền lưu không ít chí bảo truyền thuyết, lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên cũng không có gì lạ, chỉ có những thứ đặc biệt mới là thứ hắn quan tâm. Hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa tìm hiểu mà thôi, nhưng lại làm cho Lục Lâm Thiên hiểu ở trong Thánh Lôi Điện tới 2 ngày. 2 ngày sau đó, trong Thánh Lôi Điện tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên cũng tìm được thứ mình động tâm. Thánh Lôi Điện tầng thứ 7, trong gian lầu các ít người tiến vào, Lục Lâm Thiên tìm được công pháp tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng. Từ tin tức tu luyện Lục Lâm Thiên biết được, Bất Diệt La Hán Tượng chính là một tầng công pháp cao hơn của Bất Diệt Kim Cương Tượng. Tu luyện thành công sẽ có uy năng không phải Bất Diệt Kim Cương Tượng có thể so sánh được, cả hai chênh lệch thật lớn. Tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng cực kỳ khó khăn, bởi vậy Tuyên Cổ Điện mấy ngàn năm nay chưa từng có ai tu luyện thành công. Tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng, tu luyện giả phải tu luyện Bất Diệt Thiên Thể mới được, trong đó còn cần không gian lôi điện mới được. Loại điều kiện này làm người trong Tuyên Cổ Điện căn bản không thể tu luyện, cho nên lầu các này hiếm người tới. Nhưng điều kiện tu luyện Bất Diệt La Hán Tượng hà khắc, đối với Lục Lâm Thiên mà nói lại không là gì, trong Tử Lôi Huyền Đỉnh có không gian lôi điện, hắn cũng có Bất Diệt Thiên Thể, trong công pháp Bất Diệt La Hán Tượng cũng có không ít thủ đoạn công kích. Đối với Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên thi triển Bất Diệt Kim Cương Tượng, tuy Lục Lâm Thiên là người mang Bất Tử Thần Thể và Bất Diệt Thiên Thể, còn có Thanh Linh Khải Giáp Hổ Biến không dưới Bất Diệt Kim Cương Tượng, cộng lại còn có thể hơn, nhưng đối với Bất Diệt La Hán Tượng, Lục Lâm Thiên vẫn có chút thích thú. Lúc này phát hiện Bất Diệt La Hán Tượng còn mạnh hơn Bất Diệt Kim Cương Tượng không biết bao nhiêu lần, Lục Lâm Thiên sẽ không buông tha, cũng bởi vậy cho nên lúc đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, hắn cũng nhiều ra một loại thủ đoạn. Vì sợ thời gian không đủ, Lục Lâm Thiên mang Tử Lôi Huyền Đỉnh đưa vào trong Thiên Trụ Giới tầng thứ 7, ở trong Thiên Trụ Giới hắn dùng thời gian 3 tháng, Lục Lâm Thiên mới tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng. Đối với loại kết quả này, Lục Lâm Thiên có cảm giác hài lòng. Chỉ tiếc lúc này Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người không có ở đây, nếu không khi thấy Lục Lâm Thiên trong 3 tháng tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng còn không hài lòng, bọn họ trực tiếp đánh hắn mới được, tên này thật không biết xấu hổ là gì. Nhớ ngày đó Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh còn nhớ khi tu luyện Bất Diệt Kim Cương Tượng, bọn họ mất vài năm mới có được chút thành tựu. Mà bây giờ Lục Lâm Thiên trong 3 tháng ngắn ngủi luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng còn ngại chính mình tu luyện dài, đủ làm bọn họ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thời gian chắc cũng đã tới rồi. Lục Lâm Thiên tính toán thời gian, vào ngày Đại hội Thân Vương chấm dứt ngày thứ 5 sẽ diễn ra thánh cảnh nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đã là ngày thứ 4. Xuy, ra khỏi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới, Lục Lâm Thiên thu hồi 2 kiện linh khí. Hắn tươi cười vì tu luyện thành Bất Diệt La Hán Tượng, chuyến đi Tuyên Cổ Điện lần này không tệ, nhưng mà đây không phục mục đích của hắn. Mục đích của hắn là Tử Lôi Huyền Đỉnh, đứng đầu thập đại bán thánh khí, hắn không bỏ qua. Ngươi vừa mới thu hồi thời gian linh khí rất bất phàm đấy. Thời điểm Lục Lâm Thiên vừa mới thu hồi Tử Lôi Huyền Đỉnh và Thiên Trụ Giới, một giọng nói băng hàn vang lên, lập tức một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đại biến. Người này tiếp cận mình thế nào hắn còn không có phát giác, ngẩng đầu nhìn qua người tới, bộ dáng chừng 40, thân hình to lớn, trang phục màu xanh, áo choàng màu tím, mái tóc đen như mực và thân ảnh to lớn. Khí tức thật mạnh, dường như là... Làm cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ chính là khí tức của người này, khí tức kinh khủng không dưới Hoàng Phủ Minh Long, trong khí tức cường hãn này linh hồn Lục Lâm Thiên nhạy cảm quan sát, tăng thêm dung hợp thái cổ U Minh Viêm, lúc này hắn nhìn ra khí tức của người này. Đại hán này dường như không phải nhân tộc và yêu tộc, cũng không giống chủng tộc minh linh, cách giải thích duy nhất chính là linh vật trời sinh. Đại hán nhìn qua Lục Lâm Thiên, cẩn thận quan sát một hồi, đứng chắp tay, khí tức bá tuyệt thiên hạ tỏa ra, hắn cười nói với Lục Lâm Thiên. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, Lục Lâm Thiên đúng không? Đúng thế, không biết tiền bối là. Lục Lâm Thiên khiếp sợ xong, hắn khôi phục thần Thaios, thần sắc lạnh nhạt. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, nếu thật sự gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Ngay cả trong Tuyên Cổ Điện cũng có linh vật trời sinh, nếu như Thiên La Minh muốn đối phó chính mình, nhưng sẽ không ra tay trong Thánh Lôi Điện. Nhìn thấy thần sắc Lục Lâm Thiên lạnh nhạt, thân ảnh to lớn cảm thấy ngạc nhiên, lập tức nói. Không cần xưng hô cái gì tiền bối, ngươi là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Long, mà ta và Hoàng Phủ Minh Long xem như có chút giao tình.
nếu nhận câu tiền bối của ngươi, Hoàng Phủ Minh Long tên kia cũng không đáp ứng đâu. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Các hạ quen sư huynh của ta. Ân, có chút giao tình với hắn. Hùng vĩ đại hán mắt thấy Lục Lâm Thiên, thân hình so về Lục Lâm Thiên thế nhưng mà cao lớn không ít, khẽ mỉm cười nói. Ngươi có khả năng không biết ta, thân là thân vương Tuyên Cổ Điện, ta tự giới thiệu với ngươi, ta chính là điện chủ Tử Lôi Điện, là long đầu tổng điện của Tuyên Cổ Điện, cũng được người ta xưng là điện chủ Tuyên Cổ Điện, người ta gọi ta là Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Điện chủ Tử Lôi Điện, điện chủ Tuyên Cổ Điện hiện tại, Tử Hư Thôn Thiên Hậu Khánh Lâm. Lục Lâm Thiên nghe vậy, với định lực của hắn có thể chiếm giữ chức điện chủ của 3.000 đại thế giới Tuyên Cổ Điện, khó trách thực lực sâu không lường được, tuyệt đối sẽ không dưới sư huynh Hoàng Phủ Minh Long, trước mắt chỉ cần dậm chân là 3.000 đại thế giới cũng phải rung chuyển. Sau khiếp sợ ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên lập tức xoay người hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói. Bái kiến điện chủ. Không cần khách khí. Hậu Khánh Lâm nhìn qua lầu các này, nói. Trong lầu các này có phương pháp tu luyện bất diệt La Hán Tượng, rất nhiều năm trước khi bất diệt thiên thể xuất hiện, bất diệt La Hán Tượng vẫn chưa từng có người tu luyện thành công, ngươi chính là chân lý Niết Bàn, có bất diệt thiên thể, bất diệt La Hán Tượng cực kỳ thích hợp với ngươi. Ta đã tu thành bất diệt La Hán Tượng rồi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu. Đã tu luyện thành công. Hậu Khánh Lâm biết rõ trên người Lục Lâm Thiên có linh khí thời gian, nhưng tính toán thời gian cũng ngạc nhiên không ít. Lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, nói với Lục Lâm Thiên. Không hổ là thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh, thiên địa phong vân khởi, yêu nghiệt thành đàn xuất, ta cũng ngạc nhiên, ta nghĩ ta đã già rồi. Tiếng nói hơi dừng lại, Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Hôm nay ta cố ý tìm ngươi nhờ hỗ trợ. Muốn ta hỗ trợ. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lập tức mắt lộ ra nghi hoặc, cười khổ cười, không cần nghĩ ngợi, nói. Dùng thực lực điện chủ, nếu có chuyện làm không được, sợ rằng ta cũng không cách nào hỗ trợ. Dù có thực lực, nhưng ngoài tầm tay cũng không làm nên việc gì. Ánh mắt Hậu Khánh Lâm hơi rung động, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Trong thiên địa có vài chuyện che giấu, nói cho ngươi biết cũng không sao, với thiên phú của ngươi, đã nhất định đặt chân vào vòng xoáy này không thoát thân được, biết sớm với ngươi cũng không phải chuyện xấu. Ngươi cũng biết trong 3.000 đại thế giới, trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc Gia, còn có thế lực lớn. Hậu Khánh Lâm lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên suy tư một hồi, lắc đầu, tỏ vẻ không biết, trên đời này dường như trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc có thể đi ngang thế lực trong 3.000 đại thế giới ra, mặt khác đã không có thế lực lớn nào sánh bằng, Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cũng không thể so sánh với Tuyên Cổ Điện, cả Thương Khung Minh cũng không được. Trong 3.000 đại thế giới vô cùng mênh mông này, trong đó thế lực ẩn giấu trừ Tuyên Cổ Điện, Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Phi Thiên Đạo Tặc Gia, còn có thế lực lớn âm thầm tồn tại, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, trong đó có Chí Tôn Điện và Thiên Địa Các hai thế lực lớn. Thiên Địa Các. Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt run lên, trên đại lục Linh Vũ cũng có Thiên Địa Các tồn tại, chẳng lẽ đây là trùng hợp sao? Thế nào, người biết Thiên Địa Các? Nhìn thấy thần sắc Lục Lâm Thiên. Hậu Khánh Lâm hỏi. Dường như nghe nói qua, nhưng mà không nhớ rõ. Thần sắc Lục Lâm Thiên âm thầm suy nghĩ, hắn không thể bạo lộ thế giới Linh Vũ được. Hậu Khánh Lâm nghe vậy, nghiêm túc nói. Thiên Địa Các cũng giống như Tuyên Cổ Điện, đều không nhúng tay vào việc bên ngoài, bởi vì Thiên Địa Các đều có thế giới, không nhận đệ tử bên ngoài, cho nên người biết rõ ít càng thêm ít, nhưng mà âm thầm chỉnh hợp không ít thế lực phụ thuộc vào đó, tăng thêm thế lực bản thân cực kỳ khổng lồ. Cho nên kỳ thật thực lực cũng cực kỳ cường hãn, cũng càng xa lạ hơn cả Tuyên Cổ Điện. Nhưng những lão gia hỏa đến cấp độ cao thâm cùng biết rõ nó như biết về Tuyên Cổ Điện. Vừa nói xong, thần sắc Hậu Khánh Lâm nghiêm túc, khí chất lạnh giá, tiếp tục nói. Về phần Chí Tôn Điện lại không có bao nhiêu người biết rõ, tất cả thế lực lớn biết rõ ít càng thêm ít. Chí Tôn Điện ẩn nấp trong thiên địa, bình thường căn bản không thấy bóng người, khó mà tìm ra, nhân số không nhiều lắm. Nhưng mỗi một người đều là cường giả, Chí Tôn Điện phân tán trong thiên địa, có khả năng bất cứ cường giả nào cũng là người của Chí Tôn Điện, có khả năng chính là ta, cũng có khả năng chính là ngươi. Còn có thế lực khủng bố như vậy. Lục Lâm Thiên nghe xong cũng ngạc nhiên, thế lực có thể ẩn nấp không nhìn thấy bóng dáng, loại thế lực này rất khủng bố,
Nếu như ngay cả Tuyên Cổ Điện cũng không tìm thấy dấu chân của bọn họ, như vậy thế lực này kinh khủng có thể nghĩ. Chí Tôn Điện là thế lực tà ác, bao nhiêu năm qua, Thương Khung Minh cùng Thiên La Minh tranh đoạt chém giết trong Thương Khung chiến trường, lúc trước không thiếu bàn tay Chí Tôn Điện trợ giúp, người của Chí Tôn Điện dung nhập vào các đại thế giới, đã sớm có thể vươn tay nhấc chân ảnh hưởng tới 3.000 đại thế giới. Hậu Khánh Lâm nói ra lời lẽ hận thấu xương, đôi mắt tím rực, giống như có thể câu đoạt hồn phách của người ta. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, không nghĩ tới trừ Tuyên Cổ Điện ra, trong 3.000 đại thế giới này còn có thế lực khủng bố như vậy, giơ tay nhấc chân ảnh hưởng cả 3.000 đại thế giới, thậm chí không có bao nhiêu người cảm giác được. Điện chủ, không biết mục đích của bọn họ là gì? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi Hậu Khánh Lâm, thế lực khổng lồ như vậy, mục đích thật không đơn giản. Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt câu hồn đoạt phách thu liễm, nói. Không biết sư huynh Hoàng Phủ Minh Long của ngươi có nói qua hay không, trong 3.000 đại thế giới sẽ xảy ra đại sự, đến lúc đó 3.000 đại thế giới sẽ bị cuốn vào vòng xoáy, không có thế giới nào có thể tự lo thân mình. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ngày đó ở trong thế giới Thượng Thanh, từ miệng sư huynh Hoàng Phủ Minh Long hắn biết được, trong 3.000 đại thế giới không lâu sau sẽ có đại sự xảy ra, đại sự này sẽ càn quét các đại thế giới. Ngay cả Lục sư huynh và lão ảnh thực lực mạnh như thế, tự nhiên biết rõ không ít chuyện, cũng không muốn nói, bọn họ chỉ nói hắn nhất định sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này, không cách nào thoát thân được. Lúc này nghe Hậu Khánh Lâm nhắc tới, Lục Lâm Thiên không thể không ngạc nhiên, xem ra việc này tuyệt đối không phải Lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long dọa chính mình, đây là chuyện có thật, 3.000 đại thế giới không lâu sau sẽ có đại sự phát sinh, đại sự này sẽ càn quét 3.000 đại thế giới. Hậu Khánh Lâm tiếp tục nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Mục tiêu cuối cùng của Chí Tôn Điện chính là đại sự kia, Thương Khung Minh, Thiên Địa Các, Phi Thiên Đạo Tặc, thậm chí là Tuyên Cổ Điện chúng ta, tất cả đều đứng mũi chịu sào đối mặt đại sự này. Hiện tại đại sự chưa tới, nói rất dài dòng, lúc này đã không có thời gian giải thích nhiều với ngươi, sáng sớm ngày mai các ngươi phải đi vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng ta có tin tức đáng tin cậy cho biết, lúc này trong quá trình nhận chủ thánh vật, đã có người Chí Tôn Điện trà trộn vào. Trong Tuyên Cổ Điện cũng có người Chí Tôn Điện trà trộn vào sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Cũng không có gì kỳ quái, bao nhiêu năm qua, Tuyên Cổ Điện chúng ta tìm ra không ít người Chí Tôn Điện, nhưng chúng ta càn quét người Chí Tôn Điện cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nội tình của Chí Tôn Điện không dưới Tuyên Cổ Điện chúng ta. Hậu Khánh Lâm nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Còn lần này, mục tiêu của bọn chúng là Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, trong thánh cảnh, cường giả Tuyên Cổ Điện không cách nào đi vào. Hoàn toàn không thể dò xét bên trong. Chí Tôn Điện nhìn chằm chằm vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm, hắn bắt buộc phải có Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên có được một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho nên vô ý thức đã sớm xem Tử Lôi Huyền Đỉnh là vật của mình. Lúc này nghe có người nhìn chằm chằm vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, đối với Lục Lâm Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là động tới nghịch lân của hắn. Hậu Khánh Lâm nhìn thần sắc của Lục Lâm Thiên, hắn mỉm cười, mở mồm nói. Bọn họ dám động thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tự nhiên biết rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh khó có thể dung hợp cùng bá đạo, cho nên cũng có chuẩn bị vạn toàn, bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ trong thời gian ngắn không biết người Chí Tôn Điện trà trộn vào là ai, thậm chí có thể không ngoài 3 người thân vương mới, trực tiếp tìm tòi khó tránh đánh rắn động cỏ, trong thánh cảnh những lão nhân chúng ta không thể tiến vào, cho nên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Hậu Khánh Lâm, nói. Điện chủ muốn ta làm cái gì? Điện chủ Tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói đến nước này, Lục Lâm Thiên cũng biết điện chủ Tử Lôi Điện cần mình hỗ trợ, sợ rằng cũng vì chuyện này. Hậu Khánh Lâm mỉm cười, hắn đứng trước người Lục Lâm Thiên, khí tức không chấn động, nhưng tự nhiên sinh ra khí tức thật mạnh, loại khí tức này giống như có thể dung hợp với hư không, căn bản không cách nào khu trừ, nói với Lục Lâm Thiên. Ta bây giờ có thể đủ triệt để tín nhiệm. Có thực lực cùng khả năng ngăn cản người Chí Tôn Điện cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi, cho nên mặc kệ lúc này Chí Tôn Điện an bài thủ đoạn gì, ta đều hy vọng ngươi có thể bảo vệ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể để Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay Chí Tôn Điện, nếu sớm biết như vậy, đến lúc đó chúng sẽ như hổ thêm cánh. Nếu bọn chúng sớm có an bài, nhất định là tình thế bắt buộc, bằng không cũng không dễ dàng bạo lộ, mà một mình ta muốn ngăn cản, sợ là khó a. Lục Lâm Thiên nhìn qua Hậu Khánh Lâm, hiện tại nội tâm của hắn ngưng trọng, hắn nhất định phải có được Tử Lôi Huyền Đỉnh,
đột nhiên nghe nói có thế lực lớn đánh chủ ý lên Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây chính là chuyện làm nội tâm Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Người chí tôn điện ở trong thánh cảnh, sợ rằng dễ dàng bạo lộ, trong đó có thể có người lợi dụng ân oán giữa ngươi và chủng tộc Minh Linh, đến lúc đó khó tránh bị châm ngòi ly gián, làm đệ tử Tuyên Cổ Điện lưỡng bại câu thương, ngươi phải một người ngăn cản, dùng thực lực của ngươi, thế đơn lực bạc a. Vừa dứt lời, tay Hậu Khánh Lâm vung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài, trên ngọc bài này có bí vân giống thân vương lệnh, hắn đưa ngọc bài cho Lục Lâm Thiên, nói. Đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chờ ngươi xác định ai là người chí tôn điện, cứ vận dụng ngọc bài, đến lúc đó tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện sẽ nghe lệnh của ngươi. Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, hắn không có tiếp ngọc bài, hỏi Hậu Khánh Lâm. Trách nhiệm này quá lớn, tại sao ta phải giúp Tuyên Cổ Điện? Hậu Khánh Lâm nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Chớ ngang ngạnh trước mặt ta, đây không phải đang giúp Tuyên Cổ Điện, mà là đang giúp chính ngươi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để Chí Tôn Điện chiếm Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Tuy bọn chúng không nhất định mang Tử Lôi Huyền Đỉnh rời đi, nhưng mà vạn nhất bọn chúng thật có cơ hội thừa cơ, sợ rằng ngươi cũng không muốn, đừng nói ngươi không muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, khống chế bán thánh khí đứng đầu thập đại bán thánh khí, cho nên đây không phải ngươi giúp Tuyên Cổ Điện, mà là Tuyên Cổ Điện cho ngươi cơ hội. Không phải đèn cạn dầu. Lục Lâm Thiên nghe xong thầm than một tiếng, vốn còn muốn chiếm chỗ tốt từ trong tay điện chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm, nhưng xem bộ dáng không có hy vọng, lập tức thu ngọc bài trong tay Hậu Khánh Lâm vào trong nhẫn chữ vật. Ta sẽ hết sức. Lục Lâm Thiên thu hồi ngọc bài sau đó gật đầu với Hậu Khánh Lâm, dù sao chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn không thể làm như không biết, bất kể là vì mình hay giúp Tuyên Cổ Điện, ngọc bài này đều có tác dụng rất lớn. Hậu Khánh Lâm lại chắp tay lần nữa, giơ tay nhấc chân gian sinh ra khí chất bá tuyệt thiên địa, nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Có chút chuyện ta hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi quá nhiều, nhưng mà ở trong thánh cảnh, ta hy vọng ngươi không nên có quá nhiều ma sát với người chủng tộc Minh Linh. Ân oán giữa ngươi và chủng tộc Minh Linh ta có nghe qua không ít, ngươi phải biết chủng tộc Minh Linh sẽ không dưới nhân tộc, đối phó chủng tộc Minh Linh không có nghĩa là tất cả, cho dù đại biểu đại bộ phận. Nhưng mà ít nhất người chủng tộc Minh Linh không ở trong đám này. Ví dụ như trong Tuyên Cổ Điện, có một nửa là người chủng tộc Minh Linh, sẽ không dưới nhân tộc thú tộc bao nhiêu, nếu lúc này ngươi dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện, chẳng lẽ ngươi khu trục toàn bộ cường giả chủng tộc Minh Linh ra khỏi Tuyên Cổ Điện hay sao? Hậu Khánh Lâm hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn cau mày. Ngươi đi về trước đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào thánh cảnh. Chuyện trong thánh cảnh ngươi không được nói với bất cứ ai, chính mình chú ý một ít, ta cũng không ngờ trách nhiệm này lại rơi vào vai của ngươi, có lẽ đây là thiên ý. Tử hư thôn thiên Hậu Khánh Lâm nói câu cuối cùng, thân ảnh của hắn biến mất không một tiếng động trước mặt Lục Lâm Thiên, lập tức biến mất không biết. Thực lực rất mạnh, Lục Lâm Thiên lại cảm thán một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, trong đầu lẳng lặng hình thành ý nghĩ của mình, lúc này mới lập tức rời đi. Thời điểm Lục Lâm Thiên bước ra khỏi Thần Lôi Điện cũng đã là hoàng hôn của ngày hôm nay. Thiếu niên lúc trước dẫn Lục Lâm Thiên đến Thánh Lôi Điện vẫn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì hành lễ, nói. Thân vương đại nhân, rốt cuộc ngươi đã đi ra, ngày mai sẽ phải tiến vào thánh cảnh nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, sớm chúc thân vương đại nhân thành công. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nên sớm quay về đi. Lục Lâm Thiên nhìn qua thiếu niên, hắn cười khổ, nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đa tạ thân vương đại nhân. Thiếu niên nghe vậy, lúc này mới mừng rỡ rời đi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn đã hàng lâm, Lục Lâm Thiên cầm thiên trụ giới, tâm thần khẽ động, hai thân ảnh cao ngất xuất hiện. Hô! Hai người hít sâu một hơi, chính là Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người, trong thiên trụ giới tầng thứ tư, bốn ngày đã qua hơn nửa năm, thương thế của hai người được nhiều đan dược và thể chất cường hãn chữa khỏi. Lục Soái. Sao ngươi đi đến Thánh Lôi Điện? Lục Linh nhìn qua Thánh Lôi Điện khổng lồ sau lưng, dường như cảm thấy kỳ quái. Lục Lâm Thiên cười yếu ớt, hắn không nói về chuyện Chí Tôn Điện, nói với Lục Linh. Ta nhàn rỗi nhàm chán thuận tiện đi sang mà thôi. Nhanh tiến vào thánh cảnh đi, không biết chừng lúc này có người đang bận rộn chuyện nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đấy. Lôi Tiểu Thiên duỗi lưng mỏi, trong mắt bắn ra lôi quang làm người ta khiếp sợ. Đến lúc đó sẽ biết rõ, nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh không phải chuyện dễ dàng đâu. Lục Linh nhìn qua Lôi Tiểu Thiên, trong lúc thập đại đệ tử khiêu chiến, hắn vận khí kém một chút,
vẫn có bài danh dưới hắn, lập tức nói với Lục Lâm Thiên cùng Lôi Tiểu Thiên. Lục soái, Lục sư huynh, chúng ta đi trước đây. Đi thôi. Lục Lâm Thiên và Lôi Tiểu Thiên gật gật đầu, ba thân ảnh có lôi quang bao phủ, trong chốc lát vạch phá bầu trời rời đi. Bên ngoài thần lôi điện ba người rời đi, hào quang thu liếm, ba người đáp xuống thần lôi điện. Ồ, vừa đáp xuống bên ngoài thần lôi điện, Lục Lâm Thiên nhíu mày một cái. Lục đại ca. Trong thần lôi điện, một đạo thân ảnh lập tức lao ra, trước mặt Lục Lâm Thiên chính là thanh niên tuấn lãng, ánh mắt kiên nghị, khí tức toàn thân vững vàng. Lục Lâm Thiên nhìn qua thanh niên trước mắt, ánh mắt đánh giá thanh niên chừng 25 tuổi này, trên gương mặt tuấn lãng mỉm cười hưng phấn, không phải Đoan Mộc Hồng Chí còn có thể là ai, kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối, hỏi. Hồng Chí, tại sao ngươi tới đây? Sư phụ dẫn ta tới. Đoan Mộc Hồng Chí nói với Lục Lâm Thiên. Ta mấy ngày qua có nghe nói qua Lục Đại Ca đã ở trong Tuyên Cổ Điện, ta còn không tin đấy, không nghĩ tới Lục Đại Ca thật ở nơi này. Tiểu tử, sư phụ ngươi là ai? Nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí, Lôi Tiểu Thiên lập tức hỏi, ánh mắt Lục Linh nghi hoặc nhìn qua Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn qua Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, xoay người hành lễ, nói. Bái kiến Lôi Sư Huynh và Lục Linh Sư Huynh. Sư Huynh, sư phụ ngươi là... Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, lập tức hai người dường như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt ngạc nhiên. Thùng thùng. Nhưng khi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người chưa kịp quay đầu lại, cái ót của mình bị gõ một cái, giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Cho các người khi dễ sư đệ, cánh cứng rắn rồi có phải hay không? Lôi Tiểu Thiên Lục Linh hai người quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào có lão giả vô thanh vô tức đứng đó, quần áo vải thô, tùy ý nhưng cũng rất sạch. Tự dưng nội tâm run sợ, lập tức ánh mắt chấn động, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lần này xem như không làm mất mặt mũi, đứng lên đi. Thiên Lôi Tử nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người, trên gương mặt cương nghị, hai đồng tử đen như mực nhúc nhích, cũng lộ ra cảm giác yêu thương khó phát hiện. Đây là điện chủ thần lôi điện Thiên Lôi Tử sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn lên người Thiên Lôi Tử, theo lời Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên thì hắn nghe được người này. Cũng có phần hiếu kỳ, không biết sư phụ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người, điện chủ thần lôi điện là nhân vật bậc nào, tất cả điện trong Tuyên Cổ Điện, chỉ có thần lôi điện mới có hai đệ tử thân truyền mà thôi. Thời điểm Lục Lâm Thiên dò xét Thiên Lôi Tử, ánh mắt của hắn cũng nhìn qua Lục Lâm Thiên, đôi mắt thâm thúy đen như mực lại mang theo một đám điện mang, nói nhỏ. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên bái kiến thần lôi điện chủ. Lục Lâm Thiên ôm quyền hành lễ. Khí tức trên người Thiên Lôi Tử tuyệt đối đạt tới mức khủng bố, Lục Lâm Thiên nương tựa vào nguyên đan chữ vạn và khí tức linh hồn lực mạnh mẽ, Thiên Lôi Tử thu liếm khí tức, sợ rằng ít nhất không dưới băng gia băng thiên. Không cần đa lễ, ngày mai các ngươi phải đi vào trong thánh cảnh, đều đi chuẩn bị đi. Ánh mắt Thiên Lôi Tử dò xét Lục Lâm Thiên một lát mới rời đi, lập tức thân ảnh phiêu nhiên biến mất trong thần lôi điện. Ai? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn thân ảnh Thiên Lôi Tử biến mất thì thở dài. Cũng đã sớm quen sư phụ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bốn người lập tức trở lại thần lôi điện, lập tức từ lời Đoan Mộc Hồng Chí, Lục Lâm Thiên mới biết được, Đoan Mộc Hồng Chí ban đầu bỏ qua cơ hội đối phó Diệt Linh Minh, cho nên cũng không có đi theo người thế giới linh vũ người tiến vào thiên giới mật địa tu luyện. Nhưng mà trước đó không lâu, Đoan Mộc Hồng Chí lại nhìn thấy Thiên Lôi Tử, trực tiếp bị Thiên Lôi Tử lừa gạt làm đệ tử, cuối cùng cũng bị mang về Tuyên Cổ Điện. Đoan Mộc Hồng Chí có thể bái nhập môn hạ Thiên Lôi Tử, đây cũng là đại cơ duyên, Lục Lâm Thiên cũng cao hứng thay hắn, cơ duyên cỡ này không nhỏ. Sau khi giải quyết không ít nghi vấn áo nghĩa cho Đoan Mộc Hồng Chí, thời gian cũng đến đêm khuya. Cảnh đêm rất đậm, trăng sáng sao thưa. Lục Lâm Thiên quay về trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu đang xoắn suýt chuyện các thế lực lớn Thương Khung Minh, Thiên La Minh, Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc và Chí Tôn Điện Thần Bí kia. Mạch nước ngầm trong 3.000 đại thế giới thật mãnh liệt. Thiên địa các, không biết có quan hệ gì với thiên địa các thế giới linh vũ hay không? Sau một lát Lục Lâm Thiên thì thào, điện chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm nhắc tới thiên địa các, làm cho Lục Lâm Thiên không thể không liên tưởng tới thiên địa các trong thế giới linh vũ. Từ lời Tiểu Long hắn biết được, bốn đại thú hoàng tộc có quan hệ rất lớn với thế giới thần thú, Tử Lôi Huyền Đỉnh lại có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, lúc này xuất hiện thêm một thiên địa các.
Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên khó tránh khỏi nghi ngờ Thiên Địa Các có quan hệ với Thiên Địa Các trong thế giới Linh Vũ hay không, đây là thế lực đỉnh cấp của 3.000 đại thế giới đấy. Suy tư một hồi, Lục Lâm Thiên cũng không nghĩ nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác, cho dù là Chí Tôn Điện cũng không được. Nhưng chuyện này lại làm Lục Lâm Thiên cười khổ, sợ rằng lúc này đi vào trong thánh cảnh sẽ không yên bình. Sáng sớm hôm sau, trong dãy núi trùng điệp, trong khu vực ngọn núi chập chùn, ngọn núi cao Vupsilon T trong mây, nơi này không có ngọn cỏ, đại địa, cự thạch, hạp cốc đều có dấu vết màu tử kim, trong lúc mơ hồ trên đá vụn cũng có tiếng điện quang xì xì, điện quang màu tím lóe lên rồi biến mất. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh đáp xuống trước cấm chế tử kim sơn, ở đây có hơn 200 người, khí tức vô hình bao phủ thiên địa, khí tức chấn động làm không gian trong thiên địa chấn động dữ dội. Hơn 200 người này nếu đưa ai ra bên ngoài, người đó tê tê tuyệt đối là cường giả, cũng là nhân vật phong vân bên ngoài. Mấy người đi đầu chính là đại trưởng lão các điện trong Tuyên Cổ Điện, lập tức có 8 đại thân vương hiện thân, 5 tử kim huyền lôi sử và thập đại đệ tử, phía sau là rất nhiều đệ tử thân truyền. Lục Lâm Thiên đứng trước tiên, nhìn qua ngọn núi tử kim sắc trước mặt, không gian vặn vẹo một cách mơ hồ, rất rõ ràng trong đó có phong ấn hoặc là kiến trúc ẩn vào hư không. Trong Tuyên Cổ Điện có cấu trúc không gian của mình, cấu trúc này phong ấn trong không gian cực lớn, độ khó có thể nghĩ, căn bản không phải thế lực bình thường có đủ khả năng làm, sợ rằng Chiến Thiên Liên Minh cùng Vạn Thiên Liên Minh cũng không cách nào làm được. Lập tức ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua mọi người, lúc này người tiến vào thánh cảnh cũng có không dưới 200 người, đại biểu chính là 8 đại thân vương, 5 tử kim huyền lôi sử, còn có thập đại đệ tử, còn có các đệ tử thân truyền tu luyện lôi thuộc tính áo nghĩa nổi bật. Tuy mọi người đều đứng đó, nhưng mà trong lúc vô hình lại có không ít người đề phòng người bên cạnh, sợ là ai cũng biết, một khi vào trong thánh cảnh, tất cả mọi người đều biến thành kẻ cạnh tranh của nhau. Ánh mắt đảo qua chung quanh, thậm chí Lục Lâm Thiên phát hiện có không ít ánh mắt đang đề phòng mình, sợ là mình người mang một Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng thành đối tượng đề phòng của người khác. Lục Lâm Thiên cười khổ, hắn cũng không quan tâm những người đề phòng mình. Lúc này chuyện cần làm là tìm ra người Chí Tôn Điện. Lúc này mới là mục đích của Lục Lâm Thiên. Xoẹt. Giữa không trung có lôi điện màu tím lóe lên làm không gian vặn vẹo, có Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão ba người ở đây, không gian cũng hoàn toàn yên tĩnh, dường như đang chờ cái gì đó. Xuy. Sau một lát, giữa không trung có một thân ảnh phá không bay tới, lập tức xuất hiện bên cạnh Như Hoàng trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão. Người này mặc áo bào tơ màu trắng, khuôn mặt già nua, khi người này đáp xuống không gian chấn động kịch liệt hơn. Bái kiến hành lôi trưởng lão. Vũ Thái trưởng lão đang chờ lão giả này, đều cung kính hành lễ. Bái kiến hành lôi trưởng lão. Các thân vương, tử kim huyền lôi sử, thập đại đệ tử đều cung kính hành lễ. Hiển nhiên thân phận lão giả áo tơ trắng này có địa vị cao hơn cả Vũ Thái trưởng lão các trưởng lão ở đây không ít. Lục soái, đây là hành lôi trưởng lão, là chấp pháp trưởng lão trong Tuyên Cổ Điện. Địa vị chỉ dưới đại điện chủ mà thôi. Lục Linh truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lại là cường giả khủng bố. Lục Lâm Thiên nhìn trộm hành lôi trưởng lão, khí tức chấn động trên người lão giả này rất khủng bố, làm cho linh hồn cũng chấn động không nhỏ. Lục Lâm Thiên dò xét khí tức của hành lôi trưởng lão, dường như bị hắn phát hiện, ánh mắt hành lôi trưởng lão cũng nhìn lên người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức lộ ra vẻ áy náy, tuy Lục Lâm Thiên cũng không có ác ý. Nhưng hắn chỉ muốn biết rõ tu vị của hành lôi trưởng lão rất cao, hành vi như thế dù sao không lễ phép. Nhưng mà ánh mắt hành lôi trưởng lão nhìn qua Lục Lâm Thiên một lúc, cũng không nói gì, ánh mắt đảo qua những người khác, mở miệng nói. Trong thánh cảnh có thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, nó gần đây xuất hiện vấn đề, làm cho cấm chế bên ngoài thánh cảnh cực kỳ hỗn loạn, chỉ có thể mở ra trong thời điểm đặc biệt, một khi đóng lại, muốn đi ra cần phải chờ nửa tháng. Trong nửa tháng này bên trong thánh cảnh xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng các ngươi hiện tại có trách nhiệm chủ yếu là nhận chủ thánh vật, về phần điều kiện và quá trình nhận chủ không có ai biết, tất cả chỉ có thể dựa vào các ngươi mà thôi. Vâng, mọi người nghe vậy lập tức cung kính nói ra. Hành lôi trưởng lão nhìn qua mọi người, ánh mắt lập tức lăng lệ hơn một ít, nghiêm mặt nói. Hiện tại ta có thể nói các ngươi chuyện nhận chủ thánh vật trong thánh cảnh ở là quá trình cửu tử nhất sinh, thành công hy vọng xa vời. Thậm chí thánh vật đã sớm thoát khỏi khống chế của Tuyên Cổ Điện vào 8 năm trước,
nó đã ẩn thân trong thánh cảnh, có thể tìm được hay không là vấn đề. Nếu các ngươi gặp gỡ, nếu không thể nhận chủ tử Lôi Huyền Đỉnh, vậy sẽ trở thành năng lượng giúp nó khôi phục, cho nên các ngươi lúc này rất nguy hiểm, hiện tại hối hận muốn rời khỏi còn kịp. Mọi người nhìn nhau, có không ít ánh mắt cũng chấn động không nhỏ, nhưng vào thời điểm này không ai muốn rời khỏi, cũng có ngạo khí cho nên bọn họ sẽ không rời đi. Tất cả mọi người cũng biết, nếu một khi có thể nhận chủ thánh vật, đến lúc đó có thể khống chế Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu thập đại bán thánh khí, trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, điện chủ thánh Lôi Điện, bằng vào địa vị này ngay cả lão tổ các cổ tộc cũng phải khách khí. Cho nên mọi người biết rõ có nguy hiểm cực lớn nhưng cũng không nguyện ý rời đi. Con đường tu luyện vốn là chuyện mạo hiểm, đến cấp độ của mọi người muốn tiến bộ quá khó khăn. Không có người rời khỏi sao, vậy các ngươi tự cầu phúc cho mình đi, ta sẽ không nói nhảm nhiều, bản thân các ngươi chú ý an toàn, nếu gặp gỡ thời khắc nguy nan, không ngại liều mạng đi, nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, cơ duyên là mấu chốt, có tám thần vương có một Tử Lôi Huyền Đỉnh, người mang Tử Kim Huyền Lôi, có lẽ có thể mượn chúng tìm kiếm nơi ẩn thân của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhưng không ai có thể khẳng định mình sẽ đạt được thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngàn vạn đừng cho tám Tử Lôi Huyền Đỉnh khác quý vị. Bằng không cửu đỉnh quy nhất, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng nhanh chóng khôi phục tới đỉnh phong, khi đó đừng nói là các ngươi không cách nào làm gì được Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho dù là cả thiên địa này cũng khó có người hàng phục thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, các ngươi khi đó sẽ giữ nhiều lành ít, nghe rõ chưa? Hành Lôi trưởng lão trầm giọng nói ra. Nghe vậy, mọi người đều gật gật đầu, Hành Lôi trưởng lão nói mọi người biết đại biểu cái gì, con đường tu luyện vốn là mạo hiểm, nhưng ai cũng không cầm mạng của mình ra đùa. Vậy thì tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị đi vào đi thôi, có thể nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh hay không, phải xem các ngươi có đại cơ duyên hay không. Hành Lôi trưởng lão dứt lời, ngừng kết thủ ấn, Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão và tám trưởng lão khác đi ra, bọn họ thi triển trận hình, nguyên lực trong người bạo phát ra ngoài, hào quang áo bùng phát năng lượng vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt trời xanh biến hóa, cửu thiên dung chuyển. Năng lượng chấn động làm Lục Lâm Thiên cũng cả kinh. Mở ra. Các trưởng lão hét lớn, từng cột sáng áo nghĩa cùng bắn thẳng vào không gian. Trong nháy mắt không gian bình tĩnh mở ra một thông đạo không gian, trong thông đạo có lôi điện tử kim sắc, lôi điện vờn quanh giống như mãng xà thật lớn. Vào lúc thông đạo mở ra, rất nhiều người nóng mắt. Đều vào đi thôi, thánh cảnh có thánh vật ảnh hưởng, đã không hề vững chắc. Cho nên các người đi vào cũng không biết xuất hiện ở nơi nào trong thánh cảnh, tất cả phải cẩn thận. Trên không trung, Hành Lôi trưởng lão nói ra. Siêu siêu. Nghe vậy, rất nhiều thân ảnh phóng thẳng lên trời, nhanh chóng tiến vào trong thông đạo, sợ không gian sinh ra biến cố mà đóng thông đạo. Đi. Lục Lâm Thiên và Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh ba người tiến vào hư không, ba người nhanh chóng hóa thành hào quang chui vào thông đạo. Lục Lâm Thiên. Tiến vào trong thánh cảnh ngươi sẽ chết rất thảm, dám giết người Thiên La Minh, ngươi sẽ không sống yên đâu. Vào lúc bước vào trong hư không, bên tai Lục Lâm Thiên nghe được tiếng quát chói tai. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, trong không gian có một ánh mắt nhìn qua, ánh mắt này vô cùng lạnh lẽo. Đó chính là Mỹ Phu Nhân trong tám thân vương, tứ nguyên tiểu siêu phàm, là cường giả tuyệt thế, lúc này nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt vô cùng lạnh giá. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thần sắc âm trầm không ít, trả lời Mỹ Phụ kia. Chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách, lúc trước Thiên La Minh các ngươi phái nhiều hóa hồng cảnh đi nhưng không có tên nào quay về, lúc này ngươi cũng giống như thế. Lúc trước sợ là có người giúp ngươi, lúc này trong thánh cảnh ngươi chắp cánh cũng khó thoát, thật sự là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Nhìn Lục Lâm Thiên, Mỹ Phu Nhân đỏ cười càn rỡ. Lúc trước Thiên La Minh phái nhiều cường giả thất bại, nàng xem ra là có cường giả đang âm thầm bảo hộ Lục Lâm Thiên, mà trong thánh cảnh lại khác, cho dù Lục Lâm Thiên có chắp cánh cũng khó thoát. Ai tiến vào địa ngục còn không biết, nhưng ngươi không thể đi vào địa ngục được, ngươi sẽ thần hồn câu diệt làm gì có tư cách vào địa ngục. Lục Lâm Thiên âm trầm, ánh mắt đầy sát ý, Lục Lâm Thiên sẽ không bao giờ buông tha kẻ uy hiếp mình. Tuy điện chủ tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm bảo Lục Lâm Thiên tận lực không nên động vào người chủng tộc Minh Linh, nhưng nếu có kẻ dám chọc Lục Lâm Thiên, với tính cách của Lục Lâm Thiên sẽ không dễ dàng buông tha, Lục Lâm Thiên không còn là người tùy ý phục kích trong không gian trùng động lúc trước. Xoẹt! Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, trong không gian phía trước có tia chớp màu tím lóe lên,
không gian sinh ra chấn động, thân ảnh của hắn biến mất trong thông đạo. Lâm Thiên huynh đệ, Dạ Mị Thân Vương này ngươi phải cẩn thận, nữ nhân kia đã sớm trở thành cường giả thanh danh hiển hách trong 3000 thế giới, đoán chừng sẽ đối phó ngươi trong thương khung chiến trường. Xoẹt. Lôi Tiểu Thiên nói xong, điện quang màu tím lan tràn trong khe nứt không gian, thân ảnh của hắn biến mất trong thông đạo. Xoẹt. Lúc này Lục Lâm Thiên và Lục Linh cảm giác bị lực hấp xả rất mạnh bùng nổ, điện quang màu tím bùng nổ, toàn thân mọi người run lên, còn không kịp phản ứng, thân hình cũng dần dần rơi xuống. Nguyên lực trên người bùng nổ, thân hình Lục Lâm Thiên cuối cùng mới ổn định trên không trung, mà lúc này Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên hai người, không gian hỗn loạn chấn động rất mạnh. Xuy. Thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa ổn định lại, lập tức một thân ảnh xinh đẹp đáp xuống, bóng hình xinh đẹp run lên, cúi đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Người đến mặc hoa bào màu tím, tuổi chừng 28-29, màu da óng ánh, ôn nhu như ngọc, trong mắt có hào quang màu tím xanh xuất hiện, chính là Đông Phương Tử Quỳ. Đông Phương Tử Quỳ cũng phát hiện Lục Lâm Thiên đang ở bên cạnh, đôi mắt tím xanh nhúc nhích, nói nhỏ. Chúng ta lại gặp mặt. Giọng nói rất mị hoặc, đường cong toàn thân hấp dẫn lòng người, xinh đẹp hồn nhiên thiên thành. Xem ra chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Lục Lâm Thiên rời ánh mắt lên người Đông Phương Tử Quỳ, lúc này mới đánh giá không gian chung quanh, không gian bao la tỏa ra sinh cơ quỷ dị, đại địa, thâm uyên, ngọn núi, vách đá, hạp cốc đều có hào quang tử kim sắc vần quanh. Xì xì. Trong lúc mơ hồ mặt đất và không trung có âm thanh điện quang xì xì, điện quang màu tím biến mất, hoàn toàn không kém sơn mạch bên ngoài bao nhiêu, tình hình lúc này càng ngày càng nghiêm trọng. Đông Phương Tử Quỳ dừng lại ở không gian chung quanh, khí chất quý giá đoan trang, môi son khẽ mở, há mồm nói với Lục Lâm Thiên. Tử Lôi Huyền Đỉnh bị phong ấn linh hồn đang thức tỉnh, dưới uy lực của Tử Kim Huyền Lôi phá hủy không gian, chỉ có vật thích hợp với Tử Kim Huyền Lôi mới có thể tồn tại trong không gian này. Lục Lâm Thiên nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, mỉm cười, nói. Người biết về Tử Kim Huyền Lôi không ít nha. Ta cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Đông Phương Tử Quỳ cười cười, nụ cười động lòng người, nói. Chúng ta đều có một phần Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, là một phần của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Kim Huyền Lôi cũng bị tách ra khi linh hồn nó bị phong ấn. Nếu như cửu đỉnh quy nhất, Tử Lôi Huyền Đỉnh khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó đừng nói là chúng ta, cho dù là cường giả cao cấp nhất trong thiên địa cũng không thể trấn áp Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử xinh đẹp quý phái, cảm giác khí tức trên người Đông Phương Tử Quỳ làm nội tâm run lên, loại cảm giác quen thuộc này duy trì không lâu. Nghe Đông Phương Tử Quỳ nói thế, nàng hiểu Tử Lôi Huyền Đỉnh không ít, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không thể không âm thầm cân nhắc, Đông Phương Tử Quỳ có thể có quan hệ với Chí Tôn Điện. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau khi do dự, lúc này mới khẽ cắn răng hỏi Lục Lâm Thiên. Mạo muội hỏi một câu, trên người có khí tức đồng loại của ta, mà ngươi là nhân loại, chẳng lẽ linh hồn phân thân của ngươi dung hợp với nó? Nàng cảm giác khí tức tồn tại mơ hồ trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói với Đông Phương Tử Quỳ. Xem ra ta cảm giác không sai, nhưng mà ta không có cảm giác dung hợp, chỉ có chút ít tiếp xúc. Thì ra là thế. Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, không có hỏi nữa, nhìn qua không gian chung quanh, tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Tử Lôi Huyền Đỉnh đã bắt đầu khôi phục, nhưng hiện tại không phải thời điểm mạnh nhất, nhất định ẩn nấp ở nơi nào đó khôi phục, chúng ta muốn tìm được nó rất khó khăn. Ta nghĩ đi về phía trước sẽ có cơ hội nhiều hơn trước. Lục Lâm Thiên nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền khí hải bị thứ gì đó hấp dẫn sinh ra chấn động, khí tức này tới từ sâu trong không gian. Ta cũng muốn đi về phía trước xem có đúng không. Tử Lôi Huyền Đỉnh trong người Đông Phương Tử Quỳ cũng có cảm giác bị dẫn dắt, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Không ít người đã âm thầm kéo bé kéo cánh, muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh thì chắc chắn sẽ có tranh đoạt, không bằng chúng ta chung đường, về phần nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đến lúc đó phải xem cơ duyên của mỗi người. Lục Lâm Thiên hơi suy nghĩ, cũng đồng ý với Đông Phương Tử Quỳ. Siêu siêu, thân ảnh hai người bay lên không trung. Không gian trong thánh cảnh không nhỏ, muốn tìm được Tử Lôi Huyền Đỉnh đang ẩn nấp là chuyện không dễ dàng. Một đường phá không, tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát bốn phía, xem tình thế chung quanh. Đồn đãi trước kia trong thánh cảnh cây cối xanh biếc, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể ra vào tự do,
đệ tử nội điện Tuyên Cổ Điện cũng có thể vào tu luyện, thậm chí rất nhiều công pháp tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện không phải đặt trong Thánh Lôi Điện, mà là đặt trong Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nhưng mà từ khi Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh đã triệt để thoát ly khống chế của Tuyên Cổ Điện, mà trong không gian này, khắp nơi tràn ngập điện mang màu tím, tử kim sắc bao phủ đại địa, nhưng sinh cơ lại không giảm. Trong dãy núi tử kim sắc, năm thân ảnh tề tụ, Mỹ phu nhân đi đầu, khí chất đẹp đẽ quý giá, ánh mắt bắn ra hào quang lành lạnh, một nam tử trung niên và ba thanh niên cung kính đứng đó. Dạ Mỹ đại nhân, ba ngày qua còn không có nhìn thấy Lục Lâm Thiên, tiểu tử kia không phải đang cố ý tránh chúng ta đấy chứ? Nam tử trung niên hỏi Dạ Mỹ. Dạ Mỹ thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi có chấn động, nói nhỏ. Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta cũng đang tìm kiếm Tử Lôi Huyền Đỉnh, trên người hắn có một trong tám Tử Lôi Huyền Đỉnh, cuối cùng sẽ tề tụ gần chúng ta, một khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên thì lập tức động thủ, lúc này tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Dạ Mỹ đại nhân, Tuyên Cổ Điện có quy củ, đệ tử thân truyền Tuyên Cổ Điện không thể giết lẫn nhau, đến lúc đó. Một thanh niên nói xong, ánh mắt Dạ Mỹ lập tức lạnh lùng nhìn qua thanh niên, khí tức uy áp vô hình bùng nổ dọa thanh niên kia toàn thân run lên. Lời nói tới miệng bị ép trở về. Vô chi. Dạ Mị trừng thanh niên kia, lạnh nhạt nói. Quy củ Tuyên Cổ Điện tính toán là cái gì? Lục Lâm Thiên đánh chết Lôi Lang, chẳng lẽ không vi phạm quy củ? Huống chi Lục Lâm Thiên cũng chưa tính là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện. Giết Lục Lâm Thiên, Tuyên Cổ Điện cũng không thể nói cái gì. Lại nói trong không gian thánh cảnh này, bên ngoài không biết rõ, diệt một Lục Lâm Thiên, đến lúc đó cũng ít đi một người tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh. Dạ Mị đại nhân, ta biết rồi. Thanh niên khúm núm, cực kỳ e ngại Dạ Mị này. Thanh niên kia nói ra, Dạ Mị lạnh nhạt nói. Chúng ta tìm kiếm phía trước, tất cả cẩn thận một ít, Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thức tỉnh Tử Kim Huyền Lôi, đây chính là vật khủng bố, tuyệt đối không phải thứ dễ trêu chọc. Không ngờ trong các dãy núi, vách đá trên hạp cốc có hào quang tử kim sắc bùng phát, màn đêm bao quát các nơi, tử kim điện quang xuyên thẳng qua không trung. Dường như một tấm lôi điện cực lớn bao phủ các nơi. Nơi này đặc biệt, một thân ảnh uyển chuyển xẹt qua không gian, bỗng dưng thân ảnh uyển chuyển này dừng lại trên không trung, nhìn thấy điện quang tử kim xuyên qua không gian, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hai người này là Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ đang tìm kiếm Thánh Vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, Lục Lâm Thiên hiện tại đứng bên người Đông Phương Tử Quỳ, nhìn qua ngọn núi này không tầm thường, lông mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ. Có phát hiện gì? Nơi này không tầm thường, nhưng mà tạm thời còn không có phát hiện gì, ta nghĩ tìm thêm một lúc, nói không chừng có quan hệ với Thánh Vật Tuyên Cổ Điện. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong nội tâm dường như có cảm giác gì, nhưng lại không nói ra gì. Nơi đây bất phàm, Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác được một ít, nghe vậy, nói với Đông Phương Tử Quỳ. Vậy thì phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải. Trước đi xem một chút. Đông Phương Tử Quỳ gật đầu. Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống hạp cốc. Xoẹt. Thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống, dường như được cái gì đó dẫn dắt, lập tức bình tĩnh nhìn không gian chấn động, từng đạo điện quang tử kim bộc phát như pháo hoa. Vù vù. Thân sắc Đông Phương Tử Quỳ hơi động, hé môi ra, hấp lực sinh ra hấp thu điện quang vào miệng. Cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ lạ. Lục Lâm Thiên đáp xuống bên cạnh Đông Phương Tử Quỳ, ngẩng đầu dò xét hạp cốc. Chung quanh hạp cốc có khí tức kỳ lạ, trong lúc mơ hồ có chút không giống. Dường như Đông Phương Tử Quỳ vừa thôn phệ điện quang tử kim đã tìm được gì đó, nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Nếu ta đoán đúng, hẳn là ở dưới mặt đất, chúng ta nên tìm cửa vào. Ngươi có ý gì? Lục Lâm Thiên hỏi Đông Phương Tử Quỳ. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Lâm Thiên. Ta muốn đi xem, ngươi thì sao? Đã đến đây, tự nhiên nên đi tìm thôi. Lục Lâm Thiên chưa từng do dự, nói. Tìm cửa vào đi. Sau một lát, sâu trong hạp cốc có một vực sâu, bên dưới có điện quang tử kim bộc phát phong tỏa cửa động, lôi điện tử kim sắc bùng nổ. Có lẽ đây chính là cửa vào. Lục Lâm Thiên nói với Đông Phương Tử Quỳ. Chúng ta vào đi thôi. Đông Phương Tử Quỳ duỗi tay áo ra, lôi điện tử kim lập lòe, trực tiếp xé rách lôi điện tử kim bao phủ cửa động, bóng hình xinh đẹp lóe lên. Thân ảnh của nàng tiến vào bên trong. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, áo bào xanh run lên, thân ảnh theo sát bên trong. Xì xì. Nham thạch tử kim bùng phát dữ dội, dường như có chất dẫn,
điện quang tử kim phía trên lập lòe không dứt. Nhưng mà tu vị thực lực Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, hai người đều có mang tử kim huyền lôi. TRUENFULLVN, bất diệt thiên thể bất diệt huyền thể, cho nên cũng không sợ những lôi điện này, tử kim điện mang còn chưa tới mức làm bọn họ cố kỵ. Không gian trong động càng sâu càng rộng, đến cuối cùng, điện quang tử kim lập lòe, đây là một thế giới cực lớn. Xoẹt! Trong không gian bao la, không biết khi nào trên đỉnh đầu hai người xuất hiện lôi vân màu tím, trong lôi vân, lôi quang lập lòe, khí tức làm rung động lòng người. Ầm ầm! Không gian lôi vân cuồn cuộn, điện quang tử kim chiếm cứ nơi này, lôi đình không ngừng vang vọng, uy áp cực lớn lan tràn ra. Chẳng lẽ có quan hệ với thánh vật tử lôi huyền đỉnh tuyên cổ điện? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, lôi vân màu tím áp đỉnh, từng đạo thiểm điện bùng phát, nơi này bị lôi vân chiếm cứ phạm vi rất lớn. Nhưng mà nội tâm Lục Lâm Thiên nghi hoặc, điện quang tử sắc bùng nổ, khí tức tử kim huyền lôi bùng nổ. Không phải tử kim huyền lôi, là có tình huống khác. Dường như Đông Phương Tử Quỳ cảm giác được gì đó, bóng hình màu tím lóe lên, thân ảnh lướt tới phía trước. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên nhìn lên cao, ánh mắt nhíu lại, bàn chân khẽ nâng lên, lập tức tiến tới gần Đông Phương Tử Quỳ. Ầm ầm, trên không trung, lôi uy tỏa ra cực kỳ đáng sợ, từng đạo lôi đình tràn ngập không trung, lôi vân cuồn cuộn, phiến không gian này bị hào quang tử kim sắc bao phủ, không gian bắt đầu rung động. Xoẹt, thân ảnh Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ dừng lại, tiếng xẹt xẹt vang vọng không trung, từng đạo lôi đình bao phủ không gian bao la. Lôi quang lập lòe, lôi đỉnh giáng xuống như thác nước. Lôi đỉnh sinh ra lôi vân, hào quang màu tím bùng nổ, vô số đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Xuy, khi thân ảnh hai người xuất hiện, lôi vân trên không trung quay cuồng, hai đạo lôi đỉnh màu tím giáng xuống như nộ long, những nơi lôi đỉnh đi qua không gian tan vỡ, giáng thẳng vào đầu hai người bọn họ. Phá, lôi đỉnh màu tím làm rung động lòng người. Nhưng lúc này dường như không tạo thành quá nhiều uy hiếp với Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, tay áo hai người run lên, tay áo quét qua lôi điện trên đỉnh đầu, lôi điện này không cách nào tới gần hai người bọn họ mảy may. Rầm rầm, lôi vân màu tím quanh quẩn không trung, lôi đỉnh bắt đầu hội tụ, lập tức lại đánh thẳng vào hai người lần nữa. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, điện quang màu tím bắn ra mãnh liệt, từng đạo lôi vân màu tím xé rách không gian. Chúng giống như có linh trí oanh kích hai người. Xoẹt! Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ phát tay quét ngang, điện quang màu tím bao phủ quanh người, hình thành vòng bao phủ ngăn cách với điện quang đánh tới. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua không gian lôi đình rậm rạp. Ánh mắt hai người rung động, không gian lôi đình trước mặt làm người ta rung động, ở đó có một đóa hoa sen màu tím lớn trăm trượng đầy lôi vân. Điện quang tử kim không ngừng lập lòe. Làm cho linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, cẩn thận quan sát thấy nụ hoa của hoa sen chớm nở, điện quang màu tím bao phủ, cũng có thể nhìn thấy nó đẹp và tinh mỹ, óng ánh sáng long lanh, hồn nhiên thiên thành. Trong không gian lôi đình này, rễ cây sinh trưởng trên nham thạch màu tím, năng lượng ngập trời tỏa ra đều bị nó thôn phệ, trên rễ cây còn có vô số rễ nhỏ màu tím, lúc này vô số lôi đình như điện xà bị hút vào trong, năng lượng khủng khiếp làm lòng người chấn động. Đây là... Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào hoa sen màu tím, gương mặt ngắc nhiên không ít, không ngờ dị động trong sơn mạch lại tới từ vật này. Tử kim phách lôi liên, không nghĩ tới vật này thật sự tồn tại trong thiên địa. Đôi mắt màu tím xanh của Đông Phương Tử Quỳ nhìn chằm chằm vào đóa hoa sen màu tím này, hai mắt của nàng vô cùng rung động. Đông Phương cô nương, người nhận ra vật này sao? Nghe vậy, Lục Lâm Thiên thu hồi thần sắc ngạc nhiên, lập tức hỏi thăm Đông Phương Tử Quỳ. Đến bây giờ Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ, nơi này không có thánh vật tử lôi huyền đỉnh của tuyên cổ điện, cũng không phải là chỗ ẩn thân của thánh vật tử lôi huyền đỉnh, mà là có quan hệ với đóa hoa sen trước mặt. Hoa sen màu tím này rõ ràng chính là linh vật trời sinh. Nhưng mà từ khí tức của nó, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra nó còn chưa tiến hóa ra linh trí hoàn toàn, chỉ vừa mới có linh trí mà thôi, luận tu vị, sợ rằng còn chưa đạt tới tu vị phá giới cảnh. Dựa theo cấp độ của thế giới linh vũ chỉ vừa đột phá võ đế mà thôi, dường như đang trong quá trình tiến hóa, bây giờ lại gặp phiền toái. Khi Lục Lâm Thiên đặt câu hỏi, Đông Phương Tử Quỳ gật gật đầu, đôi mắt tím xanh nhìn qua đóa hoa sen màu tím trước mặt, nói.
Đây là tử kim phách lôi liên, là linh vật trời sinh lôi thuộc tính cực kỳ bá đạo, nhưng mà đồn đãi cấp độ linh vật trời sinh này cực cao cho nên cũng rất khó xuất hiện. Những năm gần đây ta chưa từng nghe qua có đồng loại của nó xuất hiện, nghe nói tử kim phách lôi liên cần phải ở nơi có tử kim huyền lôi mới có thể xuất hiện, nếu như ta đoán đúng, nơi này là nơi tuyên cổ điện phong ấn linh hồn tử kim huyền lôi của tử lôi huyền đỉnh, bởi vì linh hồn của tử kim huyền lôi bắt đầu thức tỉnh. Tử lôi huyền đỉnh cũng thoát ra khỏi khống chế của tuyên cổ điện vào 800 năm trước, bởi vì nơi này đã từng phong ấn tử kim huyền lôi vô số năm, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp cũng sinh ra tử kim phách lôi liên. Tử kim phách lôi liên, cấp độ càng cao càng ít gặp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đóa hoa sen màu tím, hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta yêu thích không buông tay, mà khí tức kinh người của nó tỏa ra, đợi một thời gian tuyệt đối càng trở nên khủng bố. Có thể thương lượng với ngươi một chuyện hay không? Đông Phương Tử Quỳ hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, ánh mắt hơi ngạc nhiên, gật đầu. Tử kim phách lôi liên cấp độ càng cao, cả 3000 đại thế giới càng ít gặp, thân là linh vật trời sinh, đối với nhân loại mà nói đây chính là trọng bảo, lúc này tử kim phách lôi liên mới phát triển, càng là thứ mà nhân loại các ngươi yêu nhất. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên. Linh vật trời sinh đối với nhân loại mà nói đây chính là trọng bảo, dung hợp linh vật trời sinh chẳng khác gì nhiều ra một tính mạng, vật có quan hệ tới tính mạng càng là thứ trọng yếu nhất. Thậm chí từ tình huống đặc biệt mà nói, linh vật trời sinh cấp độ càng cao càng quý trọng. Cấp độ linh vật trời sinh càng cao, nhân loại muốn dung hợp càng khó khăn, trên cơ bản là không có bao nhiêu cơ hội, có thể dung hợp thành công là chuyện không dễ dàng, thất bại sẽ trả giá rất lớn. Mà linh vật trời sinh vừa có linh trí nhưng chính là thứ nhân loại yêu nhất, bởi vì thời điểm này dễ dàng dung hợp nhất, cho dù siêu cấp cường giả cảm thấy mình không dùng được, cũng có thể trước dung hợp sau đó chậm rãi tu luyện lớn mạnh, hoặc là lưu cho hậu bối, tóm lại linh vật trời sinh tuyệt đối là trọng bảo của nhân loại, đương nhiên, cũng là thứ tất cả mọi người thèm chảy nước miếng. Lục Lâm Thiên nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, nói, ta còn chưa hiểu ý của ngươi, mà Đông Phương Tử Quỳ đã nói. Lục Lâm Thiên lại rất rõ ràng, tử kim phách lôi liên trước mắt chính là trọng bảo. Nếu linh vật trời sinh cấp độ càng cao, đến lúc đó cũng không phải dễ dung hợp càng hung hiểm. Linh vật trời sinh một khi lớn lên, mỗi loại đều là tồn tại khủng bố. Đông Phương Tử Quỳ cắn môi nói với Lục Lâm Thiên. Tử kim phách lôi liên khó có thể xuất hiện, nếu hiện tại đã xuất hiện, nó nên tồn tại trong thiên địa, mà không phải bị người ta dung hợp trở thành khôi lỗi. Đây là bất kính với sinh linh, cho nên ta muốn ngươi thả tử kim phách lôi liên. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, nhìn hoa sen tràn ngập lôi đình trước mặt, không có tỏ thái độ, lập tức nói với Đông Phương Tử Quỳ. Tử kim phách lôi liên dường như đang gặp phiền toái. Đông Phương Tử Quỳ nói. Tử kim phách lôi liên đã gặp phiền toái thật lâu rồi, từ khí tức này mà nhìn, nó đã tẩu hỏa nhập ma, đoán chừng lĩnh ngộ áo nghĩa gặp bình cảnh, muốn mạnh mẽ đột phá nên gặp phiền toái. Oanh! Khi Đông Phương Tử Quỳ dứt lời, không gian quanh tử kim phách lôi liên đột nhiên run lên, thân hoa sen chấn động, điện quang cuồng bạo bộc phát dữ dội. Lĩnh ngộ áo nghĩa gặp phiền toái. Lục Lâm Thiên nhìn động tĩnh của hoa sen, từ khí tức hỗn loạn mà quan sát, nếu tiếp tục như vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, lập tức ngưng kết thủ ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang lôi đình, nương theo đó là lôi thuộc tính áo nghĩa xuất hiện trong không gian. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Đông Phương Tử Quỳ, nó phá vỡ không gian xuất hiện gần hoa sen. Ta hộ pháp giúp ngươi. Đông Phương Tử Quỳ thấy thế, sau khi kinh ngạc thì vui vẻ nhìn Lục Lâm Thiên, lúc này nàng nhìn ra Lục Lâm Thiên đang vào lúc khẩn yếu quan đầu, trợ giúp tử kim phách lôi liên một tay, cho nên không đánh chú ý lên tử kim phách lôi liên. Đông Phương Tử Quỳ hộ pháp sau lưng Lục Lâm Thiên, đôi mắt sáng nghi hoặc, dường như cũng không ngờ Lục Lâm Thiên lại viện thủ cho tử kim phách lôi liên. Lúc này Đông Phương Tử Quỳ không biết, linh vật trời sinh với Lục Lâm Thiên hiện tại đã không có lực hấp dẫn quá lớn. Người mang thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên đã hoàn toàn không dùng được thứ khác, huống chi cấp độ của thái cổ U Minh Viêm không phải vật khác có thể so sánh. Nếu đổi thành hậu bối của Lục Lâm Thiên, thậm chí là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Âm, Lục Xảo các nàng, hắn cũng không chủ động tranh giành vật gì với bọn họ, trên cơ sở Lục Lâm Thiên sẽ an bài một ít. Nhưng mà quá trình tu luyện của bọn họ, Lục Lâm Thiên chưa từng hỏi qua. Từ lúc ở Trấn Thanh Vân đi tới bây giờ, Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ con đường tu luyện, nếu không có trải qua tôi luyện, chỉ dựa vào gia tộc chiếu cố,
Muốn đặt chân vào hàng ngũ cường giả rất dễ dàng, nhưng muốn bước vào hàng ngũ đỉnh phong thì đừng mơ tới. Cho nên Lục Lâm Thiên vẫn không cấp quá nhiều bảo hộ thực chất cho Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Phương, kể cả Niếp Phong cùng Thái A cũng thế, cơ duyên phải dựa vào bản thân mình tranh thủ, cho nên từ Kim Phách Lôi Liên, Lục Lâm Thiên cũng không có ý định thu cho hậu bối. Qua một thời gian, được lôi thuộc tính áo nghĩa và lôi đình chi lực của Lục Lâm Thiên phụ trợ, lôi đình cuồng bạo trong không gian đã hỏa hoãn. Dường như Lục Lâm Thiên rót lôi thuộc tính áo nghĩa sinh ra hiệu quả cực lớn, lúc này khí tức hỗn loạn biến mất, trong nháy mắt hoa sen sinh ra khí tức thần dị, khí tức này làm lòng người thoải mái không nói nên lời. Lục Lâm Thiên thu hồi thủ ấn, thu liễm lôi đình chi lực và áo nghĩa, áo bào xanh chấn động, nhìn qua hoa sen trước mặt, nói. Có thể thành công hay không phải xem chính ngươi, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thể như vậy, đây chính là duyên phận. Xuy. Dường như nghe hiểu lời của Lục Lâm Thiên, hoa sen rung động, dường như nó đang cảm tạ Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Đột nhiên trong không gian sinh ra tiếng xé gió. Lục Lâm Thiên, Đông Phương Tử Quỳ, Tử Kim Phách Lôi Liên, bảo vật như vậy người gặp đều có phần. Tiếng cười vang lên, không gian chấn động. Lúc này đại hán mặc trang phục màu xanh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, nhìn Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ cười vui vẻ, ánh mắt lại nhìn Tử Kim Phách Lôi Liên, trong mắt bắn ra thần thái tham lam. Thanh Lôi Thân Vương. Đông Phương Tử Quỳ trầm xuống, nói với Lục Lâm Thiên. Tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn người này, cũng không có gì lạ, đây là một trong bát đại thân vương, Thanh Lôi Thân Vương, Tam Nguyên Hóa Hồng cảnh, Đại Xúc Hồng. Tuyệt đối là tồn tại cường hãn, người này đã sớm là nhân vật thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thế giới. Các hạ ý muốn thế nào? Lục Lâm Thiên nhíu mày, Thanh Lôi Thân Vương lai giả bất thiện, thân là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng, nếu đặt ở bên ngoài sợ là có thể trực tiếp chống lại Tứ Nguyên Hóa Hồng. Rất đơn giản, đồn dãi nói Tử Kim Phách Lôi Liên rất khó hiện thế, không phải bình thường, ta cảm thấy hứng thú, bảo vật này người gặp có phần. Thanh Lôi Thân Vương nhìn Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, nói. Cho nên ta cảm thấy, xem mặt mũi chúng ta là người Tuyên Cổ Điện, ta cho các ngươi mỗi người hai kiện áo nghĩa linh khí, Tử Kim Phách Lôi Liên sẽ thuộc về ta, thế nào? Thanh Lôi Thân Vương cũng biết hai người này thân phận không tầm thường, không nói trước cũng là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, Lục Lâm Thiên còn là chân lý Niết Bàn, nếu là người không bình thường, hắn cũng không nhúng tay vào, cũng không cần đắc tội hai người này. Hoặc nếu hai người này là người khác, hắn trực tiếp lấy đi là được, không cần tốn bốn áo nghĩa linh khí. Nhưng vấn đề là này Tử Kim Phách Lôi Liên không bình thường, hắn tuyệt đối không buông tha. Thật sao, nhưng mà ta cảm thấy biện pháp này không tốt. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên chố mắt nhìn, ánh mắt vui vẻ, khóe miệng cong lên, nhìn Thanh Lôi Thân Vương và nói. Tử Kim Phách Lôi Liên này bị người mang đi, vậy cũng nhất định là ta, hiện tại ta không mang đi. Vậy ngươi không có tư cách này. Lục Lâm Thiên, đừng ỷ có chút bổn sự và thiên phú thì không biết trời cao đất rộng, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đừng để hối hận không kịp. Nghe Lục Lâm Thiên trêu tức, Thanh Lôi Thân Vương cũng tức giận. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng Thanh Lôi Thân Vương, ánh mắt lạnh như băng, nói. Ngươi cũng không cần ỷ vào tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng diễu võ dương oai trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, hoặc là đi, hoặc là chiến. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, sắc mặt Thanh Lôi Thân Vương âm trầm tới cực hạn, với thực lực và quan hệ của Tuyên Cổ Điện, những năm gần đây không ai dám làm càn trước mặt hắn, mà Lục Lâm Thiên trước mắt không đặt hắn vào mắt. Lục Lâm Thiên, ta cho ngươi biết, kết cục không coi ai ra gì rất thê thảm. Thanh Lôi Thân Vương vung tay lên, một cột sáng đánh thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Vào lúc Thanh Lôi Thân Vương ra tay, Lục Lâm Thiên lạnh lùng, bàn chân đạp vào hư không. Trong ánh mắt ngưng trọng của Đông Phương Tử Quỳ, lôi thuộc tính nguyên lực quét qua tất cả, nhất thời không gian nơi đây run lên, lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm vang lên cuồn cuộn. Oanh! Trong nháy mắt ngắn ngủi, áo bào xanh của Lục Lâm Thiên quét qua không trung, bàn tay nắm chặt, một quyền mang theo hào quang tử kim hình thành, sau đó đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi Thân Vương, quyền ấn mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Lục Lâm Thiên đã sớm lĩnh ngộ ra lôi thuộc tính. Dùng lôi thuộc tính mượn nhờ tử kim huyền lôi tăng cường uy năng mạnh hơn nữa. Một quyền khủng bố của Lục Lâm Thiên đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi Thân Vương đang lao tới. Bành! Va chạm như vậy làm màng tai Đông Phương Tử Quỳ run lên,
tiếng lôi minh vang vọng không gian, năng lượng khuếch tán ra chung quanh. Xoẹt! Năng lượng bộc phát rất mạnh, Lục Lâm Thiên cùng Thanh Lôi Thân Vương hai người lui ra sau, không gian sau lưng bị phá hủy nhanh chóng. Ồ, mạnh như thế! Thanh Lôi Thân Vương ổn định thân hình, ánh mắt rung động, Lục Lâm Thiên chính là chân lý Niết Bàn đỉnh phong, hắn có thực lực đánh chết Nhất Nguyên Hóa Hồng, lần trước đánh chết Lôi Lang đã làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Một quyền vừa rồi của Lục Lâm Thiên mang theo lực công kích rất mạnh, không thể nghi ngờ đã làm Thanh Lôi Thân Vương rung động hơn nữa. Chân lý Niết Bàn đỉnh phong cũng không khác gì tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng Lục Lâm Thiên không phải là tuyên cổ cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Mà bây giờ Thanh Lôi Thân Vương mới biết được, Lục Lâm Thiên một chiêu đánh chết Lôi Lang không phải đánh bất ngờ và dùng toàn lực, ngược lại Lục Lâm Thiên lúc đó không có dùng toàn lực. Thân hình Lục Lâm Thiên lùi lại xa hơn Thanh Lôi Thân Vương một ít mới đứng vững lại được, nắm đấm chấn động, ánh mắt càng âm trầm. Thanh Lôi Thân Vương không hổ là thân vương của tuyên cổ điện, tu vị tam nguyên hóa hồng cảnh, nhưng thực lực của hắn có thể sánh ngang tứ nguyên hóa hồng ở bên ngoài. Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Lục Lâm Thiên, có thể trở thành thân vương của tuyên cổ điện, thực lực tự nhiên không tầm thường. Đúng là có chút bổn sự, nhưng mà dường như còn chưa đủ. Thanh Lôi Thân Vương nói xong, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh như điện lao về phía Lục Lâm Thiên, nguyên lực trong người bộc phát tới mức tận cùng, hắn đánh ra một quyền vào người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm. Dưới một quyền này, lôi quang lập lòe, năng lượng đáng sợ bùng phát. Nhìn thấy Thanh Lôi Thân Vương lao tới đánh ra một quyền như bôn lôi, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân hình hơi khom, áo xanh chấn động, lập tức thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Thanh Lôi Thân Vương. Trực tiếp đánh ra một quyền. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hổ gầm vang vọng hư không, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như thần lôi càn quét không gian, khí tức bá đạo bùng nổ làm linh hồn người ta chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên không lùi mà tiến tới, lân phiến bao phủ thân hổ của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Tử Quỳ, hắn hóa thành mãnh hổ đáng sợ, uy thế bá đạo bao phủ không gian. Oanh. Chỉ trong thời gian thật ngắn, thân hổ của Lục Lâm Thiên bộc phát khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chấn động không gian, hàn khí bắn ra bốn phía, không gian như bị hầm băng bao phủ. Tứ thần quyết, Lục Lâm Thiên gào thét, hổ trưởng chấn động, hào quang dung hợp trong tay hắn, năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía, lúc này Thanh Lôi Thân Vương đánh ra một quyền, trong hổ chảo của Lục Lâm Thiên tỏa ra khí tức chấn động linh hồn. Giống, ngao, cô, chỉ trong nháy mắt không gian sụp đổ. Hào quang năng lượng bùng phát, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lao nhanh ra, bốn thú gào thét, tiếng gào đinh tai nhức óc, thời gian, không gian, linh hồn, vật chất bốn loại áo nghĩa kỳ lạ tràn ngập không gian. Bốn đạo thú ảnh mang theo bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, ánh mắt Thanh Lôi Thân Vương rung rung, lập tức đánh ra một quyền, hư ảnh bốn thú đã nhanh chóng bao phủ Thanh Lôi Thân Vương vào bên trong. Ầm ầm. Không gian hỗn loạn sinh ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa. Cả phiến không gian sinh ra vết nứt không gian rất lớn, cả phiến không gian sụp đổ thành hư không. Bất diệt kim cương tượng. Trong không gian hỗn loạn truyền ra tiếng hét lớn của Thanh Lôi Thân Vương, lập tức một thân ảnh giống như kim cương bay lên, điện mãng lập lòe, bí vân quanh quẩn, khí thế khủng khiếp. Một quyền này đánh thẳng vào hào quang kinh người kia, hào quang nổ tung, hắn cũng bị ép lui rất xa, một quyền này đang chảy máu, bàn tay rung rung. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã ép Thanh Lôi Thân Vương không thể không sinh lòng cố kỵ, chân lý Niết Bàn quá kinh khủng, hắn phải vận dụng toàn lực. Tam Nguyên Đại Xúc Hồng, người không có tư cách giễu võ dương oai trước mặt ta. Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lúc này mang theo sát khí khủng khiếp, không biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện trường cung. Ông ông! Trường cung trong tay, sấm gió không ngừng vang vọng trời cao, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên vào lúc này đứng thẳng, kéo cung thật căng. Không gian chung quanh trường cung tan nát, chỉ còn lại một ít tia sáng mà thôi. Xíu, yêu yêu. Một mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong hổ chảo của Lục Lâm Thiên hổ, lập tức dương cung bắn ra. Ầm ầm. Khi mũi tên bắn đi đã xé rách không gian như xé giấy khô, trong không gian sinh ra tiếng lôi điện đùng đùng, lôi đình tàn phá dữ dội, mũi tên này lao thẳng vào thân hình kim cương của Thanh Lôi Thân Vương. Lúc mũi tên bắn ra, thân hình kim cương của Thanh Lôi Thân Vương chấn động. Ánh mắt biến hóa, trong trưởng của hắn ngưng tụ một đạo năng lượng lôi điện, lôi vân màu tím cuồn cuộn hóa thành tử kim đại đỉnh đánh tới. Oanh!
Tử kim đại đỉnh phóng xuất khí tức lôi đỉnh đáng sợ, tử kim huyền lôi không ngừng bùng phát ra chung quanh. Xoẹt! Mũi tên ánh sáng như thiên thạch lao đi, nó mang theo lực trùng kích đáng sợ phá không bay tới, cuối cùng bị tử lôi huyền đỉnh trong tay Thanh Lôi Thân Vương ngăn cản, năng lượng trực tiếp bắn thẳng vào tử lôi huyền đỉnh. Đạp đạp! Trong nháy mắt này, thân hình kim cương khổng lồ của Thanh Lôi Thân Vương lảo đảo lui ra phía sau vài bước, không gian dưới chân hắn nổ tung, đại phiến, cả phiến không gian tỏa ra hào quang sáng ngời. Đông Phương Tử Quỳ đứng ở xa nhìn đại chiến với thần sắc chấn động, thì thào nói nhỏ. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tiếp tục, Lục Lâm Thiên gào lên, lập tức dương cung cài tên. Lục Lâm Thiên, tử kim phách lôi liên thuộc về ngươi. Thanh Lôi Thân Vương hét lớn, trong ánh mắt của hắn mang theo thần sắc phức tạp. Vừa dứt lời, Thanh Lôi Thân Vương thu liễm thân hình, vào lúc này hắn biết thực lực của Lục Lâm Thiên còn mạnh hơn những gì hắn biểu hiện ra nhiều. Tuy Thanh Lôi Thân Vương không có triệt để sợ Lục Lâm Thiên, nhưng mà trong lòng hắn hiểu rõ, dùng thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên mà nhìn, hắn không làm gì được người ta. Tăng thêm tính cách của Lục Lâm Thiên có thù tất báo, bá đạo, tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức, kết cục của Lôi Lang đã chứng minh. Bởi vậy Thanh Lôi Thân Vương cũng hiểu rõ, hôm nay có Lục Lâm Thiên ở đây, hắn không có hy vọng cướp tử kim phách lôi liên, hắn căn bản không thể cướp từ trong tay Lục Lâm Thiên, nếu đã thế cần gì đắc tội Lục Lâm Thiên quá ác cơ chứ. Thanh Lôi Thân Vương không phải đồ đần, cho nên biết rõ nên lấy hay bỏ, hắn và Lục Lâm Thiên cũng không có thâm cừu đại hận, triệt để đắc tội không đáng, với hắn sau này không có chút chỗ tốt gì cả. Lục Lâm Thiên thu cung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Cũng thu liễm thanh linh khải giáp hổ biến. Lục Lâm Thiên không sợ Thanh Lôi Thân Vương, nhưng hắn biết cho dù mình có thể đánh chết Tam Nguyên Hóa Hồng cũng cần liều mạng mới được, nhưng mà đối mặt Thanh Lôi Thân Vương tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng, Lục Lâm Thiên tự biết cũng rất khó làm được. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu liễm khí tức và bản thể, Thanh Lôi Thân Vương ánh mắt phức tạp, nhìn qua Lục Lâm Thiên và Đông Phương Tử Quỳ, ánh mắt nhảy lên, nói. Quả nhiên có vài phần bổn sự, ẩn giấu rất sâu. Tử kim phách lôi liên này ta không lấy, nhưng mà người gặp có phần, hai người các ngươi mỗi người cho ta hai kiện áo nghĩa linh khí, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn giơ truy phong chiến thiên cung trong tay lên, lắc lắc Thanh Lôi Thân Vương, nói một câu rất khinh thường. Truy phong chiến thiên cung trong tay ta chính là thông linh bảo khí, ngươi muốn cứ lấy, chỉ cần có bổn sự, cùng cho ngươi thì thế nào? Ngươi! Thanh Lôi Thân Vương nghe vậy, ánh mắt trừng Lục Lâm Thiên. Hắn không nghĩ tới Lục Lâm Thiên này không nỡ lấy hai kiện áo nghĩa linh khí, nhìn Lục Lâm Thiên không hề nhượng bộ, cuối cùng ánh mắt vẫn rung động, trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên, lần này tính toán ta thua, núi không chuyển nước chuyển, lần sau rơi vào trong tay ta, đừng trách ta không khách khí. Ngươi ngàn vạn đừng khách khí, ta là người sợ nhất có ai khách khí với ta. Lục Lâm Thiên nói với Thanh Lôi Thân Vương, lúc này cùng Thanh Lôi Thân Vương cũng không cần thiết động thủ. Hai người muốn chính thức phân thắng bại, trừ phi là phân sinh tử, bằng không sẽ khó phân thắng bại. Nhìn Lục Lâm Thiên một lát, Thanh Lôi Thân Vương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, trầm giọng nói. Xem như ngươi hung ác. Dứt lời, Thanh Lôi Thân Vương dậm chân một cái, thân ảnh biến mất trong hang động. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương biến mất, lúc này bước tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hỏi hắn. Vì sao ngươi sợ người khác khách khí với mình? Lục Lâm Thiên cười cười, lại nói với Đông Phương Tử Quỳ. Bởi vì một khi có người vô cớ khách khí với ta, không có chuyện cầu ta thì tìm ta vay tiền, ta tự nhiên là sợ rồi. Phụt! Đông Phương Tử Quỳ nghe xong liền phì cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Lục Lâm Thiên, hỏi. Dùng thân phận và địa vị của ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn sợ có người tìm ngươi làm việc và vay tiền sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi không biết, càng bị người khác xem là kẻ có tiền, chính hắn khẳng định sẽ càng thiếu tiền, càng có người xem ngươi có năng lực, chính hắn khẳng định còn đang muốn tìm người làm việc thay mình, cho nên thân phận và địa vị chỉ là hư ảo. Nghe có chút đạo lý. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, Đông Phương Tử Quỳ cũng có phần tán thành, dường như thật sự có đạo lý. Lục Lâm Thiên không nói vấn đề này nữa, cười nhạt một tiếng sau đó nói. Chúng ta cũng đi thôi. Nên tìm kiếm thánh vật của Tuyên Cổ Điện, tránh bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Người khác muốn nhanh chân đến trước cũng không dễ dàng, còn có hai cái tử lôi huyền đỉnh trên người chúng ta đấy. Đông Phương Tử Quỳ nhìn tử kim phách lôi liên sau lưng,
đôi mắt đảo một vòng, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi rồi, nhưng Thanh Lôi Thần Vương có đi vòng trở lại hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, cúi đầu trầm tư một hồi mới nói với Đông Phương Tử Quỳ. Dùng tính cách của Thanh Lôi Thần Vương, nên đề phòng một chút, cũng sợ có người khác đang ở đây đấy. Tiếng nói ngừng lại, nhìn qua hoa sen bên kia, Lục Lâm Thiên lại nói với Đông Phương Tử Quỳ. Ta sẽ bố trí cấm chế ở bên ngoài, về phần có thể bị người ta phát hiện và xông qua hay không, vậy phải xem cơ duyên của Tử Kim Phách Lôi Liên, ta có thể làm cũng chỉ làm như thế mà thôi. Ân, vậy xem cơ duyên của nó. Đông Phương Tử Quỳ khẽ gật đầu. Xoẹt. Sau một lát, ở ngoài lối ra vào, Lục Lâm Thiên bố trí một đạo cấm chế, sau đó bố trí nhiều trận pháp ẩn hình. Đoán chừng hiện tại sợ rằng không có bao nhiêu người tìm được nơi đây. Đông Phương Tử Quỳ rất khiếp sợ với thủ đoạn của Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên vỗ vỗ tay, hắn có thể giúp Tử Kim Phách Lôi Liên cũng chỉ có như thế mà thôi. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh lập tức bay đi, biến mất trong không trung. Xuy. Thời điểm thân ảnh hai người biến mất, Thanh Lôi Thần Vương xuất hiện tại vị trí Lục Lâm Thiên bố trí cấm chế. Ánh mắt Thanh Lôi Thần Vương nhìn cửa vào biến mất. Sau khi nhìn thật lâu vẫn không hiểu ra, oán hận mắng. Lục Lâm Thiên tiểu hỗn đản, đây là không tin nhân phẩm của ta, vậy mà bố trí trận pháp, nhất định là biết ta không thể phá trận, tiểu hỗn đản, rất đáng hận. Xuy, oán hận mắng vài câu, Thanh Lôi Thần Vương cuối cùng vẫn oán hận rời đi, hắn không còn hy vọng tìm Tử Kim Phách Lôi Liên nữa rồi. Thời điểm thân ảnh Thanh Lôi Thần Vương rời đi, trên ngọn núi cách đó không xa, một nam một nữ hai người xuất hiện. Không phải người khác, chính là Lục Lâm Thiên cùng Đông Phương Tử Quỳ hai người. Xem ra Thanh Lôi Thần Vương thật sự thúc thủ vô sách, đúng như ngươi dự liệu, nhân phẩm của lão gia hỏa này thật sự không được tốt lắm, ẩn thân muốn đỡ Upsilon, xê nước béo cò. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Lâm Thiên, cực kỳ kinh ngạc nói. Nhưng mà, người bố trí thủ đoạn thật không tầm thường. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, đoán chắc Thanh Lôi Thần Vương không tinh thông trận pháp. Bằng không cũng không đến lỗi thúc thủ vô sách, còn có thánh vật tử lôi huyền đỉnh tung tích không rõ, Thanh Lôi Thần Vương cũng không muốn phí thời gian. Lục Lâm Thiên mỉm cười với Đông Phương Tử Quỳ, tất cả chỉ làm dáng mà thôi. Lục Lâm Thiên đã sớm suy đoán Thanh Lôi Thần Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên giả vờ rời đi sau đó quay về. Luận công phu ẩn nấp, Lục Lâm Thiên có hỗn độn âm dương quyết trên người, cũng không phải Thanh Lôi Thần Vương có thể phát hiện. Chúng ta nên đi tìm thánh vật tử lôi huyền đỉnh. Đông Phương Tử Quỳ nói. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, thân ảnh hai người nhanh chóng rời đi. Trong không gian cấm chế của Lục Lâm Thiên bố trí, hoa sen khổng lồ sinh ra thần thức dò xét, trên thân hình hoa sen khổng lồ sinh ra lôi điện quái dị. Đông Phương Tử Quỳ và Lục Lâm Thiên cũng không có phát hiện, sau khi hai người rời đi không lâu, trong nụ hoa đầu tiên của hoa sen khổng lồ hơi mở ra, một âm thanh nữ đồng vô cùng non nớt vang lên. Thì ra phụ thân ta là Lục Lâm Thiên, phụ thân, ta sẽ tìm ngươi. Thời gian dần dần qua đi, trong thánh cảnh đã trôi qua 3 ngày 3 đêm, đảo mắt đã qua 3 ngày, Lục Lâm Thiên cũng phải kinh ngạc về độ lớn của thánh cảnh. Mặc dù nói có quan hệ tới thánh vật của Tuyên Cổ Điện, cho nên đoạn đường này đi không nhanh, nhưng mà đi nhiều ngày như thế vẫn không tới cuối cùng. Nhưng mấy ngày qua, Lục Lâm Thiên gặp được không ít đệ tử Tuyên Cổ Điện. Nhưng những người này sau khi gặp Lục Lâm Thiên đều tránh đi. Đặc biệt là người chủng tộc Minh Linh sau khi gặp Lục Lâm Thiên đều quay đầu đi thật xa, dường như sợ Lục Lâm Thiên tìm bọn họ gây phiền toái. Dù sao Lục Lâm Thiên đánh chết Lôi Lang Sử đã làm tất cả đệ tử chủng tộc Minh Linh trong Tuyên Cổ Điện sinh lòng sợ hãi, không có thực lực đối phó Lục Lâm Thiên, vậy chỉ có thể tránh xa một chút. Đối với đám người nhân tộc thú tộc, Lục Lâm Thiên cũng không để ý đến. Tính cách của Lục Lâm Thiên luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, giết. Đối với Minh Linh, Lục Lâm Thiên vốn không có tính toán buông tha, nhưng mà điện chủ tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói một phen, làm cho Lục Lâm Thiên cũng trầm tư không ít. Trong Tuyên Cổ Điện có một nửa người là chủng tộc Minh Linh, chính mình chẳng lẽ thật giết hết hay sao, nếu mình có một ngày thực sự trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện, Thánh chủ Tuyên Cổ Điện, chẳng lẽ hắn phải khu trừ toàn bộ chủng tộc Minh Linh sao? Bởi vậy, đối với những đệ tử thân phận Minh Linh không chọc mình, Lục Lâm Thiên cũng mở một mắt nhắm một mắt, không có chủ động tìm phiền toái, chỉ cần bọn họ không chọc mình là được. Lục Lâm Thiên thậm chí còn gặp được hai tử Kim Huyền Lôi Sử,
dường như cũng không phải trẻ tuổi, mà là thế hệ đã sớm có danh tiếng từ trước, từ lời Đông Phương Tử Quỳ hắn biết được, chính là Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ và Bôn Lôi Sử Tằng Siêu. Nhưng hai tử Kim Huyền Lôi Sử này không có ý trêu chọc, thấy Lục Lâm Thiên từ xa đã bỏ đi. Trên con đường này cũng không có phát hiện dấu vết thánh vật Tuyên Cổ Điện, nhưng tìm kiếm mấy ngày, Lục Lâm Thiên cũng phát hiện khí tức không gian trước mặt càng ngày càng cuồng bạo, loại cuồng bạo này hắn cảm thấy quen thuộc. Đông Phương Tử Quỳ cũng phát hiện Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động một ít, loại chấn động này làm cho Đông Phương Tử Quỳ và Lục Lâm Thiên tin tưởng hướng này là đúng, từ Tử Lôi Huyền Đỉnh chấn động mà nhìn, bọn họ cách Tử Lôi Huyền Đỉnh chân chính không xa. Siêu siêu. Hai người có cảm giác thì ra tốc tiến lên phía trước. Lúc này trên một ngọn núi có trên 100 thân ảnh hội tụ, cả không gian thánh cảnh chỉ có hơn 200 người mà thôi, lúc này đã có một nửa tụ tập nơi này, dường như lòng phòng bị thấp hơn không ít. Chư vị, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thức tỉnh, cho nên tuyệt đối không phải bất cứ người nào chúng ta có thể đối phó, đến thời điểm này chúng ta phải liên thủ, bằng không dù là ai cũng không thể chiếm được Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho nên ta hy vọng chúng tạm thời bỏ đề phòng. Cùng áp chế thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, chúng ta cũng đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện, ta tin tưởng mọi người sẽ tín nhiệm nhau. Một đại hán trung niên khí tức âm hàn nói ra, bên cạnh hắn còn có một thanh niên khí tức thô bạo và một mỹ phu nhân và đại hán âm hàn dáng người cao lớn. Lôi Dạ Sử, chúng ta liên thủ, đến lúc đó thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh do ai nhận chủ? Trong đám người có một nữ tử hỏi thăm đại hán khôi ngô, người vừa nói chuyện chính là Lôi Dạ Sử. Nhìn thấy nữ tử hỏi thăm, đại hán khôi ngô bên cạnh Lôi Dạ Sử hơi động, nói. Thải Thanh, muốn nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, vậy phải xem cơ duyên của mình, ai cũng có cơ hội, nhưng mà hiện tại không liên thủ áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh thì không có cơ hội, nếu ngươi không nguyện ý liên thủ, cũng không có ai cầu ngươi, ngươi đi là được. Nàng kia nghe vậy, đôi mắt động động, lại nói. Lôi Hồn Sử, cho dù không liên thủ với các ngươi. Các ngươi cũng không có quyền lợi bảo ta rời đi, mỗi người trong thánh cảnh đều có thể tiến đến, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh mỗi người đều có thể nhận chủ. Đại hán khôi ngô nói với Thải Thanh. Ngươi nói đúng, nhưng hiện tại chúng ta liên thủ trước, ngươi muốn đỡ Upsilon, xê nước béo cò là đánh sai chủ ý rồi, ngươi không muốn góp phần lại muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn lợi dụng chúng ta đi đối phó Tử Lôi Huyền Đỉnh hay sao, bằng không ngươi một mình đi đối phó Tử Lôi Huyền Đỉnh, bằng không cứ rời đi. Ta gia nhập. Sắc mặt Thải Thanh nặng nề, lập tức cắn răng gật đầu, loại tình huống này nàng không có lựa chọn khác. Những người chung quanh vốn không muốn liên thủ với kẻ khác, lúc này nghe được Thải Thanh nói với Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử hai người, sắc mặt biến hóa, không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng không có nắm chắc chiến được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đại hán khôi ngô nhìn qua hai người khác, nói. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người các ngươi thế nào, gia nhập hay rời đi? Hai người này chính là Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh lẳng lặng đứng đó, khí tức âm hàn như cửu u địa ngục, nói. Lôi Hồn Sử, chúng ta không có ý định gia nhập các ngươi, cũng không có ý định rời khỏi, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh trước khi nhận chủ không thuộc về ai, sư huynh đệ chúng ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho kẻ khác, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta còn tự mình nghĩ biện pháp, các ngươi đi đối phó của các ngươi, thứ cho chúng ta không làm bia đỡ đạn. Khi Lục Linh nói xong, sắc mặt không ít người khó coi, vừa rồi có một ít người cảm thấy không có lựa chọn khác, trong mắt đã dao động, ở đây cũng đều là người thông minh, chuyện bảo bọn họ làm pháo hôi, không ai nguyện ý cả. Mắt thấy mọi người phản ứng, ánh mắt Lôi Hồn Sử âm trầm nhìn Lục Linh. Ánh mắt đảo qua mọi người, Mỹ Phu Nhân chậm rãi đi tới, nhìn Lục Linh nói. Lục Linh, đừng tưởng rằng ngươi là người thần lôi điện thì chúng ta không đỡ Upsilon.ng tới ngươi. Quy củ chính là quy củ, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, còn chưa đủ tư cách, hoặc là gia nhập, hoặc là rời đi, bằng không có thể thử xem chúng ta có động tới ngươi hay không. Đối mặt Mỹ Phu Nhân, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người không thể chống lại, bởi vì đó là Dạ Mị Thân Vương. Siêu siêu, bỗng dưng có âm thanh xé gió vang lên, hai thân ảnh bay tới, lập tức đáp xuống bên cạnh mọi người, ba nam tử trung niên, còn có một trung niên nho nhã gầy gò. Là Phi Long Thân Vương, Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, còn có Kim Lôi Sử. Nhìn trung niên nho nhã và ba người kia, trong đám người sinh ra dao động, trong đám người có một thân vương cùng ba tử Kim Huyền Lôi Sử, đội hình này không thấp. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, các ngươi gặp phiền toái sao?
ánh mắt bốn người tới đảo qua Lôi Hồn Sử và Lôi Dạ Sử, cuối cùng nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Bái kiến Kim Lôi Sử Diêm Cương sư huynh, chúng ta khá tốt, trước mắt còn không có phiền toái gì lớn. Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hành lễ với người này. Trước mắt là Kim Lôi Sử Diêm Cương, đệ tử điện chủ Kim Lôi Điện Điện Kim Tuyên Hồng Tôn, Tuyên Cổ Điện ai cũng biết, cả Tuyên Cổ Điện, Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện quan hệ tốt nhất, điện chủ Thần Lôi Điện Thiên Lôi Tử và điện chủ Kim Lôi Điện Kim Tuyên chính là bạn tri kỷ. Thần Lôi Điện là nơi nhân số ít nhất trong Tuyên Cổ Điện, nhưng mà Kim Lôi Điện rất tốt với Thần Lôi Điện. Nghe Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nói thế, Diêm Cương khẽ gật đầu, lại nhỏi hai người. Vậy là tốt rồi, muốn nhận chủ thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, nhiều người mới dễ áp chế một ít, cơ hội cũng lớn hơn một chút, bằng không các ngươi theo ta và Phi Long Thân Vương chứ. Đương nhiên, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh không chút do dự đồng ý, dùng giao tình của Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện, bọn họ tự nhiên tin tưởng Diêm Cương. Diêm Cương, người có ý tứ gì? Dạ Mị nhìn Diêm Cương, đôi mắt không dễ nhìn. Dạ Mị Thân Vương, tất cả mọi người là người Tuyên Cổ Điện, làm gì động khí, ta cảm thấy phía trước có liên quan tới thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là tìm thánh vật nha. Trung niên nho nhỏ cực kỳ hữu lễ, nói với Dạ Mị Thân Vương, ánh mắt lại đảo qua ngọn núi đang tỏa sáng trước mặt. Đôi mắt Dạ Mị Thân Vương nặng nề nhìn trung niên nho nhã, nói. Phi Long, người có ý gì, không liên thủ, muốn áp chế thánh vật tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nam tử trung niên nho nhỏ gọi là Phi Long cười nói với Dạ Mị. Dạ Mị Thân Vương, liên thủ và không liên thủ, đến lúc đó lại nói, tình huống bây giờ không phải quá rõ ràng, đến lúc đó quyết định mới tốt. Ánh mắt Dạ Mị âm trầm nhìn Phi Long, nội tâm không thoải mái, há mồm nói. Phi Long ngươi còn không biết, phía trước có cửa vào, đã sớm có mấy người xông vào, cuối cùng hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, khí tức trong đó chắc chắn là thánh vật. Ngay cả ta cũng không nắm chắc xông vào, hiện tại không nói liên thủ, chỉ sợ hậu quả khó lường. Như vậy sao? Nghe vậy, Phi Long Thân Vương nhíu mày, thì ra đã có người đi vào, tình huống nơi đây hắn chưa rõ, tự nhiên còn không biết. Siêu siêu. Không gian sinh ra chấn động không nhỏ, hai đạo thân ảnh một nam một nữ bay tới. Lục Lâm Thiên cùng Đông Phương Tử Quỳ hai người một đường tìm tòi đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy hơn trăm người tụ tập. Lập tức ngạc nhiên đi qua. Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người, phát hiện Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Trong đó còn có một ít thân ảnh quen thuộc, có Mỹ Phu Nhân trung niên thân hình đẫy đà, khí tức hơi âm hàn, chính là Dạ Mị Thân Vương phát ngôn bừa bãi trong thông đạo thánh cảnh. Có Dạ Mị Thân Vương, Phi Long Thân Vương, mấy tử Kim Huyền Lôi Sử, xem ra bọn họ cảm giác được gì đó nên tụ tập ở đây. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Lâm Thiên. Lục soái. Trên ngọn núi, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người gặp Lục Lâm Thiên, lập tức vui vẻ. Suy suy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đang nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, hắn và Đông Phương Tử Quỳ đã từ từ đáp xuống. Lâm Thiên huynh đệ. Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, dường như kỳ quái vì sao Lục Lâm Thiên đi chung với Đông Phương Tử Quỳ. Bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống cùng với Lục Lâm Thiên. Không ít thanh niên nhìn thấy cảnh này đều ghen ghét nhìn Lục Lâm Thiên, với khí chất và tư sắc của Đông Phương Tử Quỳ, đặt ở nơi nào cũng là hồng nhan họa thủy. Lục Lâm Thiên cũng phát hiện nhiều người hận mình, nhưng hắn không quan tâm tới chuyện như vậy. Nhìn qua ngọn núi phía trước, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền chấn động tăng lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong người dường như bị dẫn dắt, hắn lập tức hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Nơi này có phát hiện gì sao? Vừa dứt lời ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua mấy người đang đứng ở đây, cầm đầu là Dạ Mị. Bên trong có hiểm địa, nghe nói có vài người thần hồn câu diệt, có lẽ có quan hệ với thánh vật. Lôi Tiểu Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, hiện tại hắn nhìn thẳng vào Dạ Mị bên kia. Lục Lâm Thiên, thiên đường có của ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, ta không thể không bội phục lá gan của ngươi. Dạ Mị Thân Vương bước tới. Hàn khí chấn động, lời lẽ âm trầm. Dạ Mị Thân Vương muốn đối phó Lục Lâm Thiên. Người chung quanh cảm giác được Dạ Mị đang sinh ra sát ý, lập tức lui ra xa. Ai chết còn chưa biết. Lục Lâm Thiên âm trầm, bản thân Dạ Mị đã cực kỳ khó dây vào, so với Thanh Lôi Thân Vương không hề nghi ngờ còn cường hãn hơn, mà bản thân không thiếu người, trong đó có hai tử Kim Huyền Lôi Sử đi theo,
đều là nhị nguyên hóa hồng, thực lực cũng không kém. Nhưng đội hình này không làm cho Lục Lâm Thiên e ngại, Lục Lâm Thiên rất rõ ràng, ít nhất những người này muốn đối phó chính mình cũng không dễ dàng. Lục Lâm Thiên dứt lời, hắn nhíu mày, nhìn qua Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên và Đông Phương Tử Quỷ ba người, nói. Việc này không quan hệ với các ngươi, chớ xen vào. Lục Soái, chúng ta. Lục Linh định nói gì đó, bị Lục Lâm Thiên chen ngang, nói. Ta không phải người mà bọn họ có thể đối phó, có ít người ngại mạng dài ta tự nhiên hoan nghênh, các ngươi nhúng tay sẽ ảnh hưởng tới ta, lui ra đi. Vâng. Lục Linh nghe vậy, nhìn Lôi Tiểu Thiên, ánh mắt lăng lệ nhưng vẫn hậm hực lui ra sau. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua người Lục Lâm Thiên, ánh mắt chấn động, bóng dáng uyển chuyển cũng lui lại. Vào lúc này Phi Long Thân Vương, Kim Lôi Sử Diêm Cương đều âm thầm quan sát tràng diện, ánh mắt ám động, thần sắc phức tạp. Suy suy, Dạ Mị cầm đầu mười mấy đạo thân ảnh bao vây Lục Lâm Thiên vào trong, dùng Dạ Mị Thân Vương, Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử ba người làm chủ. Những người còn lại biết thực lực mình không đủ, đều đứng xa một chút, rất nhiều người kiêng kỵ Lục Lâm Thiên lúc trước một chiêu đánh chết Lôi Lang Sử. Lục Lâm Thiên, người hôm nay có chắp cánh khó thoát. Dạ Mị Thân Vương lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, cười nói. Ngươi sẽ trả giá vì hành vi của mình thật nhiều. Chỉ bằng các ngươi. Lục Lâm Thiên lườm 10 người sau lưng Dạ Mị, đều là có khí thức minh linh chấn động, chung quanh còn có không ít người chủng tộc minh linh, nhưng mà không tham gia vào. Xem ra đúng như điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm nói, chủng tộc minh linh khổng lồ, có chút không qua lại với nhau, thế lực rắc rối phức tạp, chính mình không phải quá rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn chưa đủ? Dạ Mị âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Dạ U chết có quan hệ với ngươi, ngươi cũng biết hắn là ai, hắn chính là phu quân của ta, vì thế ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Nói xong lời cuối cùng, sát ý trong mắt Dạ Mị bắn ra không chút che giấu. Dạ U, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hắn nhớ tới trong thông đạo đi từ thương khung chiến trường tới thế giới thượng thanh thiên giới mật địa. Trong đám người vây công mình do Dạ U của Dạ Xoa nhất tộc tu vị tam nguyên hóa hồng cầm đầu. Lập tức, Lục Lâm Thiên cười lạnh, sát khí bộc phát nhìn Dạ Mị Thân Vương, nói. Dạ U thần hồn câu diệt rồi, người đã đưa tới cửa, vậy cũng đừng rời khỏi thánh cảnh nữa. Nhìn Lục Lâm Thiên, Dạ Mị Thân Vương lạnh giá, nói. Lục Lâm Thiên, lúc này không có kẻ nào cứu ngươi đâu. Đột nhiên Dạ Mị Thân Vương đánh một đạo thiểm điện tử kim về phía Lục Lâm Thiên, đám người chung quanh không dám ngăn cản. Người ở đây hiểu rõ thực lực của Dạ Mị Thân Vương mạnh nhất nơi này, ai dám ngăn cản, sợ rằng sẽ chết, cho nên bọn họ rút lui ra sau. Thiểm điện lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, khí tức âm hàn làm Lục Lâm Thiên cảm thấy áp lực thật lớn. Thời không loạn, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tránh đi. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Ánh mắt Dạ Mị Thân Vương kinh ngạc, dường như không nghĩ tới tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh như vậy, trong mắt hắn điều khiển thiểm điện đuổi theo Lục Lâm Thiên, quát lớn. Muốn chạy trốn, hôm nay người chắp cánh khó thoát. Xoẹt! Ngay lúc này thân ảnh Dạ Mị Thân Vương đuổi theo. Đột nhiên sau lưng Lục Lâm Thiên có hai cánh mở ra, từng lân phiến hồn nhiên thiên thành, nương theo đó là uy năng khủng khiếp làm cho mọi người ở đây có xúc động quỳ xuống. Hai cánh chấn động. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lao đi với tốc độ khủng bố, trực tiếp vượt qua bên cạnh Lôi Hồn Sử cùng Lôi Dạ Sử hai người, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Chết đi! Lục Lâm Thiên quát lớn, hai cánh sau lưng cắt ngang không gian, nương theo đó là vô số vết nứt không gian đen kịt, hai cánh trực tiếp cắt qua thắt lưng hai người Lôi Hồn Sử và Lôi Dạ Sử, dễ dàng không bị trở ngại gì cả. Trên không trung, Dạ Mị Thân Vương đuổi theo sau lưng Lục Lâm Thiên. Trong tay bắn ra Lôi Đỉnh Phá Không đánh vào lưng Lục Lâm Thiên. Phần phật, thân ảnh Lục Lâm Thiên vỡ ra, hóa thành khói biến mất. Không tốt, mắc lừa rồi, Lôi Dạ, Lôi Hồn cẩn thận. Vào lúc này sắc mặt Dạ Mị run rẩy, lời nói còn chưa dứt đã nghe hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Dạ Mị đại nhân cứu ta. Xoẹt, tiếng kêu vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên xẹt qua, Lôi Dạ và Lôi Hồn chưa định thần. Ánh mắt bỗng nhiên sinh ra vẻ sợ hãi và tuyệt vọng, thân hình bị cắt thành hai khúc. Đều đi chết đi. Hai cánh xuyên qua thân ảnh Lôi Dạ và Lôi Hồn, Lục Lâm Thiên không dừng lại, hắn lao về phía 10 thanh niên nam nữ của Minh Linh, hai cánh cắt ngang. Phần phật. Trong chốc lát kình phong quét qua thôn phệ mọi người vào trong đó.
Xoẹt. A hát. Cứu mạng A hát. Nương theo đó là tiếng hét thảm thiết, Lôi Dạ Sử, Lôi Hồn Sử và 10 thanh niên nam nữ này chỉ trong chớp mắt đã bị Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh chết. Quá trình gọn gàng, ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu tình chút nào. Lục Lâm Thiên, hôm nay bổn vương thề phải xé xác ngươi. Dạ Mị Triệt để tức giận, đánh ra một đạo lôi đình màu tím vào người Lục Lâm Thiên. Ông! Lục Lâm Thiên vỗ cánh, lôi đình màu tím đánh hụt, Dạ Mị có tu vị tứ nguyên tiểu siêu phàm hóa hồng cảnh, thực lực vô cùng cường hãn. Phanh! Lôi đình màu tím đánh vào mặt đất dưới chân, lập tức một hố sâu vỡ ra, không gian tan nát, mọi thứ biến mất không còn lại gì, từ đó có thể thấy nó khủng khiếp thế nào. Lục Lâm Thiên không có việc gì. Sau khi không gian khôi phục, trong đó không nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên đâu, dưới thế công khủng bố của Dạ Mị Thân Vương, mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Dạ Mị Thân Vương âm trầm khó coi, không nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên đâu cả. Ông! Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên phá không xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Lục Lâm Thiên không có việc gì, thật nhanh, quả nhiên có dựa vào. Thông linh bảo khí phi hành. Trên người Lục Lâm Thiên còn có không gian áo nghĩa cùng với thông linh bảo khí phi hành. Lôi Hồn Sử và Lôi Dạ Sử vậy mà lại bị miểu sát. Đây chính là nhị nguyên hóa hồng đấy, thực lực Lục Lâm Thiên đã cường hãn tới mức này rồi. Khi Lục Lâm Thiên xuất hiện, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh sau lưng Lục Lâm Thiên, uy năng khủng bố đáng sợ, ánh mắt mọi người nhảy lên. Lúc này từng ánh mắt nhìn qua sau lưng Lục Lâm Thiên, thông linh bảo khí đủ làm nhiều người đỏ mắt. Cho dù người nơi đây có bối cảnh và thiên phú tuyệt đỉnh cũng vậy. Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đánh chết đám người Lôi Hồn Sử, đủ làm nhiều người sợ hãi. Đặc biệt là Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử và Phi Long Thân Vương đều khiếp sợ nhìn cảnh này, nó đại biểu cho thực lực thế nào thì mọi người đều rõ. Thông linh bảo khí phi hành. Dạ Mị Thân Vương nhìn Lục Lâm Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đám người Lôi Dạ, Lôi Hồn bị đánh chết. Chuyện này làm nàng tức giận tới tận cùng. Dạ Mị Thân Vương tức giận như điên, sát ý bắn ra không che giấu, nhìn Lục Lâm Thiên và quát. Lục Lâm Thiên, người đang khiêu chiến cực hạn của ta, hôm nay bổn vương nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành cho mới tiêu mối hận trong lòng ta. Dạ Mị Thân Vương lại ra tay lần nữa, trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều người, Lục Lâm Thiên hiện tại triệt để chọc giận Dạ Mị Thân Vương, không biết Lục Lâm Thiên có thể ngăn cản Dạ Mị Thân Vương hay không. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh Dạ Mị Thân Vương đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, hàn khí bắn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Hàn khí xuyên qua không gian đánh vào mặt Lục Lâm Thiên, cũng không có máu tươi bắn ra, hàn khí xuyên qua đầu Lục Lâm Thiên, lập tức thân ảnh Lục Lâm Thiên nương theo hai cánh nhạt đi. Tàn ảnh! Dạ Mị biến sắc, tốc độ của Lục Lâm Thiên vượt qua dự kiến của nàng. Một tiếng sấm gió vang lên. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dạ Mị, truy phong chiến thiên cung đang cầm trong tay, mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Đi! Một tiếng quát trầm thấp vang lên, truy phong chiến thiên cung kéo căng, mũi tên ánh sáng phá không bay đi. Truy phong chiến thiên cung lại tỏa ra ánh sáng lần nữa, lại bắn ra, Lục Lâm Thiên đã dương cung lần thứ hai. Lại đi! Khi mũi tên ánh sáng thứ hai bắn ra, ngay sau đó là mũi tên ánh sáng thứ ba hình thành. Xoẹt! Ba mũi tên liên tiếp, trước sau lướt đi, chúng hình thành xu thế tam giác, ba mũi tên ánh sáng hóa thành ba đạo lưu quang, ba vết nứt không ghen đen kịt xuyên thấu qua hư không, cả không gian gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, năng lượng thiên địa bạo động. Ba mũi tên ánh sáng vượt qua không gian, ba đạo hào quang này làm người ta sởn tóc gáy. Lại mạnh như thế! Dạ Mị Thân Vương lập tức quay người. Sắc mặt đại biến, ba mũi tên ánh sáng đã tới trước người của nàng. Đến thời điểm này Dạ Mị Thân Vương mới ý thức tới, nàng từ khi vừa bắt đầu đã xem thường Lục Lâm Thiên, thậm chí nàng còn không ngờ Lục Lâm Thiên đã mạnh tới mức này, chân lý niết bàn cao giai đỉnh phong, kỳ thật thực lực đã vượt qua cái hào rộng quá nhiều. Tránh cũng không thể tránh, tốc độ quá nhanh, sắc mặt Dạ Mị đại biến, trong lòng bàn tay ngưng tụ tử kim lưu quang, tử lôi huyền đỉnh lơ lửng trước người. Hóa thành vòng xoáy lôi đình tử kim sắc, lập tức hút ba mũi tên ánh sáng vào bên trong. Đạp đạp. Sau khi ngăn cản ba mũi tên ánh sáng, vòng xoáy tử lôi huyền đỉnh bị xuyên thủng, tử lôi huyền đỉnh chấn động bay ngược ra sau, cùng lúc đó bỗng nhiên bay đi, thân ảnh Dạ Mị Thân Vương cũng lảo đảo lùi theo tử lôi huyền đỉnh.
Dạ Mị Thân Vương tu vị tứ nguyên hóa hồng, dựa vào thực lực bất phàm đủ để so sánh với tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong ở bên ngoài, nhưng chiến đấu liều mạng lại không làm gì được Lục Lâm Thiên. Tuy Lục Lâm Thiên cũng không sợ, nhưng nếu liều mạng với Dạ Mị Thân Vương ở đây, còn có đám người Chí Tôn Điện phái tới chưa giải quyết, Lục Lâm Thiên không thể không cân nhắc. Cho nên Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ, hắn đã bỏ trốn mất dạng. Chờ giải quyết xong chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh lại đối phó Dạ Mị cũng không chậm, dù sao trong thánh cảnh này, Dạ Mị trốn không thoát. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bổn vương cũng không tha ngươi. Dạ Mị đã bị chọc giận triệt để, nhìn thấy Lục Lâm Thiên dễ dàng rời đi, khí chất ung dung quý phái đã thay thế bằng lửa giận, thân ảnh bao phủ trong lôi đình, trong chốc lát đã đuổi theo. Đây mới là thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên sao? Nhìn thân ảnh hai người biến mất, mọi người hít sâu một hơi. Vù vù. Đối với mọi người, đặc biệt là đối với Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử và Phi Long Thân Vương mà nói, thực lực Dạ Mị Thân Vương thế nào mọi người đều biết. Hiện tại ở trong thánh cảnh, trừ Hoàng Diễm Thân Vương là tồn tại khủng bố ra, sợ rằng không còn người nào có thể làm gì Dạ Mị Thân Vương. Vừa rồi Dạ Mị Thân Vương không để ý tới Phi Long Thân Vương và Hỏa Lôi Sử, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử ở đây, trực tiếp ra tay với Lục Lâm Thiên, nguyên nhân là thực lực của nàng quá mạnh. Lục Lâm Thiên đúng là ngoan độc, không nghĩ tới Lôi Hồn, Lôi Dạ hai người và nhiều đệ tử bị giết như thế. Khá tốt ta không có tham dự vào. Chân lý Niết Bàn Đỉnh Phong, không ngờ có thể làm cho Dạ Mị Thân Vương ăn thiệt thòi lớn, loại thực lực này quá biến thái rồi. Mọi người không ngờ, thực lực Lục Lâm Thiên lại mạnh như thế, không chỉ có trực tiếp diệt Lôi Hồn, Lôi Dạ trước mặt Dạ Mị Thân Vương, còn làm Dạ Mị Thân Vương chật vật như thế. Nhưng mà hành động này cũng chọc giận Dạ Mị Thân Vương, sợ rằng dù thế nào Dạ Mị Thân Vương cũng không dễ dàng buông tha Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Khi Lục Lâm Thiên và Dạ Mị Thân Vương hai người biến mất trên không trung, không lâu sau không gian rách ra, từng thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện. Không ít người đáp xuống, mây người đi đầu có Lãnh Luân Lôi Điện và thập đại đệ tử Trần Hào, Đàm Linh, La Sâm, Minh Vô Ngôn. Phi Long, người cũng đến. Tiếng cười vang lên, đại hán khôi ngô áo xanh bên cạnh Lãnh Luân Lôi Điện chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người này, ánh mắt Đông Phương Tử Quỳ chấn động, đại hán khôi ngô này chính là Thanh Lôi Thân Vương, tu vị tam nguyên hóa hồng cảnh, đại xúc hồng, hắn cũng là nhân vật thanh danh hiển hách trong 3000 thế giới. Trong không gian lôi đình của Tử Kim Phách Lôi Liên, mấy ngày trước Đông Phương Tử Quỳ đã gặp qua Thanh Lôi Thân Vương, hắn đã giao thủ qua với Lục Lâm Thiên. Thanh Lôi, người cũng cảm giác được sao? Phi Long Thân Vương nhìn Thanh Lôi Thân Vương, ánh mắt âm thầm. Thanh Lôi Thân Vương gật đầu với Phi Long Thân Vương, lại nhìn thấy Đông Phương Tử Quỳ ở đây, nói nhỏ. Xem ra đang ở gần đây. Phi Long Thân Vương nho nhã gật đầu, Thanh Lôi Thân Vương cũng ở đây. Chứng tỏ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh ở đây là tỷ lệ rất lớn. Huống chi trừ Thanh Lôi Thân Vương ra, còn có tồn tại kinh khủng ở đây, ánh mắt Phi Long Thân Vương nhìn đại hán trung niên đứng ở nơi này, không thể không gật đầu chào, nói. Hoàng Diễm Thân Vương, người cũng tới sao? Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương đảo qua đám người nơi đây, lúc này mới nói với Phi Long Thân Vương. Phi Long, vừa rồi xảy ra chuyện gì, dường như Dạ Mị và Lục Lâm Thiên A. Hắn mơ hồ cảm giác được khí tức trong không gian, trên người cũng tạo thành áp bách với người nơi đây. Lục Lâm Thiên có chút mâu thuẫn với Dạ Mị Thân Vương, đánh chết đám người Lôi Hồn và Lôi Dạ. Phi Long Thân Vương nói. Thật sao? Hoàng Diễm Thân Vương nghe vậy, lập tức chấn động. Thanh Lôi Thân Vương nghe vậy, ánh mắt đảo qua, lập tức đảo lên người Đông Phương Tử Quỳ. Không tốt, Lục Lâm Thiên và Dạ Mị Thân Vương đang ở hướng trước mặt. Phía trước có cửa vào, bên đó đã biến thành cấm địa, vài sư huynh đệ đã vẫn lạc bên trong. Trong đám người không rõ ai lên tiếng. Chúng ta đi. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương đảo qua, lập tức tiến lên. Mọi người thấy thế, từng đạo thân ảnh lập bay lên không theo đuôi. Ông! Tiếng vỗ cánh vang lên, Lục Lâm Thiên thúc giục Thanh Trụ Hư Không Dực vượt qua không gian. Lần trước Thanh Trụ Hư Không Dực tiêu hao hầu như không còn, những năm gần đây đã sớm khôi phục. Lúc này Lục Lâm Thiên thúc giục Thanh Trụ Hư Không Dực, không biết có phải ở trong thế giới linh vũ hơn ngàn năm hay không, phát giác Thanh Trụ Hư Không Dực đã có uy năng lớn hơn trước không ít. Lục Lâm Thiên, ngươi chắp cánh khó thoát, ta nhìn ngươi có thể chạy bao xa.
Tiếng quát lạnh lùng vang lên. Dùng linh hồn dò xét, ánh mắt Lục Lâm Thiên đầy hàn ý, dạ mị của Dạ Xoa nhất tộc dù sao cũng là tứ nguyên hóa hồng cảnh, chính mình thúc dục thanh trụ hư không dực cũng không thể bỏ xa. Chủ nhân, phía trước có khí tức bất thường, khí tức này dường như áp chế ta, chủ nhân phải cẩn thận một ít. Giọng nói nữ nồng non nớt vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, chính là lời của thanh trụ hư không dực. Chúng ta đi qua. Lục Lâm Thiên không do dự, trong nội tâm sớm có quyết định, bởi vậy mới trực tiếp lướt tới, tử lôi huyền đỉnh trong người đang chấn động mãnh liệt. Tăng thêm cảm giác của thanh trụ hư không dực, Lục Lâm Thiên đã không khó biết rõ, sợ rằng phía trước có thánh vật tử lôi huyền đỉnh của Tuyên Cổ Điện, nghe nói phía trước rất nguy hiểm, vì tạm thời thoát khỏi dạ mị, Lục Lâm Thiên đặt mục tiêu vào nơi đây. Thúc dục thanh trụ hư không dực, Lục Lâm Thiên xuyên phá hư không, dạ mị thân vương sau lưng nổi giận, trong thời gian ngắn không thể đuổi theo Lục Lâm Thiên. Có thời gian không gian áo nghĩa tập trung vào thanh trụ hư không dực, tốc độ của Lục Lâm Thiên khủng bố tới tận cùng. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua dãy núi phía trước, trên không gian có điện trụ sinh ra, không ngừng lập lòe và tỏa ra điện quang tử kim sắc. Xì xì, khí tức hủy diệt thật mạnh. Khu vực này tràn ngập khí tức hủy diệt, nội tâm Lục Lâm Thiên sao động, hắn cảm thấy mình không nên đi tới nơi đây. Ông, bỗng dưng trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, tử lôi huyền đỉnh phát ra tiếng oanh minh như lôi đỉnh vang vọng, đan điền khí hải xuất hiện chấn động rất mạnh. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, tử lôi huyền đỉnh và tử kim huyền lôi không gian chấn động. Tử lôi huyền đỉnh trong đan điền bạo động, Lục Lâm Thiên không thể không áp chế, hắn áp chế tử lôi huyền đỉnh trong đan điền cũng không khó khăn gì. Khi Lục Lâm Thiên vỗ cánh bay qua, cả không gian dường như bị thứ gì đó dẫn dắt, từng đám tia chớp tử kim sắc giáng xuống, từng mạng lưới lôi điện đan vào nhau như mạng nhện, từng tia chớp trong nháy mắt bao phủ không gian quanh Lục Lâm Thiên. Lôi đình thật mạnh. Linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, lập tức mượn tử kim huyền lôi chi lực trong tử lôi huyền đỉnh bảo vệ thân hình, bao phủ thanh trụ hư không dực. Xoẹt! Có lẽ bởi vì có quan hệ với tử kim huyền lôi cho nên áp lực không tạo thành ảnh hưởng gì tới Lục Lâm Thiên, hắn chỉ tê dại một chút sau đó biến mất. Lực lượng đáng sợ này làm Lục Lâm Thiên âm thầm hít vào khí lạnh, Lục Lâm Thiên phán đoán nếu mình không có tử kim huyền lôi, sợ rằng hắn có phiền toái không nhỏ. Nếu người có tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai xông vào, sợ rằng chỉ bị tử kim huyền lôi lan tới cũng gặp nguy hiểm lớn. Xoẹt! Cùng một thời gian, không gian vặn vẹo, trong không gian vỡ ra một khe hở, bên trong có thân ảnh đi ra. Lục Lâm Thiên, ngươi chắp cánh khó thoát, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dạ mị nổi giận hét lớn, quyết đuổi theo không bỏ, càng đuổi càng gần. Lão bà, có bản lĩnh ngươi tiếp tục đuổi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, vỗ cánh bay đi, thanh trụ hư không dực tiến vào trong không gian đầy lôi điện kia. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không khó biết rõ bên trong rất nguy hiểm, nếu thời điểm bình thường mà làm chuyện như vậy, Lục Lâm Thiên sẽ không làm. Nhưng mà hiện tại sau lưng có dạ mị đuổi không bỏ, tăng thêm trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ phải thoát thân, cho nên cũng không cân nhắc bao nhiêu, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy trước mặt. Xíu, yêu yêu. Dạ mị thân vương cũng đuổi theo, thân ảnh cũng tiến vào trong vòng xoáy, quyết tâm không tha Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Khi Lục Lâm Thiên và dạ mị thân vương tiến vào vòng xoáy, không trung phía sau có tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh xuyên qua điện quang tới nơi này. Mọi người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn vào lôi điện tử kim sắc và vòng xoáy ở giữa không trung. Khí tức bên trong còn mạnh hơn 2 ngày trước gấp 10 lần. Có người vài ngày trước đã từng tới đây nói ra. Ông, đám người Hoàng Diễm Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỳ đều có tử lôi huyền đỉnh, nội tâm chấn động, trên đường đi khí tức vô hình ảnh hưởng tới tử lôi huyền đỉnh, lúc này cũng đã chấn động mãnh liệt. Xem ra, muốn tìm thánh vật tử lôi huyền đỉnh, không thể không đi vào. Thanh Lôi Thân Vương nhìn qua vòng xoáy, dường như đang nói với đám người Phi Long Thân Vương cùng Hoàng Diễm Thân Vương. Vậy vào đi thôi, không có lựa chọn nào khác. Hoàng Diễm Thân Vương nói nhỏ, hắn tiến vào trong vòng xoáy. Siêu siêu. Mọi người nhìn thấy Hoàng Diễm Thân Vương đều đi vào, cũng không do dự, muốn nhận chủ thánh vật tử lôi huyền đỉnh, bên trong vô cùng có khả năng là nơi thánh vật tử lôi huyền đỉnh ẩn thân, cũng là mục đích bọn họ đi vào thánh cảnh, tự nhiên không lui lại. Lục Lâm Thiên xuyên qua vòng xoáy, hắn tiến vào hư không đầy lôi điện tử kim sắc.
Hư không này làm Lục Lâm Thiên khiếp sợ thật sâu, lôi điện tử kim sắc đầy trời, hào quang chói mắt, khí tức hủy diệt bá đạo đáng sợ. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên càng khó áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh trong đan điền khí hải muốn lao ra. Ông! Lục Lâm Thiên vỗ cánh xẹt qua hư không, cảm giác khí tức của Tử Lôi Huyền Đỉnh đang tăng mạnh. Người tốt nhất nên chạy mau, nhanh. Thời điểm thân ảnh Lục Lâm Thiên tiến vào sâu trong không gian tử kim sắc này, một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian này. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, lập tức Lục Lâm Thiên nhìn thấy sâu trong không gian tử kim sắc này có thân ảnh lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân ảnh này tới trước mặt Lục Lâm Thiên không xa. Đó là đại hán trung niên, đang mặc áo bào xám mềm mại, gương mặt mang theo uy thế không giận tự uy, mái tóc xám trắng kỳ lạ. Vân Lôi Thân Vương. Lục Lâm Thiên nghe vậy vỗ cánh rừng trong hư không, người này Lục Lâm Thiên biết, một trong tám đại thân vương, Vân Lôi Thân Vương, tu vị tam nguyên hóa hồng đại xúc hồng, thực lực cũng không dưới Thanh Lôi Thân Vương. Nhưng làm cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc là Vân Lôi Thân Vương chật vật tới tận cùng, mái tóc xám bị lôi điện đánh xù lên, thậm chí còn cháy đen, bộ dáng cực kỳ lam lũ. Lục Lâm Thiên. Vân Lôi Thân Vương xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn ở Tuyên Cổ Điện nhìn thấy thân thủ của Lục Lâm Thiên, có thể một chiêu miểu sát lôi lang, thực lực không kém, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người tốt nhất nhanh rời khỏi nơi này, vật bên trong rất khủng bố, không phải ngươi đủ khả năng đối phó. TRUNFULLVN. Dứt lời, ánh mắt Vân Lôi Thân Vương nhìn ra phía sau, dường như sợ vật khủng bố kia đuổi theo. Vân Lôi Thân Vương, bên trong có vật gì? Lục Lâm Thiên gật đầu, Vân Lôi Thân Vương có thể lên tiếng cảnh báo, nội tâm Lục Lâm Thiên có vài phần hảo cảm, loại tình huống này, có thể không hại người ích ta đã xem như không tệ. Vân Lôi Thân Vương nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức nói. Nói rất dài dòng, những vật khủng bố kia không ít. Lục Lâm Thiên, bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vân Lôi Thân Vương còn chưa dứt lời, sau lưng Lục Lâm Thiên có Dạ Mị Thân Vương quát lớn, Lục Lâm Thiên vừa dừng lại. Dạ Mị Thân Vương cũng đã đuổi theo, không chút khách khí đánh ra một kích cường hãn. Cô! Một kích của Dạ Mị ngưng tụ năng lượng trong không gian và lôi đình tử kim sắc biến thành lệ quỷ đáng sợ, khí tức âm hàn tỏa ra các nơi. Lệ quỷ này toàn thân có điện quang lóe lên, nó dương nanh múa vuốt lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, thế như bôn lôi, khí tức hủy diệt xé gió mạnh mẽ. Ngươi cho rằng Lục gia ra dễ khi dễ sao? Lục Lâm Thiên đã sớm quay đầu lại. Thanh trụ hư không dực cũng bay đi. Trong nháy mắt ngắn ngủi, quang dực động lòng người của thanh trụ hư không dực mở ra, lập tức tiến vào trong không gian. Xoẹt! Nương theo âm thanh trầm thấp vang lên, tiếng xé gió như lưỡi mác cả vào da vang lên, thanh trụ hư không dực lập tức bay trở về. Lục Lâm Thiên thúc giục thanh trụ hư không dực thi triển thủ đoạn công kích, trụ không bạo loạn, điện quang màu tím mang theo khí tức hủy diệt bùng nổ. Xíu, yêu yêu, xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu. Thời không hủy diệt, lỗ đen phá hủy tất cả, khí tức hủy diệt quét qua các nơi, thời không hủy diệt, làm vạn vật không còn, hủy diệt tất cả. Dưới khí tức hủy diệt cỡ này, Dạ Mị Thân Vương đang công kích và Vân Lôi Thân Vương hai người vô cùng ngạc nhiên. Rầm. Ngay lúc này không biết tại sao trong tia chớp tử kim, trong chốc lát không gian run run, một đạo khí tức đáng sợ bùng nổ, mang theo khí tức vô cùng bá đạo xuyên qua không gian. Giống như muốn thôn phệ tất cả. Ồ, cảm giác khí tức này, ánh mắt Vân Lôi Thân Vương nhìn thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Chỉ thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên lúc này đạp không đứng đó, sau lưng thiểm điện lôi minh, giống như muốn thôn phệ không gian này, khí tức khủng bố phá hủy tất cả. Thực xem Lục gia gia dễ khi dễ sao, muốn động thủ Lục gia gia, lão bà ngươi còn chưa đủ. Lục Lâm Thiên quát lớn, lập tức xuất hiện trước mặt Dạ Mị Thân Vương. Cất bước ngưng tụ một bước đạp thẳng xuống. Ầm ầm, một cước này làm hư không nứt vỡ, khí tức phá hủy sinh cơ vạn vật hàng lâm, giống như phá hủy tất cả mọi thứ. Lực lượng bá đạo bao phủ các nơi, lập tức như thiên thạch đánh thẳng vào đỉnh đầu Dạ Mị Thân Vương. Vào lúc vận dụng trụ không bạo loạn, Lục Lâm Thiên vận dụng Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Tam Quyết. Biết rõ thực lực của Dạ Mị, Lục Lâm Thiên không chỉ vận dụng át chủ bài, hắn còn dùng toàn lực chống lại Dạ Mị. Bất diệt kim cương tượng. Sắc mặt Dạ Mị đại biến, một cước bá đạo như vậy làm linh hồn của nàng run rẩy, lập tức thúc giục bất diệt kim cương tượng,
thân hình kim cương khổng lồ bộc phát. Nhưng Dạ Mị thúc dục bất diệt kim cương tượng, chân thân Dạ Xoa nhất tộc tăng thêm bất diệt kim cương tượng dung hợp thể, Dạ Xoa kim cương này vô cùng bá đạo và mạnh mẽ. Lập tức thân ảnh khổng lồ của Dạ Mị đánh ra một quyền này nhanh chóng va chạm với một cước của Lục Lâm Thiên. Bành bành! Quyết đấu như vậy làm sắc mặt Vân Lôi Thân Vương rung động, một quyền một cước này va chạm làm hư không sụp đổ. Xoẹt! Thân ảnh Lục Lâm Thiên thúc giục Bát Hoang Thiên Địa Quyết Đệ Tam Quyết xong đã lảo đảo lui ra phía sau. Giống! Vào lúc bị đẩy lùi, điện quang quanh người Lục Lâm Thiên lan ra, tiếng hổ gầm vang lên, hóa thành hổ thân, thanh trụ hư không rực trở lại sau lưng, phi hổ bay lên trời, sẽ không cho Dạ Mị Thân Vương thúc giục bất diệt kim cương tượng. Nhìn chằm chằm, ánh mắt ngưng trọng, tuy Lục Lâm Thiên không sợ, nhưng không có nghĩa nội tâm hắn không ngưng trọng. Thực lực Dạ Mị Thân Vương vô cùng mạnh mẽ, Lục Lâm Thiên không thể không quan tâm. Dạ Mị Thân Vương trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt ngưng trọng khó có được, luân phiên giao thủ, nàng liên tục ngạc nhiên. Thực lực Lục Lâm Thiên quá mức quỷ dị, dị thường đến mức Dạ Mị không thể không hoài nghi Lục Lâm Thiên chỉ là chân lý niết bàn đỉnh phong hay không. Nỏ mạnh hết đà, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Dạ Mị Thân Vương không phải người ngu, tuy có cố kỵ cũng không cho rằng Lục Lâm Thiên có thể trèo chống bao lâu, quát một tiếng, muốn tiếp tục ra tay với Lục Lâm Thiên càng mạnh làm sát ý của nàng càng nồng đậm, tóm lại hôm nay không để ý tất cả, nàng cũng không thể buông tha Lục Lâm Thiên mặc kệ rời khỏi thánh cảnh được. Dạ Mị Thân Vương, Lục Lâm Thiên, các ngươi đừng động thủ, nếu lưỡng bại câu thương lời thì chúng ta phiền toái lớn. Dạ Mị Thân Vương đang muốn động thủ chi tế, Lôi Vân Thân Vương hét lớn. Dạ Mị Thân Vương cùng Lục Lâm Thiên dường như cảm giác được cái gì đó, cùng nhìn qua một hướng. Xì xì. Hư không chung quanh đây xuất hiện điện quang tử kim chấn động. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng đứng quanh Dạ Mị Thân Vương và Lục Lâm Thiên, giống như người khổng lồ kéo dài qua không chung. Thời điểm hào quang tử kim biến mất, Lục Lâm Thiên lúc này mới nhìn thấy trên trăm thân ảnh kia đều là lôi đình hóa thành cự nhân. Những lôi đình cự nhân này ngưng tụ tương tự bất diệt kim cương tượng, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt. Mỗi một lôi đình cự nhân có khí tức không dưới nhất nguyên hóa hồng, thậm chí có khí tức còn mạnh hơn. Đây là vật gì? Nhiều như cự nhân như thế, ánh mắt của Dạ Mị ngưng trọng hơn trước. Ánh mắt Vân Lôi Thân Vương ngưng trọng, cảnh giác nhìn qua những lôi đình cự nhân này, những cự nhân này hắn đã lĩnh giáo qua. Những vật này ta đoán chính là lôi bộc của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc trước có vô số cường giả chết trong uy năng của Tử Lôi Huyền Đỉnh, có chút linh hồn may mắn còn sống sót đã bị Tử Lôi Huyền Đỉnh khống chế, cuối cũng hình thành quái vật lôi hệ ở đây. Vân Lôi Thân Vương nói với Dạ Mị Thân Vương. Lôi bộc. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đám lôi bộc này đều có tu vị hóa hồng cảnh, thậm chí còn có thể sánh ngang nhị nguyên hóa hồng. Vân Lôi Thân Vương nói tới đây, mắt thấy đám lôi bộc không ngừng vây quanh hắn và Dạ Mị Thân Vương cùng Lục Lâm Thiên, nói thêm. Những lôi bộc này kinh khủng nhất không phải thực lực cường hãn khó có thể đối phó, mà giết khống không chết, một khi phá hủy sẽ lập tức khôi phục, vô cùng vô tận đủ để vây công tiêu hao chúng ta tới chết. Nghe vậy, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, khó trách vừa rồi Vân Lôi Thân Vương bị làm chật vật như thế, thì ra là đám lôi bộc này giết không chết, mới làm cho Vân Lôi Thân Vương chạy trối chết. Siêu siêu, lúc này có người đang lao tới nơi này. Cũng tốt, ít nhất người nhiều một ít, không cần ba người làm chim đầu đàn. Lục Lâm Thiên vỗ cánh chiếm giữ không gian, mắt nhìn cả đám thân ảnh bay tới, ánh mắt nhìn vào cảm giác hả hê. Loại tình huống này, Lục Lâm Thiên cảm thấy mọi người bị nhốt còn tốt hơn ba người bị nhốt, có họa cùng gánh mới là công bằng. Từng thân ảnh xuất hiện trong hư không, nhìn qua trăm cự nhân lôi đỉnh đứng đó, đám người đi đầu rất bất phàm. Người đi đầu tự nhiên là Hoàng Diễm Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỳ, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử còn có Phi Long Thân Vương. Đó là quái vật lôi đình. Những quái vật lôi đình này rất mạnh, cẩn thận. Nhìn thấy từng thân ảnh lôi đình kia, từng tia ánh mắt cảm giác lôi đình mang theo khí tức hủy diệt quá mạnh. Xì xì. Từng đạo thân ảnh nhìn lôi đình thật lớn xuất hiện trong tầm mắt mình, quay đầu nhìn các cự nhân. Điện quang lập lòe, lôi điện đảo qua đám đệ tử Tuyên Cổ Điện chỉ nhìn đã cảm thấy linh hồn rung động, hãi hùng khiếp vía. Rầm rầm rầm. Từng cự nhân khổng lồ không bao lâu đều lập tức ra tay,
đều bộc phát vô số lôi đỉnh giống như vô số tiêu xa khoảng cách xa, lập tức lướt qua không gian. Không tốt, mau ra tay. Những quái vật này ra tay. Bất diệt kim cương tượng. Bất diệt kim cương tượng. Đám người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân Lôi Điện vừa tiến tới liền biến sắc, không nghĩ tới vừa đi vào không gian này đã bị cự nhân ra tay, lập tức thúc giục bất diệt kim cương tượng. Tất cả đệ tử tiến vào thánh cảnh đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện tu luyện lôi thuộc tính, cũng có người mang tuyệt kỹ Tuyên Cổ Điện bất diệt kim cương tượng, cảm giác đám cự nhân khủng bố nên liền dùng bất diệt kim cương tượng chống lại. Oanh! Nhất thời mấy trăm kim cương đứng vững trên không gian, đứng vững trước thế công lôi điện. Ầm ầm, va chạm như thế làm hư không rung lên, cuồng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, lực lượng khủng bố giống như có thể hủy diệt tất cả. Không gian hỗn loạn, điện quang chói mắt xuyên thẳng qua các nơi. Trong phiến không gian này, chỉ thấy Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Lãnh Luân Lôi Điện, Minh Vô Ngôn, Côn Thành không đều lui ra, ăn không ít thiệt thòi. Mà đám người Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, Kim Lôi Sử cũng bị quái vật đánh lui lại. Hoàng Diễm Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương bị đám quái vật đánh phun máu. Phanh! Lục Lâm Thiên dùng lực lượng cực mạnh đánh nát một cự nhân lôi điện. Xoẹt! Cự nhân lôi điện bị Lục Lâm Thiên phá hủy, vô số tử kim điện mang xuyên thẳng qua, tại Lục Lâm Thiên nhìn qua cũng sững sờ, tử kim điện mang hội tụ lần nữa, khí tức hủy diệt bùng phát, một cự nhân lại xuất hiện. Xoẹt! Thanh Lôi Thân Vương, Hoàng Diễm Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Dạ Mị Thân Vương cũng vừa ra tay phá hủy cự nhân, giờ phút này cự nhân lại khôi phục. Vô dụng, những đồ chơi này không thể đánh chết, mau trốn thôi. Vân Lôi Thân Vương hét lớn, hắn đã sớm biết đám cự nhân khủng bố, căn bản không cách nào triệt để đánh chết, hắn thật vất vả mới thoát được, bây giờ lại bị vây khốn. Trốn, chạy mau. Nghe được Vân Lôi Thân Vương nói thế, đệ tử thực lực thấp một ít nhanh chóng lùi lại. Thời điểm này những thân vương cường hãn cũng không thể bảo vệ bọn họ. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh cấp tốc bỏ trốn ra phía sau. Xoẹt. Từng cự nhân lôi điện ra tay, vô số năng lượng tử kim tuôn ra, lực lượng che khuất bầu trời, bao phủ mọi người vào bên trong. Oanh. Lực lượng hủy diệt cả phiến không gian này, uy áp khủng bố không ngừng bao phủ hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, những đệ tử bỏ chạy đều trúng năng lượng lôi điện tỏa ra. A hát, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có hồn anh và linh hồn phân thân chạy đi, ngay lập tức có lực lượng lôi điện đánh nát chúng, hình thần câu diệt. Nhanh ra tay toàn lực, chạy ra ngoài trước nói sau. Thân vương và tử kim huyền lôi sử thực lực cường hãn biến sắc, ra tay ngăn cản những cự nhân. Lôi đình cự nhân lập tức khôi phục lần nữa, căn bản không cách nào đánh chết chúng. Dạ Mị Thân Vương hiện tại không cách nào ra tay với Lục Lâm Thiên. Bị từng lôi đình cự nhân vây quanh, tuy không sợ nhưng lôi đình cự nhân này đánh không chết, cho nên nàng luống cuống tay chân. Lục Lâm Thiên không bị Dạ Mị Thân Vương dây dưa, nhưng hắn cũng không sống khá giả, những lôi đình cự nhân này dường như có linh trí, thực lực càng mạnh, lại càng dây dưa rất lợi hại, từng đạo tử kim lôi đình không ngừng oanh kích tới. Bành bành! Lục Lâm Thiên không ngừng ra tay ngăn cản, lôi thuộc tính cũng không thuộc về ngũ hành, Lục Lâm Thiên cũng không cách nào áp chế. Lôi thuộc tính cũng không bị âm dương áo nghĩa áp chế, Lục Lâm Thiên chỉ có thể chống lại. Hiện tại Lục Lâm Thiên có thể chống lại những lôi đình cự nhân này, nhưng thời gian lâu về sau sợ rằng không thể nào. Không tốt, lối ra bị phong tỏa rồi. Không thấy cửa ra, chúng ta bị vây khốn. Lần này phiền toái lớn, chúng ta có thể bị nhốt chết tại đây. Trong thời gian ngắn ngủi, đệ tử trong Tuyên Cổ Điện phát hiện vết nứt không gian phía sau không còn nữa. Lúc này căn bản không có lối ra, cũng không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể đối phó đám quái vật này mà thôi. Trong lúc thất kinh, những đệ tử Tuyên Cổ Điện đều không phải người bình thường, lui không thể lui ra, cũng không thể ổn định, nhanh chóng bắt đầu phản công, có người bắt đầu tấn công lôi đình cự nhân. Rầm rầm rầm. Rất nhiều lôi đình cự nhân không khách khí, hung hãn không sợ chết, chúng không ngừng oanh kích, mục đích chính là phá hủy đám đông. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên lại phá hủy một lôi đình cự nhân, thân hình của hắn nổ tung, hào quang tử kim sắc quang mang bao phủ các hướng. Ồ! Lục Lâm Thiên kêu một tiếng, lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác cẩn thận, phát hiện vô số hào quang tử kim bao phủ các nơi, điện quang tử kim bao phủ đầy trời, không ngừng càn quét các hướng. Khí tức linh hồn bao phủ điện quang tử kim,
Tử kim điện mang rõ ràng cho thấy là tử kim huyền lôi, không ai dám dùng linh hồn nhìn trộm, tăng thêm lôi điện đầy trời cũng chẳng ai dám làm thế, cho nên mọi người khó có thể phát hiện. Nhưng đại hồn anh trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này cảm giác được linh hồn chấn động, nhưng chỉ cảm giác được có linh hồn dò xét, lập tức bị khí tức tử kim huyền lôi ngăn cản, làm linh hồn lực của đại hồn anh biến mất. Tử kim huyền lôi chính là vật chí dương chí cương trên đời, chính là khắc tinh của linh hồn. Chính bởi vì như thế, trong chủng tộc minh linh ở đây cũng không có người nào phát hiện ra khác thường. Xoẹt! Lôi đình cự nhân vừa mới bị Lục Lâm Thiên phá hủy, vô số tử kim điện xuyên thẳng qua không gian, tử kim điện mang lại hội tụ lần nữa, một lôi đình cự nhân lại ngưng tụ lần nữa, lúc này hình thành lôi bộc cường hãn. Chẳng lẽ? Vừa mới phát hiện ra, lúc này làm cho Lục Lâm Thiên nhíu mày, nguyên lực toàn thân khởi động, thân hổ khổng lồ lướt đi, toàn lực ra tay. Hổ chảo xé rách năm vết nứt không gian, lập tức đánh tan lôi đỉnh cự nhân. Xoẹt! Thân hình lôi đỉnh cự nhân tan nát lần nữa, điện quang rực rỡ chiếu rọi không gian, trong mi tâm của Lục Lâm Thiên có một đạo hào quang lướt đi, khí huyết sát ngập trời bùng nổ, chính là đại hồn anh đã lâu chưa hiện thân. Thời điểm đại hồn anh xuất hiện, tử lôi huyền đỉnh cũng xoay quanh trên đỉnh đầu đại hồn anh. Dùng tử kim huyền lôi trong không gian tử lôi huyền đỉnh bảo hộ đại hồn anh. Thân hình đại hồn anh tỏa ra hào quang sáng rực, thời điểm tử kim điện quang ngưng tụ, tử lôi huyền đỉnh che đậy, đại hồn anh há miệng hút mạnh. Hô! Không gian vặn vẹo, vòng xoáy không gian sáng ngời, đại hồn anh lập tức hấp thu tử kim huyền lôi vào trong tử lôi huyền đỉnh, lôi đỉnh bị tử kim huyền lôi hấp thu, khí tức linh hồn chóc ra, lập tức bị đại hồn anh thôn phệ. Linh hồn lực minh mông này bị đại hồn anh của Lục Lâm Thiên thôn phệ, lôi đỉnh cự nhân tan vỡ hoàn toàn. Không thể ngưng tụ nữa. Thì ra là thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức vui vẻ, đại hồn anh thôn phệ linh hồn kia không dưới tu vị hóa hồng cảnh. Tiếp tục, thân hình mãnh hổ khổng lồ lập tức tiến lên, Lục Lâm Thiên lại công kích lôi đỉnh cự nhân lần nữa. Tuy những lôi đỉnh cự nhân này thực lực cường hãn, nhưng mà độ nhanh nhạy chưa đủ, cho dù có tu vị hóa hồng cảnh nhưng cũng rất ngốc. Xoẹt! Thân hình lôi đình cự nhân bị một đạo hổ chảo của Lục Lâm Thiên đánh vỡ ra, điện quang lan tràn ra chung quanh, tử lôi huyền đỉnh bảo hộ, thân hình đại hồn anh lập tức bị hấp thu vào trong, há mồm sinh ra hấp lực thật lớn, dường như hấp thu mọi thứ vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Phần phật, vào lúc này lôi điện bị tử lôi huyền đỉnh hấp thu, linh hồn lực minh mông trong đó bị hấp thu, bị đại hồn anh nuốt vào trong bụng, lôi bộc khổng lồ không thể ngưng tụ nữa. Rầm rầm rầm. Tất cả đại thân vương và tử kim huyền lôi sử toàn lực ra tay xuống, trong đó có không ít lôi bộc bị nghiền nát. Đại hồn anh Lục Lâm Thiên lướt đi, lôi bộc bị phá hủy, dựa vào tử lôi huyền đỉnh bảo hộ, nó lập tức hấp thu linh hồn lực chung quanh. Lục Lâm Thiên có biện pháp đối phó đám lôi bộc này. Từ khi những lôi bộc này không ngưng tụ nữa, mọi người cũng phát hiện Lục Lâm Thiên có thể đối phó lôi bộc, từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên. Phần phật. Lục Lâm Thiên không quan tâm ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thừa cơ lại thôn vệ mấy đạo linh hồn lực. Những linh hồn lực này không dưới tu vị nhất nguyên hóa hồng, có chỗ tốt cực lớn với đại hồn anh. Tuy đại hồn anh sau khi luyện hóa bảo vật phệ hồn nhất tộc, cũng có thực lực so với nhất nguyên hóa hồng, nhưng khi thực lực bản thể tăng cường, tác dụng của đại hồn anh cũng không đủ, muốn tìm tàn hồn và sát khí tăng cường thực lực cho đại hồn anh không dễ dàng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng hiện tại trên người lôi bộc có linh hồn lực minh mông, không thể nghi ngờ có tác dụng lớn với đại hồn anh, Lục Lâm Thiên cũng không bỏ qua cơ hội này. Xoẹt! Một đạo lôi đình xuyên thủng không gian, trực tiếp lướt tới bên cạnh lôi tiểu thiên. Giống! Hổ gầm rung trời, Lục Lâm Thiên vỗ cánh bay tới gần lôi tiểu thiên, hổ trưởng đánh nát lôi bộc, lập tức hấp thu linh hồn lực. Trong tử kim huyền lôi có linh hồn lực. Dùng tử lôi huyền đỉnh thôn phệ tử kim huyền lôi có thể chóc linh hồn lực ra, là có thể phá hủy đám lôi bộc này. Vân lôi thân vương hét lớn một tiếng, nhìn qua đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, hắn đã tìm ra biện pháp tiêu diệt lôi bộc. Thôn phệ những linh hồn lực này có chỗ tốt cực lớn. Đôi mắt dạ mị thân vương đại biến, thân là người dạ xoa nhất tộc, những linh hồn lực này với nàng có tác dụng rất lớn. Nhanh thúc giục tử lôi huyền đỉnh đối phó đám lôi bộc. Hoàng Diễm Thân Vương bộc phát khí tức khủng bố, dựa vào hào quang tử kim huyền lôi, thúc giục tử lôi huyền đỉnh, dựa vào phương pháp của Lục Lâm Thiên tiêu diệt đám lôi bộc này. Ầm ầm. Lãnh Luân Lôi Điện, Đông Phương Tử Quỳ, Phi Long Thân Vương,
Thanh Lôi Thân Vương, Dạ Mị Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương 6 người đều thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại thi triển thủ đoạn đánh tan linh hồn lực của chúng. Lục Lâm Thiên, chúng ta phá hủy những lôi bộc này, linh hồn lực giao ngươi xử lý. Kim Lôi Sử Diêm Cương hét lớn một tiếng, toàn lực ra tay, kim quang bắn ra khỏi miệng của hắn. Kim thuộc tính áo nghĩa. Lục Lâm Thiên nháy mắt, Kim Lôi Sử ra tay có kim thuộc tính. Hô! Đại Hồn Anh cũng ra tay như thiểm điện, Kim Lôi Sử Diêm Cương ra tay phá hủy lôi bộc, Đại Hồn Anh lập tức thôn phệ linh hồn lực vào bụng. Bang bang! Cùng một thời gian, Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ cùng Bôn Lôi Sử Tằng Siêu hai người phá hủy hai lôi bộc, Đại Hồn Anh thừa cơ thôn phệ linh hồn lực minh mông. Rầm rầm rầm! Lôi bộc gào thét như sấm, lúc này tám đại thân vương và Tử Kim Huyền Lôi Sử đều ra tay tiêu diệt lôi bộc. A hát! Trong đó có không ít đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực hơi kém bị lôi bộc chém giết. Những đệ tử Tuyên Cổ Điện còn lại 5-3 người liên thủ với nhau, lúc này mới tạm thời chống lại, tăng thêm 8 đại thân vương và Tử Kim Huyền Lôi Sử đối phó hữu hiệu, lúc này áp lực giảm nhiều. Trên trăm lôi bộc không ngừng bị phá hủy. Dạ Mị cũng thừa cơ thôn phệ không ít linh hồn lực, Hoàng Diễm thân vương chu sát lôi bộc nhanh nhất, há mồm hấp thu còn nhanh hơn Dạ Mị thân vương cùng Lục Lâm Thiên rất nhiều. Từng linh hồn lực của lôi bộc bị hắn thôn phệ nhanh chóng. Phá! Dạ Mị quát một tiếng, ánh mắt bắn ra hào quang, lúc này nhìn thẳng vào lôi bộc có thể tương đương với tam nguyên hóa hồng, vừa rồi lôi bộc này đã chu sát không ít đệ tử Tuyên Cổ Điện. Phanh! Dạ Mị thân vương toàn lực ra tay, lôi bộc bị phá hủy nhanh chóng, Dạ Mị thân vương định hấp thu linh hồn lực này. Lão bà, lui ra đi! Cùng một thời gian, Lục Lâm Thiên gào lên như sấm sét. Phi hổ lao thẳng tới phía trước. Tiếng quát vang lên, hổ chảo của Lục Lâm Thiên đánh ra một kích vô cùng khủng bố, dựa vào sát khí lăng lệ đánh thẳng về phía Dạ Mị. Lục Lâm Thiên, người muốn chết. Trong mắt Dạ Mị thân vương bắn ra hàn ý, nàng không nghĩ tới thời điểm này Lục Lâm Thiên còn dám chủ động trêu chọc nàng, lập tức ngưng tụ năng lượng âm hàn tấn công Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, va chạm như thế, tia chớp nổ tung trong hư không. Uy thế kinh người làm không gian chung quanh nứt vỡ, hai người một quyền một chưởng va chạm với nhau, từng gợn sóng không gian thật nhỏ bao phủ các nơi. Xoẹt! Va chạm như thế, phi hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, hai cánh cắt phá không gian, nhanh chóng đứng vững thân hình, Dạ Mị chỉ lảo đảo lui một bước mà thôi. Phần phật! Trong giây phút này, khí huyết sát quét qua các nơi, đại hồn anh của Lục Lâm Thiên đã sớm hiện thân. Tử Lôi Huyền Đỉnh xoay quanh đỉnh đầu. Đại Hồn Anh thừa cơ hấp thu linh hồn lực lôi bộc cường hãn tương đương tam nguyên hóa hồng bị Dạ Mị thân vương tiêu diệt vào trong miệng, sau đó nhanh chóng lùi lại, tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên. Trong chiến đấu vừa rồi hắn đã thôn phệ không dưới 30 linh hồn lực tương đương nhất nguyên hóa hồng, cuối cùng cũng thôn phệ linh hồn lực tương đương tam nguyên hóa hồng cảnh, lúc này Đại Hồn Anh đã sớm không chống đỡ nổi, cũng không tiếp tục thôn phệ linh hồn lực. Đương nhiên, hiện tại trên trăm lôi bộc bị mọi người liên thủ tiêu diệt. Chỉ có Hoàng Diễm thân vương thôn phệ linh hồn lực là không dưới Lục Lâm Thiên, thậm chí còn nhiều hơn. Dạ Mị cũng thôn phệ không ít, các thân vương khác đối phó không ít, ngay cả Đông Phương Tử Quỳ cũng thôn phệ linh hồn lực. Lục Lâm Thiên. Dạ Mị thân vương nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức sát khí ngập trời tuôn ra. Lục Lâm Thiên lại cướp linh hồn lực tam nguyên hóa hồng cảnh trước mặt nàng, linh hồn lực cường hãn đối với Dạ Xoa nhất tộc có chỗ tốt rất lớn. Thân hình khổng lồ của Lục Lâm Thiên phòng bị, ánh mắt đầy ý cười, vừa rồi đối phó Dạ Mị, tự nhiên chính là linh hồn lực tu vị tam nguyên hóa hồng, loại linh hồn lực này Lục Lâm Thiên không bao giờ để Dạ Mị đạt được, đi tăng cường thực lực Dạ Mị, mà Đại Hồn Anh đạt được, không thể nghi ngờ đã đạt tới mức khủng bố. Dạ Mị thân vương lại bị Lục Lâm Thiên hất tay trên. Linh hồn lực đến miệng lại bị Lục Lâm Thiên cướp đi, Dạ Xoa nhất tộc thôn phệ linh hồn lực, có thể trực tiếp tăng cường thực lực đấy. Lục Lâm Thiên thật to gan lớn mật, đối đầu với Dạ Mị thân vương. Lục Lâm Thiên lại không ngốc, đã là đối thủ một mất một còn với Dạ Mị thân vương, chẳng lẽ còn trơ mắt nhìn linh hồn lực bị Dạ Mị thân vương thôn phệ tăng cường thực lực sao, tất nhiên phải cướp rồi chứ. Xoẹt! Khi lôi bộc bị phá hủy, mọi người thấp giọng nghị luận với nhau, Dạ Mị đã nổi giận đến mức không cách nào ngăn chặn, khí tức âm hàn chấn động dữ dội, muốn lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Ầm ầm! Vào lúc này trong không gian bao la có chấn động dữ dội sinh ra. Ông, tám đại thân vương vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh vào lúc này có khí tức liên hệ vô hình,
tám cái tử lôi huyền đỉnh rung rung, muốn thoát ly khống chế của tám người bay đi. Không tốt, thánh vật tử lôi huyền đỉnh nhất định ở nơi này, tám cái tử lôi huyền đỉnh đều đã bị dẫn dắt, nhất định không thể bị thánh vật tử lôi huyền đỉnh thu hút đi. Cửu đỉnh hợp nhất, tử lôi huyền đỉnh sẽ khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, đến lúc đó không ai có thể nhận chủ. Thanh lôi thân vương hét lớn một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một đạo lôi quang bao phủ tử lôi huyền đỉnh. Cửu đỉnh quy nhất, tử lôi huyền đỉnh sẽ hoàn toàn khôi phục, nhanh cất kỹ tử lôi huyền đỉnh đi. Phi long thân vương quát lớn, sắc mặt đại biến, trong tay bắn ra lôi quang sáng ngời, trực tiếp ngăn chặn tử lôi huyền đỉnh của mình. Xoẹt, lãnh luân lôi điện, vân lôi thân vương, đông phương tử quỳ ba người đều ra tay ngăn cản tử lôi huyền đỉnh, thần sắc vô cùng khẩn trương. Ngàn vạn không được để cửu đỉnh quy nhất. Hoàng diễm thân vương há mồm khẽ hấp, hấp lực cực lớn nhanh chóng bao phủ tử lôi huyền đỉnh, ngăn cản tử lôi huyền đỉnh thoát ly. Ánh mắt Dạ Mị oán hận không ngớt, nhưng lúc này không có biện pháp làm gì Lục Lâm Thiên, lực lượng âm hàn dâng bao phủ tử lôi huyền đỉnh. Mà lúc này Lục Lâm Thiên không thể không dùng toàn lực ngăn cản tử lôi huyền đỉnh, trong không gian lúc này, một lực lớn vô hình tương liên với tử lôi huyền đỉnh đã kéo tử lôi huyền đỉnh bay đi. Loại lực kéo này càng ngày càng lớn, Lục Lâm Thiên cũng cảm giác càng ngày càng khó áp chế. Ông ông! Tám cái tử lôi huyền đỉnh sinh ra tiếng nổ vang vọng hư không, khí tức đáng sợ bao phủ nội tâm các đệ tử Tuyên Cổ Điện, bọn họ bị áp bách thở không ra hơi. Bành 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 bành! Tám đạo lôi đình từ trên cao giáng thẳng vào tám cái tử lôi huyền đỉnh, tám người cũng bị điện giật. Phụt! Lãnh luân lôi điện, đông phương tử quỳ, thanh lôi thân vương, phi long thân vương, vân lôi thân vương, Lục Lâm Thiên sáu người há miệng phun máu tươi. Chỉ có Dạ Mị cùng Hoàng Diễm thân vương hai người đỡ một ít, nhưng tám cái tử lôi huyền đỉnh cũng mất đi khống chế. Ông! Tám cái tử lôi huyền đỉnh phóng lên trời, sấm gió vang vọng hư không, chúng đã biến mất trong bầu trời. Không tốt, lần này phiền toái lớn. Tám cái tử lôi huyền đỉnh biến mất, Hoàng Diễm thân vương, Dạ Mị đều biến sắc, cửu đỉnh quy nhất đại biểu cái gì mọi người đều biết. Một khi thánh vật Tuyên Cổ Điện triệt để khôi phục, khi đó không ai có thể nhận chủ. Lục Lâm Thiên, ta giết người đầu tiên. Trong nháy mắt Dạ Mị lại nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, nàng không thể không ra tay. Tức giận ngập trời, khí tức âm hàn trên người Dạ Mị bùng nổ, một đạo khí tức âm hàn quét qua Lục Lâm Thiên, không gian rạn nứt dữ dội. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thân ảnh khổng lồ bay lên, hắn nhanh chóng lùi lại, thúc giục thanh trụ hư không dực. Thân ảnh biến mất trong hư không. Xoẹt. Dạ Mị lập tức đánh vào hư không vị trí Lục Lâm Thiên vừa mới đứng, không gian nổ tung. Ầm ầm. Trong hư không xuất hiện hư không phong bạo, những người ở gần khu vực này bị dư âm ảnh hưởng, không ít người thiếu chút nữa bị ảnh hưởng cực lớn. Dạ Mị ra tay với Lục Lâm Thiên không chút lưu tình, đều là sát chiêu. Thân ảnh phi hổ của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện, khí tức cũng hỗn loạn. Liên tiếp tiêu hao đã làm Lục Lâm Thiên cảm thấy không dễ chịu. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Ánh mắt Dạ Mị huyết hồng, sát ý ngập trời, đang định giết tới. Dạ Mị thân vương dừng tay. Vân lôi thân vương hét lớn một tiếng, nói với Dạ Mị. Thời điểm này mọi người còn đấu tranh nội bộ, đến lúc đó không ai có thể sống được. Vân lôi, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện của ta và Lục Lâm Thiên sao? Ánh mắt Dạ Mị lập tức lạnh lẽo nhìn qua vân lôi thân vương. Không phải nhúng tay, hiện tại thời điểm này mọi người không liên thủ, đến lúc đó nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, sợ rằng không có ai có thể đi ra ngoài. Vân lôi thân vương nói với Dạ Mị. Ánh mắt thanh lôi thân vương nhìn qua Lục Lâm Thiên, lập tức nói với Dạ Mị thân vương, ánh mắt chớp động, khuyên can. Vân lôi thân vương nói đúng, thời điểm này chúng ta còn không liên thủ thì hậu quả đáng lo. Có ân oán gì, ra ngoài nói cũng không muộn. Lục Lâm Thiên đứng trên không trung, mắt hổ ngạc nhiên, không nghĩ tới thời điểm này Vân Lôi Thân Vương và Thanh Lôi Thân Vương hai người này lại giúp mình. Vân Lôi, Thanh Lôi, các người có ý tứ gì, nếu ta nhất định ra tay đối phó Lục Lâm Thiên thì sao? Dạ Mị lạnh lẽo nhìn lấy Vân Lôi Thân Vương và Thanh Lôi Thân Vương, đôi mắt đầy hàn ý. Vậy đừng trách ta giúp Lục Lâm Thiên một tay. Ánh mắt Vân Lôi Thân Vương nhảy lên. Nhìn Dạ Mị nói, ta tin tưởng không có chỗ tốt với ngươi đâu. Lúc đó ta cũng nhúng tay vào, đây là ân oán của các ngươi, không quan hệ tới ta, nhưng mà bây giờ không thể ảnh hưởng tất cả mọi người. Thanh lôi thân vương nói, còn có ta.
Kim Lôi Sử Diêm Cương ngẩng đầu nói ra. Thời điểm này mọi người không liên thủ sẽ liên lụy mọi người. Còn có chúng ta, Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, cùng với Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Đông Phương Tử Quỳ và nhiều người đứng ra. Ánh mắt Dạ Mị đầy hàn ý nói. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao, chỉ sợ thực lực không đủ. Ánh mắt Thanh Lôi Thân Vương vui vẻ, nói. Dạ Mị Thân Vương, chúng ta liên thủ, ngươi cũng không thể chiếm tiện nghi đâu, muốn đánh chết Lục Lâm Thiên là chuyện không có khả năng, sao không đợi đến lúc ra ngoài rồi giải quyết ân oán. Các ngươi đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt Dạ Mị không ngừng lập lòe, những người khác nàng không đặt vào trong mắt, nhưng Thanh Lôi và Vân Lôi lại khác. Hoàng Diễm Thân Vương vẫn không nói gì lại nhìn mọi người, trường bào khẽ nhúc nhích, khí tức nóng rực sinh ra, nói. Đã náo đủ chưa? Khi Hoàng Diễm Thân Vương nói chuyện, rất nhiều người nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, với tư cách người có thực lực mạnh nhất nơi đây, Hoàng Diễm Thân Vương hành động gì cũng làm người ta chú ý. Dạ Mị cố kỵ nhìn Hoàng Diễm Thân Vương. Hoàng Diễm Thân Vương ngẩng đầu nhìn Dạ Mị và Lục Lâm Thiên, nói. Dạ Mị, Lục Lâm Thiên, ta không quản các ngươi có ân oán gì, nhưng mà hiện tại dừng tay cho ta, nếu ta đoán đúng, chúng ta đang ở trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, chúng ta đều không còn Tử Lôi Huyền Đỉnh, một khi cửu đỉnh quy nhất, đến lúc đó đừng nói là chúng ta không có bất kỳ người nào có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, sợ rằng tất cả sẽ biến thành năng lượng giúp Tử Lôi Huyền Đỉnh khôi phục. Khi Hoàng Diễm Thân Vương dứt lời, Lục Lâm Thiên cười nhạt, hắn thu liễm thân hổ, mỉm cười nói với Hoàng Diễm Thân Vương. Ta không có ý kiến, thời điểm này mọi người nên liên thủ với nhau. Dạ Mị, người thì sao? Hoàng Diễm Thân Vương nhìn qua Lục Lâm Thiên, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, lại hỏi Dạ Mị. Dạ Mị nhìn Hoàng Diễm Thân Vương, lại hung ác nhìn vào Lục Lâm Thiên, oán hận nói. Lục Lâm Thiên, giữa chúng ta không xong đâu, dù sao người cũng chết chắc. Dứt lời, Dạ Mị Thân Vương cũng thu liếm kim cương tượng. Mọi người thấy thế, ánh mắt nhìn qua Hoàng Diễm Thân Vương. Chư vị, Hoàng Diễm Thân Vương nhìn mọi người, ấm áp khí tức không ngừng từ từ tràn ngập ra đi, nói. Chúng ta bây giờ hơn phân nửa đã vào trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, một khi cửu đỉnh quy nhất, đến lúc đó chúng ta không ai có được Tử Lôi Huyền Đỉnh, tất cả mọi người cũng biến thành năng lượng giúp Tử Lôi Huyền Đỉnh khôi phục, hiện tại không có đường lui. Cứ thử một lần đi. Phải làm thế nào? Bôn Lôi Sử Tằng Siêu hỏi. Lục Lâm Thiên thu liếm thân hổ, trong tay cầm một đống đan dược nhét vào miệng, nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức há mồm nói. Chư vị, cho dù hiện tại Tử Kim Huyền Lôi trong thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh, sợ rằng cửu đỉnh quy nhất cũng không quá nhanh, chúng ta bây giờ cần tìm Tử Kim Huyền Lôi và ngăn cản nó khôi phục, lại nghĩ biện pháp nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, đến lúc đó mới có biện pháp ra ngoài. Dừng một chút, nhìn qua mọi thần sắc mọi người, Lục Lâm Thiên mới tiếp tục nói. Bằng không, sợ rằng không ai có thể đào thoát, cường giả bên ngoài cũng không thể quan sát bên trong, chúng ta chết hết cũng không ai biết rõ. Lục Lâm Thiên nói không sai. Hoàng Diễm Thân Vương kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó nói với mọi người. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, tìm kiếm Tử Kim Huyền Lôi, đoạt lại Tử Lôi Huyền Đỉnh của chúng ta, ngăn cản cửu đỉnh quy nhất. Bằng không chúng ta sẽ chết. Đã không có đường lui, chỉ có thể như vậy. Siêu siêu. Mọi người nghe xong đều gật đầu, lúc này đều tiến vào sâu trong hư không. Lôi vân màu tím chiếm giữ không gian, từ khi mọi người xâm nhập, lôi vân màu tím càng ngày càng nặng, rất nhiều lôi điện màu tím mang theo khí tức hủy diệt quét qua không gian. Mọi người tốt nhất nên cẩn thận, ta có cảm giác không tốt. Thân ảnh Hoàng Diễm Thân Vương đang lướt đi. Ngẩng đầu nhìn qua lôi vân màu tím và cảnh báo mọi người. Khí tức càng ngày càng mạnh. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, từ lâu hắn đã cảm giác khí tức của lôi vân càng ngày càng nặng. Lúc này Tử Lôi Huyền Đỉnh của mình mất đi khống chế, làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tâm ngưng trọng, một khi Tử Lôi Huyền Đỉnh khôi phục, đến lúc đó không cách nào nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh là chuyện nhỏ, nếu không gian này đúng như Hoàng Diễm Thân Vương đã nói, chỉ sợ mọi người đang ở trong không gian thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Kim Huyền Lôi thức tỉnh sẽ biến bọn họ thành năng lượng khôi phục, đây mới là điểm đáng nói. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên cũng âm thầm quan sát người nơi đây, rốt cuộc ai là người bị Chí Tôn Điện phái tới, không biết hắn sẽ dùng biện pháp nào mang Tử Lôi Huyền Đỉnh đi, Chí Tôn Điện dám đi vào thánh cảnh của Tuyên Cổ Điện thì chắc chắn có chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn,
Thời điểm Hoàng Diễm Thân Vương nhắc nhở mọi người không lâu sau, mọi người cảm giác lôi vân cuồn cuộn, lập tức xuất hiện từng đạo lôi đình tử kim sắc nện xuống. Coi chừng, đây là tử kim huyền lôi, tất cả mọi người cẩn thận. Vân Lôi Thân Vương quát một tiếng, lúc này lập tức giơ tay ngăn cản. Siêu, siêu. Mọi người chung quanh cũng hành động, đều bố trí thủ đoạn của riêng mình. Nhưng thời điểm này không ai biến thành bất diệt kim cương tượng, bởi vì lôi điện nện xuống, bất diệt kim cương tượng thể tích khổng lồ sẽ thừa nhận lôi điện nhiều nhất, khi đó là tự tìm đường chết. Xoẹt. Lúc này có nhiều người bố trí thủ đoạn phòng ngự lôi đình chi lực giáng xuống, nhưng có người không thể phòng ngự hữu hiệu nên bị lôi điện nện phun máu tươi. Oanh. Một đạo tử kim huyền lôi cũng rơi thẳng vào người Lục Lâm Thiên, thân hình Lục Lâm Thiên run lên. Lục Lâm Thiên ổn định thân hình, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, lực công kích của từng đạo tử kim huyền lôi không phải tuyên cổ cảnh cao giai bình thường đủ khả năng chống lại. A hát. Không ít tiếng kêu thảm thiết làm Lục Lâm Thiên ngưng trọng, nếu như Lục Lâm Thiên đoán không sai, không ít tuyên cổ điện sẽ bị lôi đình tiêu diệt, còn có tiếng kêu thảm thiết có nghĩa hồn anh chạy ra, trọng thương cũng số lượng không ít. Thực lực mạnh bảo hộ người thực lực yếu. Vân Lôi Thân Vương quát một tiếng, hắn lập tức bộc phát hào quang bảo hộ vài đệ tử tuyên cổ điện vào bên trong, loại bảo hộ này cũng cần tiêu hao nguyên lực của Vân Lôi Thân Vương để chèo chống. Các ngươi tới đây. Thanh Lôi Thân Vương do dự một chút, cũng lập tức ra tay giúp đỡ các đệ tử thực lực không cao. Xoẹt. Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử, Đông Phương Tử Quỳ bốn người cũng ra tay. Ngay cả Dạ Mị và Hoàng Diễm Thân Vương cũng không đứng nhìn, đều ra tay bảo hộ các đệ tử. Lục Lâm Thiên cũng bảo hộ Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên hai người vào trong đó, dùng thực lực của Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên tuyệt đối không cách nào ngăn cản tử kim huyền lôi. Hai người Lục Linh Lôi Tiểu Thiên biến sắc, đến nơi đây bọn họ mới biết thực lực của mình không dùng được, không ngờ còn không có lực chống lại, vốn còn muốn nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, xem ra hiện tại cơ hội xa vời. Rầm rầm. Lôi điện tử kim sắc vần quanh hư không, từng đạo lôi đình như cánh tay không ngừng giáng xuống. Đi về phía trước có khí tức của tử lôi huyền đỉnh. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, tuy trong người hắn tử lôi huyền đỉnh thoát ly khống chế của mình, nhưng lúc này hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức tử lôi huyền đỉnh chấn động mơ hồ. Có lẽ ở phía trước không xa, đây là tử kim huyền lôi đang ngăn cản chúng ta tới gần, sợ rằng tử kim huyền lôi cũng vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục bao nhiêu. Bằng không với thực lực của chúng ta không cách nào ngăn cản tử kim huyền lôi. Vân Lôi Thân Vương quát, lúc này hắn cảm giác tử lôi huyền đỉnh của mình ở cách đó không xa. Nhanh lao ra khỏi không gian này. Từng đạo thân ảnh lướt đi, vào lúc này không ngừng có lôi đỉnh giáng xuống, lôi điện bao phủ hư không, giống như hóa thành vô số lôi điện thật nhỏ tạo thành cái lưới quét. Ầm ầm, tiếng sấm, ầm ầm, không ngừng vang vọng hư không. Liên tục xuất hiện lôi điện màu tím ngăn cản đường bọn họ đi. Như thế lôi đình oanh tạc, Lục Lâm Thiên cũng khó chống cự, từng tiếng lôi đình rền vang làm cho mọi người mê muội, hãi hùng khiếp vía. Phần phật, mọi người cắn răng vượt qua không gian lôi đình, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lôi đình trong hư không cũng biến mất. Ánh mắt mọi người biến hóa, nhìn lên không trung, thu liễm màn sáng phòng ngự, từng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn ra xa xa, nhìn thấy không gian lôi điện này khác với biển lôi điện lúc trước. Loại lôi điện này không giống như lôi điện trước đó, mà là lôi điện hội tụ thành biển cả, sâu tới mức không nhìn thấy cuối cùng. Không gian lôi điện bao la, tử kim lôi điện chấn động, khí tức hủy diệt tỏa ra. Nhưng mà không gian lôi điện này không có khí tức chấn động. Tử kim huyền lôi, đây là tử kim huyền lôi. Ánh mắt Hoàng Diễm Thân Vương lúc này rất rung động. Trong không gian tử kim bao la này trừ tử kim huyền lôi có thể diễn sinh ra, trong thiên hạ sợ không có linh vật trời sinh nào tạo thành lôi hải khủng bố như thế. Tử lôi huyền đỉnh, đó là tử lôi huyền đỉnh của chúng ta. Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương đều nhìn lên trên cao, tám cái tử kim huyền đỉnh biến lớn cả ngàn mét và đang xoay tròn từ từ. Ánh mắt tám thân vương nhìn qua tám cái tử lôi huyền đỉnh cao ngàn mét kia. Cũng là tử lôi huyền đỉnh của bọn họ từng khống chế. Tám cái tử lôi huyền đỉnh xoay tròn quanh một cái lôi cầu thật lớn. Không gian yên tĩnh lặng ngắt như tờ, trong yên tĩnh này không có chút tiếng động nào, tiếng sấm cũng biến mất không thấy đâu nữa. Ánh mắt mọi người nhìn qua tám cái tử lôi huyền đỉnh đang quay quanh lôi cầu tử kim sắc, dường như không cảm giác được lôi cầu có động tĩnh gì,
nhưng trong mơ hồ lại cảm giác lôi cầu đang có cảm giác đập mạnh, loại cảm giác này làm tim của mọi người không tự chủ đập nhanh hơn. Loại tiết tấu này làm tim mọi người không tự giác đập nhanh hơn, càng ngày càng điên cuồng, từng ánh mắt đều nhìn qua lôi cầu. Ông! Vào thời khắc này, cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên run lên, kim quang lóe sáng, tiếng đao minh như sấm sét vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Tử kim sắc quang mang trong mắt Lục Lâm Thiên biến mất, tiếng tim đập nhanh biến mất không còn, lập tức biến sắc hét lớn. Coi chừng, tử kim huyền lôi đang khống chế chúng ta. Âm thanh như sấm rền vang vọng hư không, khi lời của Lục Lâm Thiên vang lên, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương đều khôi phục tinh thần, ánh mắt đại biến. Phanh! Vào lúc này tám cái tử lôi huyền đỉnh không ngừng xoay tròn, một tiếng nói trầm đỡ Upsilon, C vang lên bên cạnh. Phụt! Nguy hiểm thật! Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Thanh Lôi Thân Vương đều hít khí lạnh, nếu không phải Lục Lâm Thiên bừng tỉnh, sợ rằng mọi người không thừa nhận nổi hậu quả, những đệ tử nội điện thực lực yếu cũng xong đời. Không ít ánh mắt đều cảm kích nhìn qua Lục Lâm Thiên, vừa rồi chính là Lục Lâm Thiên cứu mọi người. Xoẹt! Cùng lúc đó tử kim huyền lôi chấn động như sóng biển, nổi lên tầng tầng gợn sóng, nhưng mà không truyền ra ngoài, cực kỳ huyên náo. Trong ánh mắt phòng bị của mọi người, một thân ảnh hơi nhúc nhích, điện quang bắn ra, lập tức một thân ảnh hùng vĩ mặc tử kim bào xuất hiện. Một thân ảnh đơn độc đi ra khỏi lôi cầu, bộ dáng nhìn như 40, hai mắt nhắm chặt nhưng bá khí bạo phát ra ngoài. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào, thân ảnh này mở mắt ra, đôi mắt này vừa mở ra không gian tử kim này chấn động, tuy giờ phút này bình tĩnh nhưng linh hồn mọi người khiếp sợ hãi hùng. Không biết qua bao nhiêu năm rồi, rốt cục cũng thức tỉnh. Thân ảnh tử kim này nói nhỏ, lầm bầm xong, hắn duỗi lưng mỏi, không gian chung quanh chấn động rất mạnh. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn qua mọi người, hắn nhìn qua đám người, nhìn lên người Lục Lâm Thiên, nói. Không nghĩ tới người có thể phát hiện lôi động thuật của ta, ồ, chân lý niết bàn, thiên phú mạnh như vậy. Thân ảnh tử kim này đánh giá Lục Lâm Thiên, lại nói thêm. Thời gian đã trôi qua không ngắn, lúc trước chân lý niết bàn cũng không nhiều, xem như phượng mao lân giác, không nghĩ tới bây giờ còn có chân lý niết bàn xuất hiện, thiên phú hẳn là thiên hạ ít có. Nhưng mà hôm nay lại không cải biến được cái gì. Ngươi là tử kim huyền lôi. Lục Lâm Thiên nhìn thân ảnh tử kim kia, cái khí tức chấn động của người này đang áp chế mọi người rất mạnh. Nghe vậy, thân ảnh tử kim nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Ngươi nói đúng, ta là tử hồn bổn nguyên tử kim huyền lôi biến thành, cũng chính là tử kim huyền lôi, cũng chính là bổn nguyên hạch tâm tử lôi huyền đỉnh mà các ngươi tìm. Vù vù. Thân ảnh tử kim này chính là bản thể tử kim huyền đỉnh, cũng là tử kim huyền lôi, nếu có thể dung hợp nó, bọn họ sẽ hoàn thành mục đích đi tới nơi này. Ai, vạn vật sinh linh tham lam, thực lực như con sâu cái kiến xuất hiện trước mặt ta, lại còn nghĩ muốn nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, thật sự là không biết nói các ngươi thật đáng buồn hay buồn cười. Lúc trước bao nhiêu kẻ tự cho mình siêu phàm, thiên phú tuyệt đỉnh đều muốn dung hợp tử lôi huyền đỉnh ta, kết quả lại tử thương vô số. Không ít trực tiếp thần hồn câu diệt hóa thành cho tàn, bọn chúng còn không thể, các ngươi so với bọn chúng còn không tính là cái gì. Chẳng lẽ vạn năm sau, các ngươi vẫn dùng đám con sâu cái kiến này đối phó ta? Thân ảnh tử kim bùng phát khí tức chấn động đáng sợ, nói. Ta chính là tử kim huyền lôi, linh vật trời sinh đỉnh phong, trong thiên địa này có thể so sánh với ta cũng chỉ có 3.000 đại năng dung hợp thế giới hỗn độn, bọn ngươi chỉ là con sâu cái kiến, lại tham lam ngập trời. Muốn dung hợp ta, thật đáng cười. Vừa dứt lời, hai tay của thân ảnh tử kim chấn động, trong không gian có 8 đạo lôi đình giáng thẳng vào tử lôi huyền đình. Ông ông! 8 cái tử lôi huyền đình nổ vang, khí tức vô cùng khủng bố bộc phát. Không tốt, tử kim huyền lôi muốn cửu đỉnh quy nhất khôi phục trạng thái mạnh nhất, nhanh toàn lực ngăn cản, chúng ta dung hợp tử lôi huyền đình có liên hệ với hắn, bằng không sau đó sẽ vô lực xoay chuyển trời đất. Hoàng Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, nguyên lực chấn động rất mạnh, một đạo lôi quang bao phủ lấy một cái tử lôi huyền đỉnh trên cao. Chỉ có thể đủ liều mạng. Ầm ầm, năng lượng 7 người chấn động, lôi quang không ngừng lướt đi, giáng thẳng vào tử lôi huyền đỉnh, muốn hoàn thành quá trình dung hợp tử lôi huyền đỉnh. Buồn cười, thật sự là buồn cười, xem ra các ngươi lựa chọn 8 cơ hội đối phó ta, chỉ tiếc các ngươi cho rằng có khí tức của ta, mượn lực lượng của ta là có thể ngăn cản ta hay sao?
Thân ảnh Tử Kim tiêu tán trước mặt mọi người, hai tay chấn động và hàng trăm khí tức tương liên với Tử Lôi Huyền Đỉnh trở nên gió nổi mây phun. Rầm 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 bang bang. Bỗng dưng, tám âm thanh trầm thấp nổ tung cùng lúc với Tử Lôi Huyền Đỉnh. Phụt. Tám Tử Lôi Huyền Đỉnh khổng lồ nổ tung, Lục Lâm Thiên, Hoàng Diễm Thân Vương, Dạ Mị, Đông Phương Tử Quỳ, Lãnh Luân Lôi Điện, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương tám người bay ra xa, đều há miệng phun máu tươi. Trong ánh mắt rung động của mọi người, tám đầu lôi long màu tử kim nhanh chóng xoay quanh lôi cầu, điện quang khuếch tán ra bốn phía. Ngao ngao, tám đầu cự long gào thét, âm thanh như lôi đình vang vọng trời đất. Tám đầu lôi long tử kim xoay quanh không gian, động tác huyền ảo và khó lường. Lập tức trong ánh mắt rung động của nhiều người, tám đầu tử kim cự long hóa thành lôi đình bá đạo xuyên qua không gian trong chốc lát. Xoẹt. Tám đầu lôi long xoay tròn lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt này thân ảnh lập tức biến mất, nhưng lại có sóng to gió lớn xoay tròn, làm cho không gian chung quanh vặn vẹo dữ dội. Cửu đỉnh quy nhất, đại sự không ổn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua không gian, Tử Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh đã có nhiều hành động vượt qua bọn họ tưởng tượng, căn bản không thể nào ngăn cản, cửu đỉnh quy nhất, đại sự không ngờ không ổn, không người nào có thể đối phó Tử Kim Huyền Lôi. Không ổn. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Hoàng Diễm Thân Vương, Đông Phương Tử Quỳ đều nhìn nhau, cửu đỉnh quy nhất, lúc này trên người thân ảnh Tử Kim tỏa ra hào quang sáng ngời, bọn họ tự nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì, vừa rồi Tử Lôi Huyền Đỉnh biểu hiện thực lực, nội tâm mọi người rất rõ ràng. Lục Soái, hiện tại dường như phiền toái lớn, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao có thể nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh? Lục Linh thấp giọng nói với Lục Lâm Thiên. Thân ảnh cao ngất của hắn cũng bị lôi đình chấn nhiếp làm run rẩy bất định, khí tức kia quá mức khủng bố. Nghĩ biện pháp bỏ chạy đi. Lục Lâm Thiên cười khổ, lúc này nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, có thể thoát thân hay không là vấn đề. Tử Kim Huyền Lôi bị phong ấn vô số năm, hiện tại vừa thức tỉnh đã có thực lực khủng bố thế này rồi. Xoẹt. Cũng không có bao lâu, khí tức chấn động trên người thân ảnh Tử Kim vững vàng, hai mắt khép hờ lại mở ra, nhìn qua mọi người đầy khinh thường. Ánh mắt càng chấn nhiếp linh hồn người bị hắn nhìn. Thân ảnh Tử Kim cuối cùng nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Tiểu tử, quên hỏi ngươi, vì sao vừa rồi ngươi phát hiện lôi động thuật của ta? Đại khái trùng hợp thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến hóa, tự nhiên không thể nói là cây đao màu vàng trong đầu rồi, nếu không có cây đao vàng, hắn đã trúng chiêu. Thân ảnh Tử Kim cũng không quan tâm câu trả lời của Lục Lâm Thiên, hắn nói. Nếu ngươi không nói cũng không có gì, ở trên người của ngươi ta cảm giác có khí tức quen thuộc, ta cũng muốn biết là vật gì của ngươi làm ta quen thuộc như thế,